có thể triệu hồi ở bất cứ thời điểm nào tại bất cứ nơi đâu, những giá trị đó không thể một bảo vật thường có thể so sánh. Vương trưởng lão hai hàng lông mày nhăn lại, lập tức nghiêm mặt nói. Không sai, cũng vì nguyên nhân này mà hàn mỗi nhìn thiên cơ phủ cảm thấy hứng thú. Nếu là thiên cơ phủ thật có những công hiệu vừa nói, chỉ sợ tại hạ còn xa mới hy vọng có được. Hàn lập cười khẽ nói, nói như vậy, hàn huynh có ý định đổi lấy vật ấy. Vương trưởng lão hai mắt tỏa sáng, có chút vui mừng nói. Trong tay tài, tài hạ có một chút tài liệu không dùng nhưng đều là tài liệu chân quý. Đạo hữu trước tiên cho ta danh sách những vật dụng muốn đổi, ta nhìn xem có thể cung cấp hay không, sau đó lại thương lượng số lượng có thể đổi lấy tài liệu này trong bảo khố đi." Hàn Lập mỉm cười nói, thân tình dễ dàng tùy ý. Việc này hiển nhiên, các tài liệu này đều trong ngọc giản, Đạo hữu trước tiên nhìn qua, ngân bào tu sĩ mặt đầy tươi cười, tay áo bảo một phung nhẹ dưới, một đạo bạch quang bắn nhanh về hướng Hàn Lập. Hàn lập đứng yên bắt lấy vật ấy, đó là một khối bạch sắc ngọc giản. Hắn đứng trên sườn núi đá này, tay đưa vật ấy lên nhìn. Một lúc sau, Hàn lập lại hiện ra tại Đại môn Thiên cơ các. Vương trưởng lão vẻ mặt tươi cười đưa hắn đi ra. Hàn lập xoay người cùng hắn ôm quyền, nói vài câu cáo từ, phiêu nhiên rời đi. Mà Vương trưởng lão sau khi đưa mắt nhìn Hàn lập thân ảnh đi xa, mới một mặt hài lòng phản hồi Thiên cơ các. Cùng lúc này, Hàn lập sờ vuốt túi chữ vật đột cổ bên hông, sau khi ánh mắt chớp động khóe miệng thoáng hiện một nét cười nhẹ như tơ sau khi hao phí một cái giá lớn nhưng không phải là tài liệu chân quý cao cấp để đổi lấy thiên cơ phủ hắn lại cầm ra bộ phận yêu đan cùng dược thảo trực tiếp bán cho thiên cơ các đổi lại một số lượng kinh người các mục linh thạch nghĩ lại lúc đưa ra một số lượng nhiều tài liệu như vậy nét mặt già nua của vị vương trưởng lão kia hiện lên vẻ đầy kinh ngạc hàn lập dù buồn cười nhưng tâm tư vô cùng cảnh giác nhân vi tài tử điều vi thực phong sao câu danh môn ấy quả là chính xác nếu gặp dê béo đáng để ra tay thì cho dù đối phương có là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng vẫn có kẻ dám hành động. Sao người chết vì tham tài, chim chết vì hào ăn? Ngay cả thiên cơ các danh tiếng lớn như vậy, theo lý thuyết danh dự hẳn là không tồi, nhưng lộ tài vật, lại giả trang là một hải ngoại tán tu, hắn vẫn muốn phải cẩn thận 10 phần, đề phòng vị vương trưởng lão kia động ác ý. Cho nên khi đi ra thiên cơ các, hàn lập đem bộ phận thần thức phóng ra bao phủ phụ cận, tìm xem có người nào núp trong bóng tối để theo dõi mình hay không. Sau một lúc lâu, khi đã xác định không có người nào truy tung mình, hắn liền đi đến một góc khuất, hắn thân hình chấp động, chật thân thể có rút cao thêm một tấc, dung nhan quần áo sau một trận thanh quang trong cùng lúc biến hóa. Sau khi hắn đi ra từ lầu các, đã hóa thành một trung niên nho sinh mặc lam bảo nho sam, dâu dài ba trỏm, tướng mạo thanh kỳ. Lấy tu vi của hắn hiện tại, ngoại trừ không phải gặp nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, người khác không thể nhìn thấu chân diện mục của hắn. Hàn lập lúc này mới thoải mái đi đến những nơi buôn bán khác. Sau khi liên tiếp đi qua mấy lầu các, Hàn Lập vô cùng thất vọng vì không có thu hoạch. Cũng không phải các đại thương hào này không có bảo vật, một số trưởng quỹ lấy một vài cổ bảo trong bảo khố tài liệu của họ, Hàn Lập nhìn cũng cực kỳ động tâm. Chỉ đáng tiếc rằng, tài liệu dùng để luyện chế khôi lỗi cùng tam diễm phiến không có, và lại các cổ bảo trong bảo khố hắn căn bản vốn không thiếu, sau khi cẩn thận tự định giá, vẫn là không có mua bất cứ một kiện nào. Xem ra, phải chờ đấu giá hội rồi. Sau đó không lâu, Hàn Lập dừng lại ở cuối con đường, trước mặt là một thạch điện có khí thế hùng vĩ, trong lòng tự đánh giá. Điện phủ to lớn cổ kính này, hẳn chính là bảo quang điện so với những điện phủ bình thường xác thực có chút bất đồng, không ngờ chia ra thành 3 tầng, mỗi tầng cao hơn 20 trượng, phảng phất như sảnh đường khổng lồ. Đại khái cũng chỉ có những kiến trúc lớn này mới có thể dung nạp trên ngàn tu sĩ, mới khả dĩ mở hội đấu giá. Tại cửa đại điện, có mấy chút cơ kỳ tu sĩ, thủ tại nơi này, ngăn cấm các tu sĩ phổ thông tiến vào điện hội đấu giá đã ra dáng chuẩn bị, ngoại trừ hàn lập ra, còn có một vài tu sĩ cũng đứng nơi thạch điện này chỉ chỉ trỏ trỏ, nhìn đến cũng đều là bàn luận đại điện này sắp có một cuộc đấu giá lớn. Hàn lập nhìn sâu vài lần trong bảo quang điện, chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng tại lúc này, đột nhiên từ trong điện phủ nọ không ngờ trực tiếp có bốn gã nam nữ tu sĩ đi ra. Hàn lập không để ý một mắt liếc nhìn, kết quả sắc mặt một biến, vội vàng ra vẻ bình tĩnh thân hình xoay chuyển, nhấc chân tựu như đang thả bộ trên đường. Chậm đã, vị đạo hữu này xin dừng bước, hắn mới vừa đi hai bước, phía sau vang lên một thanh âm êm tai dễ nghe êm tai. Hàn lập trái tim trầm xuống, mặt trên cơ thể thoáng co rút lại, thân hình đột nhiên dừng lại. Đạo hữu có việc sao? Xoay người lại, hàn lập bình tĩnh nói. Tại phía sau hắn sáu bảy trượng xa xa, một người nữ tử bạch xa che mặt, bạch y, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt đẹp chớp động đánh giá hắn. Đứng bên cạnh nữ tử này, còn có một nữ hai nam, đồng dạng đang ngạc nhiên nhìn hàn lập. Thần thức đảo qua, những người này toàn bộ đều là nguyên anh cấp tu sĩ, đặc biệt là Bạch Y nữ tử cùng một người đứng sóng vai với nàng chính là Hắc Bào tu sĩ có bộ dáng hơn 40 tuổi, lại là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Hàn Lập trong lòng hơi trầm xuống, không có gì, tại hạ thấy đạo hữu tu vi bất phàm, nghĩ muốn kết giao một phen, đạo hữu sẽ không khiển trách chứ? Bạch Y nữ tử đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới, mục quang tại phía sau lưng Hàn Lập dừng lại thật lâu, mới thu ánh mắt lại thản nhiên nói: Vị nữ tứ này mặc dù nhìn không rõ mặt, nhưng vóc người cao thon thả, mỗi một cử chỉ đều hấp dẫn động lòng người. Một vị tuyệt sắc gia nhân như vậy mở miệng yêu cầu, nhưng trong tim Hàn Lập lại không có chút cảm giác sủng nhược kinh chi sao, ngược lại đang muốn lập tức xoay mặt rời đi. Sao, cảm giác được quá yêu mà sợ hãi? Bởi vì nữ tử này chính là người tại Thảo Nguyên cùng hắn đại chiến qua một lần thiên lan thánh nữ. Kết giao, đạo hữu nói đùa, lấy nhân phẩm bản thân đạo hữu cùng tu vi, đúng là tại hạ muốn tìm cũng không thấy chỉ là tại hạ hiện tại có việc tại thân không tiện lưu lại nơi này hàn lập trong lòng nói thầm nhưng bề ngoài nhìn lạnh như băng từ chối tự muốn lần nữa xoay người rời đi vị đạo hữu này cần gì nóng lòng tiểu nữ tử còn có vài cái vấn đề muốn hỏi đạo hữu một đạo hữu có thể trả lời giúp chăng thân ảnh nữ tử nhoáng lên liền một bước ngăn trước mặt hàn lập lông mày hơi nhíu nói như thế nào đạo hữu muốn tại đây chất vấn hạ nhân sao hàn lập vẻ mặt trầm xuống khẩu khí ngang ngạnh nói Lâm cô nương, người cùng vị đạo hữu này có chút hút mắt sao? Vị hắc bào tu sĩ kia rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi. Người này trên mặt nạ có một tầng hắc khí tự nhiên, nhìn giống như ma công tu luyện đến cảnh giới cực sâu hình thành. Không có, vị đạo hữu này mặc dù chưa một lần thấy qua, nhưng không biết vì sao, trung quy cảm giác hắn rất giống người mà ta đến đại tấn tìm. Cát huynh cũng rất rõ ràng, vì tìm người này mà ta đã ở lại đại tấn mấy năm, cho nên tiểu muội muốn biết rõ ràng, đây có phải chỉ là cảm giác hay không. Thiên Lan Thánh Nữ vừa phủi phủi thanh ti trên vai, nhìn về phía Hàn Lập ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hẳn lên. Gì, người nói người này tựa như là người có quỷ la phiên của bổn. Hắc bào tu sĩ coi như thanh tú khuôn mặt, chợt hiện lên vẻ lo lắng, dùng một loại ánh mắt hung ác, tàn nhẫn nhìn chăm chú Hàn Lập. Có phải là người nọ hay không ta cũng không thể khẳng định. Mặc dù dung mạo vóc người có chút bất đồng, nhưng là hắn cho ta cảm giác có chút tương tự, sau lưng người nọ cũng có một ống trúc đồng. Đôi mắt sáng thiên lan thánh hít lại, bất động thanh sắc nói. Ống trúc, hắc bào ma tu nghe vậy giật mình, ánh mắt cũng chuyển đến cái bọc dài dài sau lưng hàn lập, nhìn lên bộ dáng thì đúng thật là như một ống trúc thô to. Bất quá khi hắn nghĩ muốn dụng thần thức thẩm thấu tiến vào tìm hiểu thì bị một cổ thần thức cường đại không chút khách khí bắn ngược trở ra. Trái tim hắn thất kinh, vội vàng thu hồi thần thức, sắc mặt càng phát ra vẻ băng hàn. Vị đạo hữu này, tại hạ âm la tông cát thiên hào, các hạ có thể hay không đem đồ vật sau lưng mở ra, để mọi người cũng thấy, tránh mọi người nghi ngờ lung tung, hiển nhiên sẽ không tiếp làm phiền đạo hiếu. Các Thiên Hào chậm rãi nói, mặt trên lộ ra vài phần có ý đề phòng. Không riêng gì hắn, một nam hai nữ trang phục bất đồng, sau khi đưa mắt nhìn nhau, cũng đồng dạng thân hình một thoáng tới hai bên sườn hàn lập, hình thành thế uy bức. Hàn lập biểu tình hai tay để sau lưng, không nói lời nào. Mặc dù không có người nào làm phép hoặc là động dụng pháp bảo, nhưng một cổ sát khí tận trời bay lên, hào khí chợt khẩn trương hẳn lên chương 941, uy hiếp. Lúc này những tu sĩ trúc cơ kỳ và kết đan kỳ đang chú ý đến tình hình đều biến sắc vội vàng lui qua một bên đứng xem. Một khi các tu sĩ cao giai đại chiến, đám tôm tép bọn họ chắc chắn không tránh khỏi cảnh cửa thành cháy, cá trong ao hồ bị vạ lây. Lạnh lùng nhìn xung quanh thạch điện, trong nháy mắt chỉ còn vài người bọn họ, một số lầu các như gặp phải đại địch ào ào mở cấm chế bảo vệ ra. Cơ mặt hàn lập hơi nhăn lại một chút, một luồng thanh quang quỷ dị trong suốt từ trên mặt dâng lên, hàn quang âm trầm từ hai mắt bắn ra. Bốn người các thiên hào, thiên lan thánh nữ thấy tình cảnh này lập tức vận chuyển pháp lực bày ra tư thế phòng thủ, các loại pháp bảo cũng đã sẵn sàng tùy thời mà bay ra. Nhưng lúc này hàn lập dường như nghĩ ra chuyện gì, cười lạnh một tiếng, thanh quang trên mặt cũng tán đi, thản nhiên nói. Ta nhớ không nhầm phường thị tấn tây này nghiêm cấm tu sĩ động thủ bên trong, nếu vi phạm sẽ bị mấy thế lực sau lưng của phường thị là tứ đại Phật Tông và tam đại đạo môn đuổi giết. Chẳng lẽ mấy vị thật sự muốn bị người ta bám theo ngàn dặm truy sát, kể cả có âm la môn hậu thuẫn đằng sau nhưng chắc cũng chưa đến mức không để ta môn tứ tông vào trong mắt. Hừ, kẻ nào dám không để Phật đạo lưỡng mạch chúng ta vào trong mắt. Bần đạo ô ích cũng muốn nhìn qua một chút, Hàn Lập vừa dứt lời, một thanh âm hùng hậu từ xa đã vang tới. Từ trong một lầu các đột nhiên bay ra hai đạo ánh sáng vàng bạc hướng phía này bắn tới, chỉ trong nháy mắt đã bay tới mặt mấy người, lượn vòng một cái rồi đáp xuống thanh quang tắt đi lộ ra hai người một tăng, một đạo bước ra. Ta tưởng là vị cao nhân nào, hóa ra là mấy vị đạo hữu ở âm La Tông. Có phải quý tông định phá quy tắc nghiêm cấm đấu pháp ở phường thị chúng ta phải không? Thanh âm đầy vẻ bất thiện của lão đạo sĩ vừa mới đến vang lên. Lão đạo sĩ này tóc điểm bạc, sắc mặt hồng nhuật, nhưng hai mắt trợn trừng, bộ dạng hung bạo. Tăng nhân còn lại mặt mũi xấu xí, mũi hếch. Vị tăng nhân này mặc dù không nói ra mấy lời ngung cuồng, nhưng sắc mặt cũng tỏ vẻ không hài lòng, lạnh lùng quan sát mấy người âm la tông. Chỉ có điều khi nhìn thấy bọn Hàn Lập và Thiên Lan Thánh Nữ trên mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Tại Đại Tấn thỉnh thoảng cũng xuất hiện vài nguyên anh tu sĩ vô danh nhưng cũng không phải là nhiều. Huống hồ lại là tu sĩ nguyên anh trung kỳ thì lại càng hiếm hơn. Hai tu sĩ một nam, một nữ trước mặt đều là nguyên anh trung kỳ, nhưng đều lạ mặt cho nên tăng nhân này không khỏi giật mình. Ô ích, cát mỗ đây chỉ muốn cùng đạo hiếu trước mặt xác nhận một vài chuyện mà thôi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn xen vào. Các thiên hào hiển nhiên cũng nhận ra lão đạo kia, lạnh lùng nói. Không quản các ngươi muốn làm gì, nhưng nội quy của phường thị là không cho bất cứ kẻ nào động thủ. Mấy vị thật sự muốn động thủ mời đi chỗ khác, nếu không bần đạo cũng chẳng khách khí lão đạo điềm nhiên nói. Ô ích, ngươi cứ đợi chúng ta giải quyết xong rồi muốn làm gì thì làm. Cát mỗ đã sớm muốn thỉnh giáo thần thông của chân cực môn các thiên hào nghe xong nổi giận, khẩu khí cũng trở nên cứng rắn. Cát đạo hữu không cần tức giận, chỉ cần các vị không dụng đến pháp lực, hai người bần tăng quyết không nhúng tay vào chuyện của mấy vị. Mà hai vị thí chủ này hình như chưa gặp qua, xin được thỉnh giáo cao danh hòa thượng xấu xí đứng bên cạnh nhếch miệng nói. Thiên Lan Lâm Ngân Bình ra mắt nhị vị đạo hiếu. Chuyện này thật ra rất đơn giản, tiểu nữ hoài nghi vị đạo hiếu này là đại địch của Thiên Lan Thánh Điện chúng tôi cho nên muốn thỉnh vị đạo hữu cho nhìn qua gói đổ trên lưng một chút. Nếu vị đạo hữu này không phải người chúng tôi đang kiếm, Ngân Bình nguyện bồi tội với đạo hữu tuyệt đối không dám dây dưa thêm thiên lan thánh nữ liếc nhìn hàn lập nói. Đáng cười, ngươi xem lệ mỗ là ai, dựa vào cái gì mà phải chứng minh thân phận với ngươi. Hàn lập thần sắc lạnh nhạt nói, đạo hữu không muốn làm như thế, hẳn các hạ chính là tên đại địch của bổn điện, ta đây bản thân là thánh nữ tuyệt không thể để ngươi đi dễ dàng như thế lâm ngân bình môi đào hơi nhếch lên, sát khí từ trong người tỏa ra, lạnh lùng nói. Thiên lan thánh nữ, chẳng lẽ là thánh nữ của đột ngột nhân ở Thảo Nguyên? Lão đạo nghe thấy thế không khỏi động lòng, hòa thượng xấu xí đứng bên cạnh trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hai vị đạo hữu chê cười rồi, tiểu nữ đúng là được đảm nhiệm trước thánh nữ trong tộc Lâm Ngân Bình thần sắc không đổi thừa nhận. Tôn tiên sư của quý tộc tài hoa Mút trời, chưa đến 400 tuổi đã là nguyên anh trung kỳ, ngày xưa lão đạo ta cũng có duyên diện kiến, không biết bây giờ ngài còn khỏe không. Vẻ mặt giận dữ của lão đạo ô ích cũng thu bớt lại, lời nói cũng hoàn hòa hoà đi. Từ tiên sư hết thảy đều khỏe mạnh, mười năm trước ngài đã tiến giai lên nguyên anh hậu kỳ hiện tại là một trong bốn đại tiên sư của bổn tộc lâm ngân bình nghe thấy lão đạo sĩ này và tiên sư của tộc mình có quen biết trong lòng không khỏi mừng rỡ từ đạo Hữu đã là nguyên anh hậu kỳ quả nhiên không khác so với dự đoán của bần đạo là bao tuổi còn trẻ mà đã đạt đến mức độ này không chừng sau này sẽ còn tiến xa hơn nữa lão đạo sĩ hiện ra vẻ khác thường rồi cảm khái nói hàn lập mơ hồ cảm giác không ổn ý niệm xoay chuyển nhanh trong đầu Chẳng lẽ thật sự ở chỗ này lại phải đối địch với nhiều tu sĩ Nguyên Anh một lúc rồi phải dùng độn thuật chạy đi? Trong lúc hắn đang do dự, đột nhiên đại diễn thần quân truyền âm đến, nghe xong mấy câu thần sức lập tức bình tĩnh lại như thường. Mà lúc này lão đạo sĩ sau khi hỏi han tình hình vị tiên sư kia liền quay sang phía Hàn Lập do dự một chút mới hỏi. Đạo hữu tu vi bất phàm, không biết có thể cho bần đạo biết một chút về xuất thân, biết đâu bần đạo có thể hòa giải cho hai bên lão đạo sĩ mặc dù không biết thân phận Hàn Lập ra sao, nhưng một tu sĩ đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ tuyệt không phải dễ dàng đánh bại, cho nên mấy câu này nói ra vô cùng khách khí. Lệ Mỗ hình như chưa nghe qua vào Tấn Tây phường thị phải báo ra lai lịch. Nếu quý phường thị thật sự có cái nội quy này, tại hạ tự nhiên sẽ tuân thủ. Nếu không có điều luật này, xin thứ cho tại hạ không muốn nhiều lời." Hàn lập sắc mặt đầy vẻ châm biếm nói, nghe những lời đó, lão đạo sĩ sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng ngầm tức giận nhưng không đợi hắn nói gì vị hòa thượng đứng ở bên đã cười hi hi bước ra cướp lời. Nội quy của phường thị quả là không có điều này, chỉ có điều ô ích đạo hữu vừa rồi muốn dùng thân phận cá nhân đứng ra hòa giải hiểu lầm giữa đôi bên thôi. Đạo hữu không muốn nói thì thôi, nhưng hai người chúng ta cũng chỉ có thể tránh cho hai bên phát sinh xung đột trong khu phường thị này. Chẳng may mấy người bên lâm đờ sao o hữu đứng chặn ở ngoài cửa không cho đạo hữu rời đi, chúng ta cũng không thể quản được. Đến lúc đó một mình đạo hữu phải đối diện với bốn tu sĩ Nguyên Anh, sợ rằng. Tên hòa thượng xấu xí này nửa đùa nửa thật nhưng trong lời nói có vài phần uy hiếp, tuy nhiên lại không thể chối cãi vào đâu được. Hàn Lập nghe thế cười lạnh không thôi, nhìn lướt qua mấy người thiên lan thánh nữ thấy bọn họ ánh mắt chấp động liên tục, xem ra quỷ la phiên bị hắn lấy đi đúng là thánh thú phân thân, hỏa nhân này có đến chín phần là sự thực. Vì vậy tâm niệm xoay chuyển, Hàn Lập nhìn chầm chầm Lâm Ngân Bình, đột nhiên âm trầm nói chỉ cần xem qua vật trong gói đồ của ta, nếu tại hạ đúng là cừu gia của các vị thì không nói. Nếu là các vị nhận lầm người, trong gói đồ cũng không phải thứ các vị đang tìm thì sẽ như thế nào. Hẳn các vị cũng không nghĩ chỉ nói vài câu xin lỗi là đủ làm tiêu hết oán khí trong lòng lệ mỗ chứ. Người có ý gì, người dám uy hiếp mấy người chúng ta. Các thiên hào thanh âm lạnh lẽo, khẩu khí đầy phần hung ác tàn nhẫn. Buồn cười, nếu đã nhận lầm người mà vẫn ép lệ mỗ mở gói đồ, các người hiếp người quá đáng rồi, các người có nghĩ sau này tại hạ phải làm thế nào để nhìn mọi người đây? Tại hạ thần thông thấp kém, nhưng đối với độn thuật thì vô cùng tinh thông. Cho dù bốn người các vị cùng lúc động thủ, tại hạ cũng có sáu bảy phần nắm chắc là thoát được. Nhưng như thế sau này đừng trách lệ mỗ dùng thủ đoạn âm độc đối với quý môn. Tại hạ thân cô thế cô, tuyệt chẳng sợ mấy người các vị báo thù hàn lập ngửa mặt cười dài mấy tiếng sau đó âm hiểm nói. Vừa nghe như vậy không chỉ đám người các thiên hào đều biến sắc mà cả hòa thượng xấu xí và lão đạo sĩ ô ích đều nhăn mặt. Nghe khẩu khí đối phương, kẻ này không những là tán tu nguyên anh trung kỳ, mà còn là loại có thù sẽ báo. Loại nhân vật này đúng là loại các tông phái đều muốn tránh xa không muốn chọc vào. Dù sao tu vi đối phương đến mức này, nếu không thèm để ý đến thân phận tùy ý kiếm vài đệ tử của tông môn ra tay, thì tổn thất tạo ra không phải là nhỏ. Nếu lại còn là kẻ tinh thông cách chạy trốn thì càng nguy to, cho dù tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ra tay cũng chưa chắc bắt được đối phương. Mà trước đó chỉ cần đối phương ra tay ác độc một chút, cũng đủ cho cả 10 đại ma tông nuốt không tiêu. Cho nên đối với các tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ cho dù là tam đại tông phái đều hết sức lôi kéo, chỉ khi không có cách nào lôi kéo được thì cũng tận lực tránh đắc tội với người ta. Nếu đến bước đường cùng không thể tránh né được nữa thì bắt buộc phải xuất động hết cao giai tu sĩ ra, giải quyết bằng được đối phương càng nhanh càng tốt. Mấy người các thiên hào cũng chỉ vì quỷ La Phiên là trí bảo của môn phái mới đến mức chẳng khách khí đi áp bức người ta đến mức này. Nhưng nếu Hàn Lập quả là tu sĩ thiên nam đã cướp quỷ La Phiên thì tuyệt đối là đáng làm. Nếu không đúng là tự mua dây buộc mình, bỗng đầu môn phái lại thêm một cửu ra khó giải quyết. Nghĩ đến đây các thiên hào không khỏi nhìn thiên lan thánh nữ một cái. Lâm Ngân Bình lúc này cũng nhíu mày, hiển nhiên chưa nghĩ ra cách giải quyết. Nếu bây giờ đối phương quả thật mang lòng thù hận rồi hướng đến thiên lan thảo nguyên trả thù có quy mô thì nàng cũng rất đau đầu. Đạo hữu cần gì mang một chuyện nhỏ biến thành nghiêm trọng thế, chúng ta cũng chỉ muốn nhìn qua đồ vật trong gói một chút thôi. Như vậy đi, nếu quả là do Ngân Bình hiểu lầm đạo hiếu, Lệ Huynh cứ nói ra một điều kiện hợp lý, để chúng ta có thể bù lại lỗi lầm của mình. Đạo hiếu nghĩ sao, Lâm Ngân Bình chấp động đôi mắt đẹp vài cái, khuôn mặt như đóa hoa nở rộ cười nói. chương 942, Ngọc Bội, Thiên Lan Thánh Nữ hiển nhiên không muốn vì nhận lầm người mà vô cớ tạo ra một kẻ thù, nên có chút nhượng bộ nói ra những lời này. Điều kiện, ánh mắt hàn lập lạnh lùng chuyển động nhìn người nữ tử này trên mặt không hề thay đổi cũng không nhìn ra đang nghĩ gì nếu đạo hữu bằng lòng tiểu nữ cũng có thể trực tiếp đưa một khoản linh thạch coi như là xin lỗi cho sự vô tâm vừa rồi lâm ngân bình khẽ nhếch cằm bình tĩnh nói ra hắc hắc linh thạch coi như bỏ qua đi hàn lập cười lạnh vài tiếng cũng không nói cái gì bỗng nhiên trở tay chụp tới một tay cầm bao đồ vật ở sau lưng ra trước người cử động này của hàn lập làm cho mấy người kẻ đó giật mình toàn bộ ánh mắt tập trung vào đồ vật trên tay hàn lập hàn lập cũng rất dứt khoát cầm một góc bao đồ cánh tay của hắn rung lên nhất thời một tiếng thanh minh vang lên một thanh trường đao kim quang trói mắt hiện ra trên mặt đất đao mặc dù chưa ra khỏi vỏ nhưng trên thân chấp động linh quang trói mắt cùng âm thanh như có linh tính cho dù ai nhìn qua một lần đều biết đây là một dị bảo chân quý dị thường trách không được người này đối với người bên ngoài mạnh mẽ muốn xem bao đồ vật phẫn nộ như thế Đổi lại là bọn họ bị ép buộc đem bảo vật mà mình yêu mến bày ra trước mặt ngoại nhân, e rằng đều có chút căm tức trong lòng. Lâm Ngân Bình thấy trường đao, trong đôi mắt đẹp vẫn còn hơi nghi ngờ, có chút không tin tưởng đem thần thức toàn bộ phóng ra, một lần nữa đem thanh trường đao này kiểm tra một hồi lâu, cuối cùng không thể không thừa nhận thanh đao này tất cả đều rất bình thường, không giống như bị thi triển thuật che mắt. Các thiên hào và các tu sĩ âm La Tông thấy trong bao không phải là vật mình nghĩ, sau khi liếc mắt nhìn nhau, đều hiện lên một chút xấu hổ xem ra chuyện này thật đúng là bọn họ đã làm ra một chuyện cực kỳ ngu ngốc. Cũng may vừa rồi không cùng người này nảy sinh xung đột, nếu không kết thù cùng hắn thật quả là oan uổng. Ô ích lão đạo cùng với sử lậu hòa thượng nghiêm trang không nói cười một chú nào. Hoàn toàn đặt mình vào thế của kẻ vô can, xem ra thực sự là hiểu lầm đạo hữu quả thật là tiểu nữ đã sai, đạo hữu có yêu cầu gì, Ngân Bình nhất định sẽ lượng sức làm cho đạo hữu hài lòng. Thiên Lan Thánh Nữ thở dài một hơi, vẻ thất vọng vừa chợt lóe đã lập tức biến mất chắp tay hướng hàn lập áy náy nói những linh thạch này ta cũng không thiếu như vậy đi ngọc bội bên hông lâm đờ sao o hữu cũng rất đặc biệt tặng cho ta thì sao ánh mắt hàn lập chuyển qua trên người thiên lan thánh nữ một lần cuối cùng dừng trên cái ngọc bội đang đeo ở cái eo nhỏ nhắn nói ra lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người ngọc bội lâm ngân bình hiển nhiên rất là bất ngờ kinh ngạc đem một cái ngọc bội hồ điệp màu xanh biếc trong suốt cầm ở tay ngước mắt nhìn hai lần trong đôi mắt đẹp trong tràn đầy vẻ kinh nghi ngọc bội lâm ngân bình hiển nhiên rất là bất ngờ kinh ngạc đem một cái ngọc bội hồ điệp màu xanh biếc trong suốt cầm ở tay ngước mắt nhìn hai lần trong đôi mắt đẹp trong tràn đầy vẻ kinh nghi nếu là đồ trang sức có thể đeo bên người tất nhiên không phải là vật bình thường cái ngọc bội hình hồ điệp khéo léo này có hiệu quả nhất định với việc đề thần thanh minh là một loại pháp khí phụ trợ tương đối hiếm thấy loại đồ vật này đối với tu sĩ trúc cơ, kết đan kỳ mà nói, coi như chân quý. Nhưng đối với nữ tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà nói, hiệu quả hỗ trợ tinh thần ấy hầu như là không cần thiết. Nữ tử này cũng không phải vì vật này có gì khác biệt dị thường, mà là đã mang trên người nhiều năm tháng, nên mới không nỡ thay đi. Hiện tại Hàn Lập mở miệng xin lấy ngọc bội này, đây là có ý gì? Lâm Ngân Bình dùng hai ngón tay ngọc nhẹ nhàng kẹp cái ngọc bội chỉ có mấy tấc này, mặt lộ ra chút trần trừ. Thế nào, Lầm đờ sao o hiếu bỏ không được vật ấy sao nếu không thì đổi một cái khác đi ta nhìn cái trâu thoa cài tóc trên đầu đạo hiếu ánh mắt hàn lập chớp động vài cái đổi giọng nói một kiện pháp khí nho nhỏ mà thôi có cái gì mà không bỏ được chỉ là vật ấy theo ta có chút năm tháng cũng có chút cảm tình mà thôi đạo hiếu tiếp lấy đôi lông mày lâm ngân bình nhíu lại quyết định trong nháy mắt đưa ngọc bội trong tay trực tiếp ném cho hàn lập hàn lập đưa tay đón lấy ngọc bội đang phóng tới cảm ứng hơi ấm tỏa ra từ vật trên tay hài lòng gật đầu vừa lộn bàn tay ngọc bội biến mất không còn thấy bóng dáng sau đó hắn hướng về trường đao kim sắc đang cắm trên đất vẫy tay một cái trường đao phát một tiếng cộng hưởng bay vào trong tay lập tức một khối bao bố màu cho từ trong tay áo bay ra trong nháy mắt đem trường đao bọc thành một khối dài đem cái bao này đeo sau lưng hàn lập không nói hai lời xoay người rời đi hướng cửa khu chợ đi ra các tu sĩ khác thấy hàn lập lạnh lung như vậy không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Mà Lâm Ngân Bình mắt thấy đối phương thật muốn rời đi, đột nhiên nghĩ ra cái gì, môi anh đào khẻ nhếch hỏi một câu. Hiện tại chúng ta cũng chưa biết đại danh của Đạo Hiếu. Đạo Hiếu có thể hay không đem tính danh chỉ dạy được không? Lệ Phi vũ tán tu hải ngoại, chân hàn lập vẫn không dừng lại, âm thanh lạnh lùng truyền đến không một chút cảm tình, người thì dần dần đi xa. Lệ Phi vũ, Cát Huynh, trước kia các người có nghe qua ở hải ngoại có tu sĩ nào lợi hại như vậy không? Người này đối mặt với chúng ta đông người như vậy, không ngờ không chút biến sắc. Thần thông một thân như vậy hẳn không giống kẻ vô danh. Lâm Ngân Bình nhìn bóng lưng Hàn Lập, ánh mắt sắc lạnh nói ra. Không biết vì sao, mặc dù đã nhìn qua bao đồ của đối phương, nhưng trong lòng nàng vẫn có một chút nghi hoặc không thể loại bỏ, có chút cảm giác không an tâm. Lâm đờ sao o hiếu hỏi như vậy thật làm khó ta. Phải biết mặc dù tu sĩ hải ngoại cũng thuộc vào giới tu tiên đại tấn, nhưng so với lục biệt tu sĩ chúng ta, trên thực tế là tự mình hoạt động cũng rất ít tu sĩ đặt chân vào đất liền tu vi tu sĩ hải ngoại tranh lệch không đồng đều tán tu và thế lực lớn nhỏ đông đảo tu sĩ không quen rất khó mà biết được hải ngoại có bao nhiêu tu sĩ có đại thần thông thâm tàng bất lộ ẩn nấp tất nhiên nổi danh nhất là hải ngoại tam tiên sớm đã vang danh tứ hải lại là mặt khác mặc dù mặt cát thiên hào lộ vẻ khó khăn nhưng cũng giải thích tường tận cho nàng rõ nghe vậy lông mày thiên lang thánh nữ khẽ nhíu biết không có khả năng lại truy xét thêm nữa không thể làm gì khác hơn là đem cái tên gọi là lệ phi vô tạm thời quên đi. Ở một chỗ khác, Hàn Lập không dừng lại chút nào, trực tiếp ra khỏi khu chợ, sau đó thân hình nhoáng lên vài cái, thân đã hiện ra trên một đường phố cách đó không xa, trộn lẫn trong đám người nhốn nháo, bước về phía trước. Tiền bối, không tưởng được rằng ngươi tuy pháp lực không có, chỉ bằng vào thần thức đã lừa gạt hai mắt nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ như vậy. Ngay cả ta sau khi người biến ảo, đến một điểm cũng không phát hiện ra chỗ nào khác thường cả. Vãn bối cực kỳ bội phục, Hàn Lập vừa đi vừa nhếch mộ bên miệng cười nói, cái này cũng không tính gì, sau khi người đem ba tầng sau cùng đại diễn quyết luyện thành, cũng có thể gần trong gang tất đem đối thủ đùa giỡn trong tay. Nếu là người cũng tinh thông ảo thuật, diệt sát đối thủ cấp thấp trong vô hình cũng không phải chuyện khó. Đại diễn thần quân không thèm để ý nói ra, điều này cũng đúng, lĩnh ngộ bốn tầng đầu của đại diễn quyết đã lợi hại như thế. Nếu có thể luyện thành toàn bộ, ta cũng không cách nào tưởng tượng thần thức cường đại đến trình độ nào đáng tiếc tiền bối tuy cho ta khẩu quyết tầng thứ tư, ta cũng không có thời gian chính thức tu luyện. Hàn lập hơi kinh hãi than vãn, trong lòng có điểm bất đắc dĩ nói ra. Hắc hắc, mặc dù linh căn tư chất của người hơi kém, nhưng tư chất tu luyện đại diễn quyết cũng không tồi. Thêm nữa còn có loại kỳ vật dưỡng hồn mục này nuôi dưỡng thần thức. Đem toàn bộ đại diễn quyết tu thành cũng không kém hơn so với lão phu đâu. Đại diễn thần quân cũng rất xem trọng hàn lập ở chuyện tu luyện đại diễn quyết. Hy vọng là vậy, nhưng ta có chút không rõ tiền bối vì sao lại bảo ta tìm cách lấy đồ trang sức của đối phương chẳng lẽ tiền bối có ý gì khác sao hàn lập có chút khó hiểu hỏi hừ ngươi nói xem vị thiên lan thánh nữ này đã xuất hiện ở tấn kinh sau này có thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi sao đại diễn thần quân không đầu không đuôi hỏi ngược lại một câu nàng ta làm như vậy quá nửa là theo ta tiến nhập vào đại tấn cả thánh thú phân thân của đột một nhân lẫn kiện tiểu đỉnh cổ quái đều bị ta thu vào trong hư thiên đình vị thiên lan thánh nữ này sao có thể buông tha ta dễ dàng như vậy. Sau này hơn nửa là tìm kiếm ta ở xung quanh đại tấn. Bất quá, nàng này quả nhiên cùng hợp tác với người của âm La Tông, xem ra phiền phức sau này cũng không nhỏ. Sau khi hàn lập thở dài, bất đắc dĩ nói, vậy thì được rồi, năm xưa ta từng thu thập một phương pháp luyện chế một loại ngọc cảm ứng, có thể mượn khí thức của đối thủ, tại trong vòng trăm dặm cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Sau đó chỉ cần nàng này tới gần ngươi trong vòng trăm dặm, sẽ tiến hành cảnh báo đối với ngươi còn có thể đại khái chỉ ra phương hướng của đối phương như vậy sau này nàng đối với ngươi có bất lợi gì ngươi cũng có thể sớm có chút ứng phó nhưng hiệu quả của vật ấy sẽ không lâu lắm ước chừng một năm rồi dần dần mất đi hiệu lực bất cứ thời gian chừng này cũng đủ cho ngươi sống tại trong tấn kinh không cần lo lắng nàng ta đại diễn thần quân chậm rãi nói thì ra là thế thật vô cùng đa tạ tiền bối đã vì vãn bối mà lo lắng chu đáo như thế trong lòng Hàn Lập vui mừng vội vàng tạ ơn, lão phu không phải suy nghĩ vì ngươi, chỉ là không muốn trước khi ngươi thay lão phu luyện chế ra khôi lỗi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đại diễn thần quân nhàn nhạt nói, Hàn Lập nghe vậy hơi khẽ cười, cũng không có nói gì, nhưng lại đột nhiên thay đổi phương hướng, đi vào một ngõ hẻm gần đó, sau đó đi về phía đông một lúc, đi về phía tây một chút, không ngờ đến sân trước của một nơi bị bỏ hoang. Xung quanh yên tĩnh không một bóng người, Hàn Lập này lúc dừng chân lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Đạo hữu theo ta lâu như vậy, rốt cục là có ý gì? Nói xong lời này, Hàn Lập chậm rãi xoay chuyển thân hình, nhìn chăm chăm về nơi trống không không một bóng người phía sau, trong mắt chợt lóe lên một tia hàn quang. Lệ đạo hữu thật không hổ danh là tu sĩ hải ngoại, không ngờ ngay cả công phu khổ tu của lão phu là quỷ ảnh đồn, cũng có thể nhìn ra. Đạo hữu không cần lo lắng, tại hạ không có ác ý gì, âm thanh cười khẽ của nam nhân truyền đến, lập tức tại một nơi màu xanh chợt lóe, một bóng người màu xanh hiện ra hàn lập hít mắt cẩn thận đánh giá người này đây là một lão giả khô gầy có vẻ mặt gian xảo dưới cằm mọc thưa thớt vài cọng dâu tu vi đạt đến nguyên anh sơ kỳ bộ dạng đang nắm chắc điều gì trong lòng nhìn về phía hàn lập đạo hữu từ trong khu chợ vẫn một mực theo dõi ta đến cùng là có ý gì chẳng lẽ không biết theo dõi những đồng đạo khác như vậy là một chuyện phạm vào tối kỵ sao ta bây giờ có ra tay đem ngươi đánh chết người khác cũng không nói gì trên mặt Hàn Lập Chập xuất hiện sát khí, lạnh lùng nói. Lệ đạo hữu cần gì phải ra vẻ hung thần ác sát như vậy, tiểu lão nhi tìm tới đạo hữu là muốn thành tâm làm một cuộc giao dịch. Cuộc giao dịch này đối với đạo hữu và ta đều có chỗ tốt cả. Tiểu lão đầu cười hắc hắc, không chút hoảng hốt nói. chương 943, xảo trá, không có hứng thú, tại hạ không muốn cùng một người thần bí làm giao dịch, miễn đi. Thật ngoài dự đoán của tiểu lão đầu, Hàn Lập ngay cả nghe cũng không thèm, một lời lập tức từ chối trên mặt hắn khôn khỏi lộ vẻ ngạc nhiên nhưng lập tức lại nghĩ đến điều gì nếp nhăn trên mặt giản ra khẽ nở nụ cười đạo hữu nói lời này quá sớm rồi tốt nhất là nên nghe qua một chút sau khi nghe xong lệ huynh quyết định lại cũng không muộn nếu không người bất lợi chính là lệ huynh trong lời nói của lão giả mơ hồ lộ ra một chút y uy hiếp bất lợi với ta điều này làm cho lệ mỗ cảm thấy có chút hứng thú tạm nghe chút vậy hai tay hàn lập đặt sau lưng sau khi trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm, nói. Đạo hữu làm như thế mới là cử chỉ sáng suốt, tiểu lão nhi trước hết cho đạo hữu xem vật này, sau đó mới nói lại chuyện giao dịch. Lão giả cười hắc hắc, vỗ túi linh thú bên hông, bỗng nhiên một đoàn lục quang từ trong túi bay ra, sau khi xoay quanh một cái, rơi trên đỉnh đầu của lão giả, một con linh thú lớn cỡ bằng nắm tay hiện ra. Linh thú này giống như con sen phóng to ra mấy lần, nhưng toàn thân một màu xanh biếc dị thường, chậm rãi lắc lắc cái dâu xúc xác dài nhỏ, hoạt động cực kỳ chậm chạp. Nguyễn trùng thú, đạo hữu đem con linh thú này ra là có ý gì? Phải chăng muốn con thú này phun độc dịch vào ta ư? Vừa thấy hình dáng con thú này, sắc mặt hàn lập trầm xuống nói. Ta dùng con linh thú cấp thấp này đến đối phó đạo hữu, không dối gạt lệ huynh, con linh thú này của lão phu có chút biến dị nho nhỏ, mà năng lực biến dị vừa vặn đối với một ít ảo thuật thủ thuật che mắt, có năng lực khám phá ra, Mới vừa rồi lúc Lệ Huynh cùng mấy vị đạo hữu âm La Tông rằng co, trùng hợp Lão Phu có đem một tia phân thần gửi vào người con thú này. Đạo hữu hẳn là biết ý tứ của Lão Phu A, à. cảnh đạo hữu đem ống sáo bằng trúc biến ảo thành trường đao, có thể giấu giếm được người khác nhưng không cách nào giấu giếm được con linh thú này. Lão giã giơ tay bắt lấy con linh thú trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng nâng lên đắc ý nói. Thì ra là như vậy, thế thì phải làm sao đây, đạo hữu còn có ý khác phải không? Vừa nghe thấy nguyễn trùng thú này là linh thú biến dị, còn có khả năng khám phá ảo thuật, trong lòng Hàn Lập bóng dùng mình nhưng thần sắc trên mặt vẫn không đổi. Ha ha, đạo hữu cần gì phải từ chối người ở xa ngàn dặm chứ? Lão Phu không có ý tứ gì, chỉ mong đạo hữu đồng ý biếu tặng ta ba bồn kiện bảo vật hoặc là một số lượng đáng kể linh thạch cũng được, ta lập tức đem chuyện vừa mới thấy quên không còn một mảnh, tuyệt không có làm phiền lệ huynh nữa. Trên mặt tiểu lão đầu rốt cục xuất hiện một tia tham lam, dở ra công phu sư tử ngoạm nói. Ngươi đang uy hiếp ta, Hàn Lập không giận hỏi ngược lại, thế nào, đạo hữu động sát tâm ư, đạo hữu tốt nhất nên đứng đó, ta cũng là tán tu, cũng không sợ đạo hữu uy hiếp như vậy. Một mình lão phu xuất hiện trước mặt đạo hữu, tất nhiên là nắm chắc 10 phần có thể tự bảo vệ mình. Ta đã sớm bảo một gã đệ tử theo phía sau âm La Tông và vị thiên lan thánh nữ kia, chỉ cần bên này xảy ra chuyện, vị đồ đệ kia của ta sẽ đem chuyện ngươi ngấm ngầm biến ảo vật, thành thật nói hết ra. Đến lúc đó phiền phức của đạo hữu sẽ rất lớn. Hơn nữa nơi này ở trong tấn kinh, tu sĩ cấp cao tới đây tham gia đấu giá đại hội nhiều vô kể, đạo hữu cảm thấy có thể giết chết lão phu ở địa phương này sao? Chỉ cần lão phu huyết sáo một tiếng dài, đạo hữu cũng đành chịu vậy. Đến lúc đó tiểu đồ dẫn người âm la tông tới nơi, ở đây có ta dây dưa, đạo hữu căn bản không có cách bỏ chạy, chỉ còn đường chờ chết mà thôi. Có lẽ bốn năm vị cao thủ Nguyên Anh không thể giết chết được đạo hữu nhưng bảy tám vị thì sao? Theo như ta được biết, trưởng lão cấp nguyên anh của âm la tông tại tấn kinh cũng không chỉ có mấy người này nhiều người như vậy đạo hữu còn có tự tin chạy thoát sao bỏ của ra để tránh tai họa mới là cử chỉ sáng suốt lão giả lui về phía sau hai bước vẻ mặt hiện lên vẻ cười gian dối đồng thời nâng tay một khối mộc thuẫn từ trong tay áo bay ra hóa thành một tầng ánh sáng màu vàng đem bao vây toàn thân mình bên trong bộ dạng cẩn thận dị thường hàn lập trao mày một cái ánh mắt nhìn lướt qua cái tưởng ánh sáng của đối phương sắc mặt âm tình bất định trầm ngâm xem ra không cho đạo hữu một vài chỗ tốt thật đúng là có chút phiền phức không biết đạo hữu muốn bảo vật như thế nào sau một hồi lâu thần sắc hàn lập khôi phục bình thường chấn định dị thường nói ra vậy thì được rồi ta cũng chỉ là cầu tài mà thôi cũng không có ý nghĩ muốn cùng đạo hữu cá chết lưới rách ta cũng không bắt bẻ gì cả đạo hữu tùy tiện cấp cho vài món cổ bảo lão phu đã cảm thấy mãn nguyện rồi lão giả nghe được lời ấy trong lòng liền cảm thấy vui mừng vội vàng nói. Đối phương tham lam như thế, làm cho lông mày hàn lập giật giật. Thần sắc âm trầm đưa tay chạm xuống túi đựng đồ, bàn tay vừa đảo, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện nhiều quầng sáng màu vàng trắng, bên trong mơ hồ hiện nhiều viên cầu to như quả trứng gà. Vài kiện cổ bảo, khẩu vị của đạo hữu cũng lớn quá. Cổ bảo khác không có, khối vân tiêu châu này năm đó ta ngẫu nhiên tìm được, bởi vì duyên cớ công pháp không thích hợp cho ta dùng, nên các hạ cầm nó rời đi đi. Không nên thái quá, cẩn thận giữ mạng mình. Hàn lập không khách khí nói, đồng thời cổ tay run lên, viên cầu hướng đến tiểu lão đầu bay đi. Trên mặt lão giả hiện sắc vui mừng, nhưng sau khi ánh mắt chợt lóe lên, lão giả cũng không đưa tay trực tiếp đón lấy cổ bảo này, mà là đem nguyễn trùng thú ném qua một bên. Tay áo bảo đột nhiên lay động một mảng ánh sáng màu đen bỗng nhiên từ trong tay áo bay ra, thoáng chốc bao bọc viên cầu màu vàng trắng vào bên trong. Qua một lúc sau, thấy không có gì khác thường, mới cẩn thận xuyên qua màn sáng kéo đến gần người hoa văn thứ này kỳ lạ, quả thực không giống bảo vật bình thường, không biết có thần hiệu gì. Dùng thần thức nối liền với nguyễn trùng thú ở bên cạnh, cảm ứng được viên cầu kia cũng không do biến ảo mà thành, cũng không có khí thức chủ nhân ở bên trong pháp bảo, liền đem lòng nghi ngờ biến mất đi hơn phân nữa, phất tay một cái, đem viên cầu hấp đến trong tay, nhìn một chút rồi thì thảo nói. Cổ bảo này có công hiệu gì, hay nhất là đạo hữu tự mình thử đi, ta đảm bảo rằng, tuyệt đối làm cho các hạ thấy kinh ngạc. Hàn lập khoanh tay, thản nhiên nói điều này cũng đúng nhưng chỉ một kiện cổ bảo đã muốn đuổi ta đạo hữu không cảm thấy có chút trẻ con sao lão già một bên hưng phấn thử rót pháp lực vào bên trong viên cầu một bên vẫn tham lam muốn dọa dẫm ra càng nhiều chỗ tốt hơn nữa hàn lập nhìn thấy cảnh này khóe miệng nhếch lên một tia mỉa mai như có như không xuất hiện ưng um, đúng là có chút đùa vui rồi không bằng như vậy đi ta tiến bằng hữu lên đường thì như thế nào hắn đột nhiên lạnh băng nói lão già nghe vậy cả kinh chưa kịp phản ứng, trong dây lát pháp lực trong cơ thể hướng đến bên trong viên cầu trôi đi. Theo một tiếng phanh nhẹ vang lên, viên cầu bạo liệt ra, linh quang chấp động, không gian hiện ra hơn 10 con giáp trùng, đúng là tam sắc vệ kim trùng mà Hàn Lập cũng không có nhiều lắm. Ngay khi những linh trùng này hiện thân đã dũng mãnh dương cánh, đồng thời hướng lão giả đánh tới. Khoảng cách như thế, căn bản lão giả không kịp né tránh. Trong đầu vừa hiện lên suy nghĩ không hay, thì phệ kim trùng đã đánh tới trên mặt lão, nổi lên cắn xé chi chít. Nếu không phải lão giả là tu sĩ cấp nguyên anh, ánh sáng hộ thể dày đặc, thì chỉ trong chốt lát khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng. Nhiều linh trùng như vậy cắn xé liên tục trên mặt, đồng thời hai mắt không thể nhìn thấy được vật, lão giả càng kinh sợ, tự nhiên hai tay hắc quang chấp động, hướng trên mặt liều mạng cao cấu, muốn bắt những yêu trùng quái lạ này xuống, đồng thời hít một hơi, muốn há miệng phát ra tiếng huyết sáo cao vút, nghĩ cách muốn gọi những tu sĩ khác tới. Nhưng đúng lúc này, phía trước hắn truyền đến một tiếng hử lạnh đến tận xương tủy. Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng khi vừa vào tai, thần thức truyền đến từng cơn đau nhức như bị xé rách ra. Thân thể lão giả có rút lại, không tự chủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, tiếng huyết sáo vừa đến bên miệng bị tắc nghẽn lại. Trong lòng lão giả hoảng hốt, đang muốn liều mạng đem thân mình bay lên không thì sau một khắc cơn đau trong thần thức đột nhiên biến mất, giáp trùng trên mặt cũng dương cánh bay cao, hai mắt sáng trở lại, hắn lại nhìn thấy được vật. Nhưng đúng lúc này, một thanh kim kiếm dài một thước bị tử diễm bao quanh thoáng cái hiện ra trước mặt lão giả, nhắm đầu chém xuống. a à, lão giả kinh khủng gầm nhẹ một tiếng, vốn căn bản không kịp phóng ra pháp bảo hay thi triển độn thuật né tránh, chỉ có thể toàn bộ linh lực rót vào màn sáng trước người, hy vọng trước hết có thể đỡ được một kích này. Trong cơn sợ hãi lẫn lộn hắn đã minh bạch, vị tự xưng là tán tu hải ngoại trước mặt này, ngay từ đầu đã nổi lên sát tâm, nào có ý nghĩ bỏ tài tiêu tai, cũng không khỏi hối hận vì trêu chọc người này, cũng may là một thuẫn màu vàng này của hắn là một kiện cổ bảo tốt không dễ gì có được, lực phòng ngự kinh người, cho dù đối phương là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, đỡ một kích thì không có vấn đề gì. Trong lòng lão giả suy nghĩ trong nháy mắt, một tiếng phốc suy nhẹ vang lên, màn ánh sáng màu vàng tiếp xúc cùng kim kiếm, liền như đậu hũ đã bị chém làm hai nửa. Thế kiếm hạ xuống không dừng, kim quang trói mắt lóe lên, thân thể lão giả bị chém làm hai mảnh, đồng thời một đứa trẻ con màu đen cao chừng một tấc, vẻ mặt sợ hãi, ngơ ngác dừng lại ở xa xa, bị một đoàn hàn băng màu tím nhốt ở bên trong, không thể nhúc nhích được chút nào. Kim kiếm xoay quanh một cái, tiện tay đem nhuyễn trùng thú đã mất chủ nhân, một kiếm chém thành mưa máu, sau đó lại một lần nửa bay tới tử băng ở trên không. Sau một tiếng sấm đánh ra, mấy đạo kim hình cung to lớn từ trên kiếm bắn ra, hóa thành cái lưới bằng điện tinh tế đem Nguyên Anh nhốt vào bên trong. Tiếng oanh long long không ngừng vang lên, tử băng và Nguyên Anh ở bên trong lập tức biến thành hư vô. Lúc này thần sắc hàn lập mới trầm xuống, nhưng động tác không một chút nào chậm lại, giơ tay hướng thân thể lão giả rung lên, túi đựng đồ bên hông lão giả đã bay vào trong tay, đồng thời hai khối hỏa cầu to từ trong tay áo của cánh tay khác bay ra, đem thi thể lão giả và nguyễn trùng thú hóa thành hư vô. Tiếp theo Hàn Lập không chút nào trần trừ bay lên không trung, sau khi thanh quang chợt lóe lên vài lần, cả người quỷ mị biến mất trong hư không. Chỉ một khắc sau, năm đạo tinh hồng màu sắc khác nhau bỗng nhiên hiện ra trên không trung nơi này, sau khi bay một vòng xung quanh, tất cả đều hạ xuống đát, hiện ra năm người nam nữ. Đúng là bốn người Lâm Ngân Bình, Cát Thiên Hào, một nam tu sĩ khác có khuôn mặt xa lạ là năm người, người này là tu sĩ kết đan kỳ. Chính là nơi này không sai, khí tức gia sư biến mất ở nơi này. Tên nam tu sĩ kia cầm một cái pháp bàn, bất an nói. Nơi này xác thực còn sót chút linh khí ba động, trong đó đúng là khí tức của tên gia hỏa họ lệ. Nơi này còn có một vài vết máu, Xem ra sư phụ người đã bị diệt khẩu, ánh mắt Cát Thiên Hào quét qua xung quanh một cái, dừng lại ở một điểm đỏ sẫm trên mặt đất, âm trầm nói. "Chấm o không ô, chương 944, Hàn Tủy, không có khả năng, mặc dù tu vi của gia sư so với tặc tử kia kém một chút, nhưng sao có thể? Đến một cơ hội cầu sinh cũng không có sắc mặt thanh niên tái trắng đi, không tin nói. Hừ, ngươi thì biết cái gì, đừng nói một gã tu sĩ nguyên anh sơ kỳ." người kia đã từng ra tay hạ độc thủ giết chết cả tu sĩ đồng cấp bậc sư phụ ngươi không kịp đề phòng bị người kia giết chết cũng không có gì kỳ quái song thiếu lão nhì rốt cuộc đã nói những gì với ngươi hãy thành thật nói lại tỉ mỉ một lần nữa cho chúng ta nghe các thiên hào hừ lạnh một tiếng không vui vẻ trả lời mà lúc này lâm ngân bình đem thần thức phóng ra nhanh chóng lục soát xung quanh một lần đột nhiên thân hình nhoáng lên cả người thoáng cái đã ở ngoài bảy tám trượng duỗi tay đem một vật lên nhìn sắc mặt chợt khó coi Gia sư không nói thêm gì nữa cả, chỉ là đem pháp bàn bổn mạng đưa cho vãn bối, dặn một khi pháp bàn xuất hiện dị trạng, hoặc sau một khoảng thời gian mà không thấy hắn quay lại thì lập tức đem chuyện người nọ nói cho các vị tiền bối biết, đến cứu hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Thanh niên nhỏ nhẹ nói ra, không cần nói nữa, sư phụ ngươi khẳng định là đã gặp chuyện không may rồi. Đồ vật này, có phải là ở trên cổ bảo của sư phụ ngươi không? Tay lâm ngân bình dơ lên, một đồ vật trực tiếp bay về phía thanh niên. Thanh niên đưa tay tiếp lấy, nhìn xuống, bỗng nhiên trong lòng trầm xuống. Đây là một mảnh gỗ nhỏ màu vàng, trên mặt chấp động linh quang yếu ớt quen thuộc. Đúng là một phần nhỏ mộc thuẫn của lão đầu nọ, đây là mộc thuẫn của gia sư, thuẫn này chắc chắn dị thường, sức phòng ngự lại càng kinh người, như thế nào lại bị hủy diệt như vậy. Sắc mặt thanh niên càng ngày càng thêm tái đi, lâm đờ sao o hiếu, xem ra lão nhi này đã không còn trên nhân thế nữa. Thoạt đầu, ta nghe người nói như vậy, Ta còn không tin người kia có thần thông có thể tiêu diệt tu sĩ cung cấp, nhưng hiện tại xem ra, người nọ tự hồ so với dự đoán trước kia còn lợi hại hơn 2-3 phần. Mặc dù tiểu lão nhi chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ nhưng bản thân tinh thông nhiều loại độn thuật không tầm thường, vậy mà ngay cả tiếng kêu cứu còn chưa kịp phát ra đã bị tiêu diệt rồi. Có thể thấy được thần thông của người này cũng không dưới tu sĩ Nguyên Anh học kỳ. Chỉ có mấy người chúng ta, sợ rằng không không bắt được người này. Các thiên hào căn bản mặc kệ tên thanh niên, chỉ hướng về Thiên Lan Thánh Nữ trầm trọng nói ra. Sao vậy? Cát Huynh sẽ mặc kệ ngay cả chi bảo của Quý Tông cũng không có ý định đòi lại sao? Nếu Quỷ La Phiên rơi trên tay người này, vậy trưởng lão thập hữu của Quý Tông hẳn cũng chết trên tay hắn. Lâm Ngân Bình nhíu mày lại, chậm rãi nói ra. Hắc giết trưởng lão âm la tông chúng ta, lại đoạt đi chi bảo của bổn tông. Đừng nói hắn không phải tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, dù có là thật đi, bản tông cũng tuyệt không bỏ qua cho người này nhưng người này hình như cùng thiên lan thảo nguyên các ngươi có cửu oán cũng không nhẹ nếu không lâm đờ sao o hữu thân là thánh nữ trong tộc sao lại vì người này mà lưu lại đại tấn chúng ta nhiều năm như vậy các thiên hào cười ruồi vài tiếng có ý ám chỉ nói nếu có thể tiêu diệt được người này kể cả điều kiện trước kia thánh điện đã đáp ứng quý tông bản thân ta có thể tăng thêm hai thành nhưng bảo vật trên thân người này thánh điện chúng ta phải được chọn lấy một kiện trước đôi môi đỏ mọng của lâm ngân bình khẽ mím lại bỗng nhiên cười một cái rồi nói. Ba thành, bắt xiết tu sĩ lợi hại như vậy, bản tông còn không biết sẽ phải tổn thất bao nhiêu nhân thủ nữa. Về phần bảo vật, điều kiện bản tông đã đáp ứng thánh điện ban đầu, về sau sẽ thảo luận lại. Các thiên hào cũng không đắn đo thêm, nói, bổn điện có thể đáp ứng điều kiện này. Lâm Ngân Bình hơi trần trừ một chút, rồi một lời đáp ứng. Tốt lắm, chắc hẳn đạo hữu thân là thiên lan thánh nữ sẽ không làm chuyện lật lọng đâu. Hồ sư đệ hãy phát truyền âm phù, Triệu tập tất cả trưởng lão đệ tử bổn môn ở trong tấn kinh, toàn lực truy tìm người này. Người này nếu đã tới phường thị, chắc chắn sẽ tham gia đại hội đấu giá. Đây là cơ hội tốt nhất cho chúng ta bắt được hắn. Bất quá tất cả phải âm thầm hành động, không được làm cho tu sĩ các tông môn khác chú ý. Đệ tử cấp thấp không nên cùng người này động thủ, mấy vị trưởng lão nếu không tụ tập một chỗ cũng không nên tùy tiện ra tay bắt hắn. Nên dụ hắn vào trong pháp trận rồi ra tay cùng một lần là tốt nhất. Cát Thiên Hào xoay người hướng vào một nam tu sĩ âm la tông khác nói. Có nên bẩm báo cho phòng tông chủ một tiếng hay không? Dù sao tứ trưởng lão là lúc đầu do hắn phái đi nên mới mất mạng. Nam tu sĩ này mở miệng hỏi. Từ lần trước thực hiện kế hoạch tu bổ quỷ La Phiên mới chỉ hoàn thành một nửa, lại còn chuyện của tứ trưởng lão, phòng tông chủ đã làm cho đại trưởng lão cực kỳ không hài lòng. Nghe nói hắn đang bế quan luyện chế một kiện bảo vật lợi hại, cho dù hiện giờ ngay lập tức chạy tới, cũng không cách nào kịp đại hội đấu giá. Bất quá, trước hết cũng nên phát truyền âm phù cho hắn. Nếu chúng ta không thể bắt giữ người này, cũng có thể mượn nhân thủ của phe bọn họ cùng đối phó với hắn. Sau khi hơi do dự một chút, các thiên hào gật đầu. Sau khi cẩn thận thương lượng một phen, mấy người lập tức thi triển độn quang ly khai nơi này. Dĩ nhiên vì sợ người bình thường rối loạn, sau khi bọn họ lên tới không chung, cùng lúc ẩn giấu đi thân mình. Mặc dù trong tấn kinh có quy củ cấm tu sĩ phi hành, nhưng âm La Tông vốn là một đại môn phái, căn bản không có để quy củ này vào mắt. Chấm, cùng lúc này, Hàn Lập đang đi trên một con đường ít người cách đó hơn 20 dặm, sử dụng thần thức dò xét túi chữ vật của tiểu lão đầu bên trong tay áo. Bên trong đựng không ít đồ vật tạp nham, thật đúng là phải bỏ một chút tâm tư ra phân biệt mới được. Đột nhiên bước chân dừng lại, trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, thế nào, phát hiện ra cái gì? Đại diễn thần quân lười biếng hỏi, đây là cái gì, hình như chưa bao giờ gặp qua. Bàn tay Hàn Lập vừa đảo, trên tay xuất hiện một cái bình ngọc cao 6 bảy tấc, toàn thân xanh biếc, tinh xảo dị thường. Đưa một ngón tay khẽ vuốt cổ bình, hai luồng băng hàn tựa như kim đâm từ đầu ngón tay truyền đến, trên mặt Hàn Lập không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc. Sau đó, bàn tay hắn nâng bình nhỏ lên, nhẹ nhàng lắc lắc, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng chất lỏng sóng sánh. Lông mày Hàn Lập khẽ nhíu lại, chẳng lẽ bên trong là linh dịch, bất quá chất lỏng bên trong bình này có chút kỳ lạ, không ngờ ngay cả thần thức cũng không thẩm thấu vào trong đó được. Mắt Hàn Lập nhìn bình nhỏ thì thào nói: "Muốn biết là cái gì, sau khi trở về xem xét lại thì chẳng phải sẽ biết sao? Nơi này là đường phố của người bình thường, trước tiên đừng hấp tấp mở ra, tránh gặp phải nhiễu loạn nào đó xuất hiện." Đại diễn thần quân mở miệng cảnh báo nói: "Điều này đương nhiên rồi." Hàn Lập sắc mặt không đổi, cổ tay chợt rung lên, bình nhỏ bỗng nhiên từ trong tay biến mất không thấy bóng dáng. "Hàn tiểu tử ngươi vừa bại lộ thân phận, sau này tại Tấn Kinh cần phải cẩn thận hơn nữa." Âm La Tông và Thiên Lan Thánh Nữ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Chắc rằng bọn họ cũng sẽ đoán ngươi đến tham gia đại hội đấu giá. Không sao cả, ta không tin tại Tấn Kinh còn có người thứ hai có linh thú có thể nhìn xuyên ảo thuật. Chỉ cần tận lực né tránh tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trong Tấn Kinh thì sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra. Đấu giá đại hội lần này là cách duy nhất để tìm được tài liệu cần thiết, cho dù có chút nguy hiểm, chúng ta cũng phải mạo hiểm một phen. Hàn Lập sớm đã tính qua chuyện này, vậy cũng đúng. Bất quá, nếu là vì thu thập tài liệu cho khôi lỗi mà xuất hiện nguy hiểm như thế thật thì Lão Phu sẽ phá lệ như lúc chiến đấu vừa rồi vậy, sử dụng thần thông kinh thần thứ của đại diễn quyết giúp ngươi một tay. Đại diễn thần quân thản nhiên nói, cảm ơn tiền bối, có lời ấy của tiền bối, vẫn bối đã có thể yên tâm hơn. Hàn Lập trong lòng vui mừng trả lời, một lúc lâu sau, Hàn Lập như một phàm nhân, chậm rãi quay trở về đạo quán, sau khi cùng quán chủ nói chuyện phía một lát, mới điềm tĩnh trở về phòng mình sau khi tiện tay bố trí mấy cái trận pháp tạm thời ở bốn phía căn phòng, lúc này Hàn Lập mới đem bình nhỏ màu xanh biết ra một lần nữa, đặt trước mặt rồi tinh tế nhìn kỹ một lần. Sau một lúc lâu, hắn nâng một tay cầm lấy cái nút bình, linh quanh chất động, nhẹ nhàng rút nắp bình lên. Bỗng nhiên một luồng khí lạnh từ trong bình bắn ra, đồng thời nhiệt độ trong phòng nhanh chóng hạ xuống, như Hàn Lập là tu sĩ tu luyện Hàn công tử la cực hỏa, bị Hàn quang này bao vây cũng không thoát khỏi dùng mình một cái. Trong lòng Hàn Lập cả kinh, Quanh thân bỗng nhiên toát ra một tầng tử diễm, cùng với hàn quang va chạm, lập tức hàn quang bị tử diễm đẩy ra bên ngoài. Mà chỗ bị hàn quang quét qua trong cả căn phòng trực tiếp ngưng kết một lớp băng dày. Nếu không phải trong phòng đã sớm bày mấy tầng cấm chế, sợ rằng hàn khí trực tiếp thẩm thấu ra bên ngoài. Xem ra hàn quang này không lợi hại như tử la cực hỏa nhưng lạnh vô cùng, dường như mức độ so với lam băng diễm cũng không hơn kém. Đây là đồ vật quỷ quái gì vậy? Hàn Lập cảm thấy rất hứng thú sử dụng tử diễm bao quanh bàn tay, cầm lấy bình nhỉ nhẹ nhàng lắc một lần nữa, đột nhiên một luồng hàn quang lại phun ra từ miệng bình. Sau khi hắn thấy luồng hàn quang này tan ra giữa không trung làm cho phòng càng thêm lạnh hơn ba phần, rốt cuộc đem bình nhỏ đặt dưới mí mắt, ánh mắt đảo qua, trong đồng tử lam quang chấp động, nhìn xuyên quang luồng khí lạnh, trong bình mơ hồ có lam quang lóa mắt chấp động. Cái này hình như là, người đổ một giọt ra đi, dùng ngọc bản cẩn thận đỡ lấy, để ta quan sát kỹ một chút tiếng nói của đại diễn thần quân bỗng nhiên nổi lên vài phần kích động. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, không nói hai lời từ trong túi chữ vật lấy ra một cái đĩa ngọc to bằng cái bàn tay, tay còn lại thì nắm lấy bình nhỏ, của tay rung lên. Một giọt chất lỏng màu bạc từ trong bình rơi ra, sau khi phát ra âm thanh trong trẻo, giọt chất lỏng rơi vào trong đĩa, lại trực tiếp biến thành ngân châu, không ngừng quay tròn trong đĩa. Thật là ngoài dự đoán của Hàn Lập, khối ngân châu này lại không phát ra chút hàn khí nào, thoạt nhìn thật giống bình thường quả nhiên không sai, đúng là hàn tủy được băng ngọc vạn năm thai ngén mà ra. Đại diễn thần quân hít một hơi, chậm rãi nói, băng ngọc vạn năm ta cũng có nghe qua, còn hàn tủy là vật gì vậy, hình như rất là chân quý thì phải. Hàn lập kinh ngạc hỏi, hàn tủy trên bản chất là cùng một loại với ngọc tủy mà chúng ta thường dùng làm tài liệu luyện đan luyện khí. Chỉ là loại hàn tủy này sinh trưởng trong huyền ngọc vạn năm, người đời căn bản vô duyên nhìn thấy. Nếu ta nhớ không sai, đồ vật này chỉ có tại bác giả tiểu cực cung ở Tây Bắc Đại Tấn, cũng chỉ có một bình nhỏ, được xem là Trấn Sơn chi bảo mấy đời truyền lại. Ngoài ra, cũng không có nghe nơi nào sản xuất ra vật ấy. Phải rồi, người luyện hóa khối tuyết tinh chấu kia kỳ thật cũng là luyện chế huyền ngọc vãn năm mà thành. Đại diễn thần quân khôi phục bình tĩnh nói, O không ô, chương 945, Hồi Dương Thủy và Thái Dương Tinh Hỏa. Ít ỏi đến vậy ư, vậy thứ này chắc là phải có một chút đặc thù nào đó chứ. Hàn Lập chăm chú nhìn Ngân Châu, ánh mắt chấp động hỏi. Đâu chỉ có một chút đặc thù, loại đồ vật này đối với tu sĩ chúng ta cực kỳ tốt, đại đa số đều dùng làm tài liệu phụ trợ luyện đan luyện khí đỉnh cấp, nhưng nếu rơi vào trong tay yêu tộc, cũng có thể vì nó liều mạng đến hồn phi phách tán mà không tiếc. Đây chính là vật bảo vệ tính mạng cực tốt của yêu thú khi trải qua lôi kiếp hóa thành hình người đại diễn thần quân trả lời. Hóa hình lôi kiếp của yêu tộc, ngay cả khi trong lòng Hàn Lập đã có sự chuẩn bị nhưng khi nghe vậy cũng không khỏi nhất thời ngây ngốc. Không sai, yêu thú cấp cao ở thế nhân này nhiều đếm không xuể, nhưng có mấy con đạt đến thất giai đỉnh cấp rồi lại có thể bình an trải qua hóa hình lôi kiếp chứ. Dù sao năng lượng của sấm sét đối với hầu hết các yêu thú đều có lực khắc chế nhất định, đối với chúng mà nói lôi kiếp và tử kiếp cũng tương tự như nhau. Mà yêu thú trước khi độ kiếp ăn một giọt hàn tủy biến thành ngân châu này, sau một thời gian tính dưỡng luyện hóa, giảm bớt rất nhiều thương tổn do lôi điện gây ra cho cơ thể. Vậy ngươi nói loại hàn tủy này đối với yêu thú có chân quý hay không? Bất quá tu sĩ nhân loại trong tu tiên giới biết vật này cũng không nhiều lắm. Cũng bởi vì bác cực tiểu giả dạ cung tu luyện công pháp thuộc tính hàn phi thường kỳ lạ, năm đó lúc ta du lịch đại tấn, từng cùng tu sĩ cấp cao trong cung của bọn họ giao đấu qua, nên mới nhận biết được vật ấy. Hơn nữa nghe nói cứ cách một ngàn năm, yêu thú cấp cao trong khu vực đại tấn bí mật tập hợp lại rồi cùng đến tiểu cực cung ở Bắc Minh băng đảo, liều mạng tấn công tiểu cực cung, mong có thể ép tu sĩ trong cung giao ra một ít hàn tùy. Có chuyện như vậy sao? Hàn lập có chút khó tin nói, điều này thì có gì kỳ quái, không có hàn tủy chúng nó trải qua hóa hình lôi kiếp 10 phần có 9 phần chết. Nếu là may mắn đạt được một giọt hàn tủy, tỷ lệ thành công trải qua được lôi kiếp lập tức tăng lên nhiều. Vậy sao không ra hết sức, huống hồ mỗi khi tụ tập, mấy lão yêu quái vạn yêu cốc sẽ chủ động dẫn đầu việc này. Cho dù thất bại, đám yêu thú này cũng sẽ không có tổn thương lớn gì. Chẳng qua bác giả tiểu cực cung là truyền thừa của thượng cổ tu sĩ đại thần thông. Phải tòa cấm đoạn đại trận từ thượng cổ lưu truyền tới nay cũng không phải là chuyện đùa. Đặc biệt đảo này ở trên hàn nhãn của thiên nguyên âm mạch, vạn dặm xung quanh là băng hàn lạnh đến thấu xương, có thể vô hình giết người. Yêu thú không có tu luyện công pháp hàn thuộc tính, một khi vào trong đảo này hầu như phải dùng hơn phân nửa linh lực để ngăn cản khí lạnh xâm nhập, căn bản không thể cùng tu sĩ bắc giả tiểu cực cung tranh đấu. Cho nên mặc dù mỗi lần yêu thú hung hăng đánh tới, nhưng đều chưa chính thức phá được bắc minh đảo nhưng mà linh dịch này chân quý như thế, tên bị ngươi giết như thế nào đạt được? Ngươi nhìn xem trên bình nhỏ có dấu hiệu đặc thù nào không? Sau khi đại diễn thần quân cấp cho Hàn Lập mấy lời giải thích xong, lại có một chút khó hiểu hỏi. Dấu hiệu, đáy bình nhỏ này có hoa văn hình bông tuyết, không biết có tính là dấu hiệu không? Thần sắc Hàn Lập trở động, đưa ngón tay sờ sờ vào đáy bình nói. Vậy thì không sai, đúng là dấu hiệu của Bắc Minh Đảo. Xem ra cái bình này chính là cái bình đựng hàn tủy của tiểu cực cung. Nhưng sao nó lại rơi vào tay một tên tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ, tùy ý bỏ vào trong túi chữ vật, chuyện này có chút kỳ quái. Đại diễn thần quân tựa như có chỗ nan giải trong suy nghĩ. Trong thế gian này có chuyện quái lạ nào mà không thể xảy ra? Nói không chừng vật ấy bị người nào đó trộm được từ trong Bắc Minh Đảo ra đây hoặc là chính tu sĩ Bắc Minh Đảo mang bảo vật chạy trốn, sau đó trùng hợp rơi vào trong tay người này. Những điều này đều có thể xảy ra, nhưng mà người mới vừa nói, Hàn tủy này đối với tu sĩ chúng ta mà nói chỉ có thể là tài liệu phụ trợ cho luyện đan luyện pháp mà thôi. Nếu là như vậy, tu sĩ bác giả tiểu cực cung cần gì phải vì vật đó mà cùng lũ yêu thú tranh đấu qua nhiều đời, trực tiếp giao ra sẽ không tốt hơn sao? Sau khi Hàn Lập suy nghĩ một chút, nhướng mày hỏi. Một ít tu sĩ đại tấn biết được chuyện này thì cũng sinh nghi ngờ. Nhưng tiểu cực cung giải thích với bên ngoài rằng là vì hạn chế sự tồn tại của yêu thú cấp 8 trong giới tu tiên, có thể bảo trì tốt sự ổn định của giới tu tiên đại tấn nếu không một bình hàn tủy nhỏ này cũng đã đủ để sinh ra mười mấy tên yêu thú cấp 8. Cổ lực lượng này đủ để đánh vỡ cân bằng mấy đại thế lực ở Đại Tấn. Do đó gây ra nhiễu loạn, nhưng mà loại thuyết pháp này cũng chỉ có thể lừa gạt một vài người bình thường mà thôi. Người cùng lão phu đấu pháp năm đó địa vị ở tiểu cực cung cũng không thấp. Hình như là một vị phó cung chủ, bởi vì hắn ăn nói lỗ máng, sau khi đấu pháp thất bại đã bị ta giết chết. Ta dùng siêu hồn thuật chiêu đãi hắn một phen thật tốt trong lúc vô tình ta đạt được một đoạn bí văn liên quan đến hàn tủy này. Đại diễn thần quân nói ra tới đây, âm thanh bỗng nhiên dừng lại một chút, hình như hồi tưởng lại điều gì đó. Bí văn, lông mày hàn lập khẽ động, niềm hứng thú dâng lên. Không sai, nếu không nhìn thấy hàn tủy này, lão phu gần như quên mất việc này. Chuyện này, đại khái ngoại trừ vài tên cao tầng ở bắc giả tiểu cực cung ra, những người khác căn bản không biết. Kỳ thật hàn tủy này ngoại trừ có thể dùng làm tài liệu luyện đan luyện khí, Công dụng chủ yếu nhất là nguyên liệu chủ chốt để luyện chế bí dược thượng cổ hồi dương chân thủy." Đại diễn thần quân ngưng trọng nói ra, "Hồi dương thủy chính là bí dược từ xương sinh thịt, tu bổ thân thể vô cùng vô tận." Hàn Lập hít vào một hơi lương khí, lại càng hoảng sợ. "Không sai, nghe nói không quản thân thể chịu bao nhiêu trọng thương, cho dù là chia năm xẻ bảy, thân đầu khác chỗ, chỉ cần dùng linh dược này thoa vào vết thương, cũng có thể nhanh chóng trở lại như lúc đầu." Thậm chí trong một vài sách cổ còn nói linh dược này còn có công hiệu khởi tử hồi sinh thần kỳ. Tất nhiên điều này đều là tin đồn, không người nào biết thật giả, nhưng có một điều tất cả các sách cổ đều công nhận. Đó là hồi dương thủy có thể kéo dài tuổi thọ của tu sĩ. Hơn nữa có thể kéo dài một phần tư tuổi thọ tu sĩ. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì chứ?" Đại diễn thần quân thản nhiên nói. Điều này đại biểu cho một ít kết đan hậu kỳ có cơ hội tấn cấp lên nguyên anh kỳ, còn đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ có thể đi vào hóa thần kỳ hàn lập thở nhẹ một hơi thì thảo nói đương nhiên hàn tủy này chỉ là một vị nguyên liệu chủ yếu để luyện chế hồi dương chân thủy nếu muốn luyện chế ra linh thủy này những nguyên liệu khác cũng phải tính đến ở sâu dưới vạn trượng trong dung nhan là thái dương tinh hỏa cũng là tuyệt đối không thể thiếu chỉ có dùng ngọn lửa này rèn luyện hàn tủy mới có thể gọi là âm dương điều hòa có thể luyện chế ra hồi dương chân thủy nếu không chỉ là lãng phí vô ích vật ấy đại diễn thần quân thâm ý sâu sắc nói thái dương tinh hỏa thứ này ở chỗ nào mà tìm được. Không chỉ nói tu sĩ phổ thông có thể ở dưới vạn trượng dung nham chịu được bao lâu. Tỷ lệ hình thành ngọn lửa này ở trong dung nham vạn dặm lớn bao nhiêu. Thái dương tinh hỏa kia một khi hình thành, thì đã thành linh, căn bản trong dung nham lai vô ảnh khứ vô hình. Huống chi nếu có được ngọn lửa này, không có được cách điều chế hồi dương thủy cũng là chuyện tốn công vô ích. Hàn lập có phần tự nói, đại diễn thần quân nghe được lòng trầm xuống, một lát sau mới chậm rãi nói thái dương tinh hỏa thì ta không có biện pháp nhưng cách điều chế thì ta có hàn đạo hữu lẽ nào đã quên tên bị ta giết chết năm đó là phó cung chủ tiểu cực cung trong thần thức vừa vặn có cách điều chế lão phu lúc đó cảm thấy có chút hiếm thấy cũng cố nhớ kỹ ngươi nếu thật muốn linh dược này ta có thể cho ngươi tiền bối có cách điều chế linh dược này thật sự là quá tốt vậy vãn bối trước tiên nên lưu giữ lại e rằng sau này có thể sẽ dùng tới hàn lập nghe đại diễn thần quân nói như vậy thì cả kinh sau đó nổi lên vui mừng. Có hồi dương thủy, cơ hội hắn tấn cấp hóa thần kỳ tăng lên rất nhiều. Thái dương tinh hỏa kia căn bản không phải là tu sĩ chúng ta có thể bắt lấy. Ta khuyên người vẫn là không nên quá kỳ vọng vào nó. Nếu không, nhiều đời tu sĩ đại thần thông của bác giả tiểu cực cung, nắm cách điều chế và hàn thủy nhiều năm như vậy, vì sao chưa luyện chế thành công linh dược này. Đại diễn thần quân lãnh đạm nói, sau đó không đợi hàn lập nói gì, trong ống trúc bay ra một khối ngọc giản màu vàng nhạt không ngờ trong thời gian ngắn hắn đã đem cách điều chế hồi dương thủy sao chép xong xuôi. Cảm ơn tiền bối, vãn bối chỉ là phòng ngừa vãn nhất mà thôi. Hàn lập cầm lấy ngọc giản ở trong tay, cười khẽ nói. Tuyết tinh châu của ngươi cũng là luyện chế huyền ngọc vãn năm mà thành. Nếu có thể khảm nhập vào đó vài giọt hàn thủy, có thể làm cho linh tính và uy lực của bảo vật tăng lên không ít. Cũng không nên quên điều đó. Cuối cùng đại diễn thần quân lại dặn dò một câu, sau đó thấy hôm nay nói cũng đủ nhiều, từ đó yên lặng không nói nữa. Lông mày hàn lập khẽ nhíu lại, nếu đại diễn thần quân không nhắc, hắn cũng sẽ làm như thế. Bất quá hàn lập có chút tò mò, hàn tủy phát ra khí lạnh đáng sợ như vậy, nếu bị tử la cực hỏa thu nạp dung hợp. Có thể là cho uy lực của tử la cực hỏa tăng lên một tầng hay không? Trong lòng nghĩ như thế, hàn lập đem viên ngân châu trong đĩa ngọc đổ vào trong bình nhỏ, chính mình thì không khách khí mở năm ngón tay ra, bỗng nhiên một đoàn hỏa diễm màu tím hiện lên trong tay, Bàn tay vừa đảo, lập tức hỏa cầu màu tím hóa thành một tầng ánh sáng khéo léo che miệng bình nhỏ lại. Tiếp đó, một tay khác của hắn bắt quyết, cúi đầu miệng thì thào niệm chú. Chỉ thấy ánh sáng hỏa diễm màu tím chợt lóe, theo tiếng đọc khẩu quyết, trên màn sáng một ít hỏa diễm bắt đầu tự động xoay tròn, hơn nữa càng lúc càng nhanh, đã nhanh lại càng nhanh hơn. Một lát sau, một tia khí lạnh màu bạc từ miệng bình chậm rãi thoát ra, diễm lệ như trong mộng. Trong miệng Hàn Lập quát nhẹ một tiếng, giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết màu xanh. Màn ánh sáng thu nạp pháp quyết này, lập tức rung lên, một lần nữa hóa thành một hỏa cầu to bằng nắm tay, đem tia hàn khí bao vây vào bên trong, phong kín không cho ra. Tiếp đó hàn lập đưa tay một lần nữa đậy bình nhỏ lại, một tay khác hướng hỏa cầu màu tím vẫy vẫy, hỏa cầu chợt lóe bắn về phía hàn lập. Há rộng miệng, hàn lập trực tiếp đem hỏa cầu màu tím và hàn khí màu tím nuốt vào trong bụng, sau đó ngồi khoanh chân dưới đất, chậm rãi nhắm cả hai mắt lại. Lúc này tại đan điền của hàn lập, nguyên anh lớn khoảng hai tấc nhưng lại mở hai mắt, trong suốt dị thường. Mà phía trước người nó, một khối hỏa cầu chuyển động chậm chậm, bên trong thì có một điểm ngân quang chấp động không ngớt. Nguyên Anh nhấp nháy mắt, lúc này đôi tay nhỏ bé bấm quyết, trên thân ánh sáng màu xanh đại phóng, một đạo pháp quyết từ trong tay đánh ra. Hỏa cầu màu tím bỗng chốc rung lên, hoàn toàn bùng cháy, áng sáng màu bạc bên trong nó cũng biến thành ngọn lửa màu bạc bắt đầu dung hợp với ngọn lửa màu tím. Mà bên ngoài thân thể của Hàn Lập, mặt không chút nào thay đổi, cả người hoàn toàn tiến vào nhập định, không động đậy. O không ô, chương 946, Hàn trưởng lão. Hàn lập ở trong phòng chờ đợi cả một ngày một đêm. Mà tuy đây chỉ là một đạo môn nhưng lão quán chủ của đạo quán này cũng biết một ít chuyện tu tiên, vì vậy cũng mơ hồ đoán được thân phận của Hàn lập. Cho nên lão lúc này cũng không để người khác quấy dày Hàn lập hắn. Còn Hàn lập lúc này đang ở trong phòng từ từ mở mắt, khuôn mặt thoáng lộ vẻ thất vọng. Hàn lập bất đắc dĩ nói nhỏ một câu, Tử la cực hỏa vẫn không cách nào dung hợp được hàn khí trong hàn tủy. Xem ra vật này hiện tại cũng chỉ có thể coi như tài liệu để sử dụng. Mình cần phải luyện chế tuyết tinh châu lại một lần nữa vậy. Hắn nói xong bèn há mồm, ngay lập tức có một tiếng phốc rất nhỏ vang lên và một viên châu trong suốt long lanh từ trong miệng phun ra, trôi nổi ở trước người hắn, cách vài thước bên trên. Nhìn vật trước mắt, hàn lập khoát tay, tiểu bình hàn tủy liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ngón tay vung qua, nắp bình tự động bay lên, tay kia lập tức vỗ nhẹ vào đáy bình, nhất thời một giọt ngân châu từ trong bình bắn ra, lặn vào trong tuyết tinh châu không thấy bóng dáng. Hàn lập cũng không nhiều lời, hai tay bắt quyết đồng thời há mồm, một đường hỏa diễm màu xanh từ trong miệng phun ra và trong nháy mắt nó đã bao bọc cả viên cầu lại rồi nhanh chóng bốc cháy. Bình tĩnh nhìn hỏa diễm đang bao bọc viên châu, hàn lập nhắm hai mắt lại. Luyện chế lại hạt châu này cũng không cần tốn nhiều thời gian nên trước khi đại hội đấu giá bắt đầu thì cũng đủ để luyện chế xong tuyết tinh châu. Nghĩ vậy, hắn dùng thần niệm thao túng một luồng anh hỏa bắt đầu từng chút từng chút một cô động luyện lại kiện bảo vật trước mắt trong lúc hàn lập luyện pháp bảo tại một góc phía bắc kinh thành đại tấn có một tòa phủ đệ khí thế hùng vĩ một người thanh niên gầy gò mặc thanh sam đứng bên trong một tòa thạch đình hai tay để sau lưng thưởng thức kỳ hoa dị thảo bên ngoài đình khuôn mặt lộ vẻ thích thú đột nhiên thần sắc của người này trở động rồi hắn bỗng nhiên quay lại để lộ ra chân dung của mình tướng mạo của hắn không ngờ lại có bảy phần tương tự hàn lập mà điểm khác biệt duy nhất đó là người này có một đôi mắt lạnh như băng không hề có tình cảm. Cũng tại đây, cách nơi này không xa, trên con đường đi vào hoa viên bỗng có tiếng bước chân truyền đến. Sau đó một lão già đầu đội ô quan, thân khoác cẩm bào xuất hiện ở nơi đó. Lão đưa mắt vừa lúc đối nhãn với đôi mắt sáng lấp lánh của người thanh niên kia. Nhìn đôi mắt mắt ấy khiến lão không khỏi giật mình ớn lạnh, trong lòng cả kinh. Cũng may quang mang trong mắt người thanh niên đó kịp thu lại khiến mọi thứ lập tức trở lại bình thường thanh niên nhàn nhạt nói ta tưởng là ai thì ra là vân giật đạo hữu đạo hữu đến đây là tìm hàn mỗ sao hàn trưởng lão mấy ngày gần đây chúng ta sắp đặt thám khắp nơi và tại mấy khu chợ có chuyển đến một tin tức có lẽ hàn trưởng lão sẽ cảm thấy hứng thú lão già đội ô quan cười khan hai tiếng rồi tiến lên tin tức người biết ta luôn luôn đối với chuyện ngoài thân không có hứng thú cũng không có trách nhiệm cụ thể với bất kỳ chuyện gì Đạo hữu nếu có chuyện muốn để ta ra tay thì chỉ cần bảo nghiệp trưởng lão nói một tiếng với ta là được. Thanh niên quay đầu đi, nhìn chăm chăm cảnh cây cỏ hoa lá trước thạch đình, lạnh lùng nói. a à, à, nếu là các chuyện khác, vân mỗ tất nhiên sẽ không quấy rầy hàn huynh thanh tu, nhưng mà tin tức này lại có quan hệ với đạo hữu Lão già không thèm để ý đến thái độ từ chối người tại ngoài ngàn dặm của đối phương, ngược lại nói với giọng sâu sắc đầy thâm ý. Có quan hệ với ta, chẳng lẽ các người tìm được người kia? Thanh niên ngẩn ra sau, hai mắt híp vào, sắc mặt phát lạnh nói ra: "Đúng vậy, chúng ta quả có tin tức của người này." Nghe nói một ít tu sĩ của Âm La Tông bỗng nhiên lại ở chỗ mấy khu chợ trong kinh thành rồi lặng lẽ tìm kiếm người này. "Đây là bức họa của người nọ mà bọn họ vẽ ra." Theo lời Hàn trưởng lão nói người nọ hẳn là cùng một người mới đúng. "Bất quá, vẫn là cần phải Hàn trưởng lão tự mình nhìn qua một chút." Ô Quan lão giả khoát tay, một khối bạch ngọc giản từ trong tay áo bay qua. Thanh sam thanh niên âm trầm đưa tay nhẹ vẫy một cái đã hút ngọc giản vào tay, thần thức lập tức đắm chìm vào trong đó rồi cẩn thận quét qua một lần. Không sai, quả đúng là hắn, có tin tức gì không? Tại sao âm la tông lại tìm kiếm hắn ta? Cơ mặt của người thanh niên mặc thanh sam này bỗng giật giật vài cái rồi nhanh chóng rút thần thức ra khỏi ngọc giản, tỉnh táo hỏi. Chuyện này còn chưa có tin tức gì, bất quá tất cả các trưởng lão nguyên anh của âm la tông lại đột nhiên đều tụ tập trong kinh thành, không biết có liên quan tới người này hay không nữa hàn trưởng lão người đã nói người đó cùng ngươi đồng danh tu sĩ là một vị đại cừu gia của ngươi cho nên ta đã huy động người trong tộc giúp ngươi tìm người này và nhị trưởng lão đã quyết định người này cứ giao cho hàn huynh xử lý mặc kệ hàn trưởng lão dùng thủ đoạn gì đối phó người này chỉ cần người này không quấy nhiễu để đại hội đấu giá tiến hành bình thường là được dù sao tại hội đấu giá lần này nghiệp gia cũng muốn có mấy đồ vật nên nghiệp trưởng lão không hy vọng xuất hiện điều gì ngoài ý muốn ô quan lão giả bất động thanh sắc nói ra hư chỉ cần có thể có tin tức chuẩn xác của người này thì ta sẽ khiến hắn biến mất trên thế gian này bất quá người trong tộc giúp ta siêu tầm ma khí không biết rốt cuộc tìm được mấy món rồi ta sẽ gia nhập hoàng tộc để cho nghiệp ra các ngươi sử dụng nhưng mà phải có điều kiện này trước hàn trưởng lão hử lạnh một tiếng hàn huynh yên tâm chuyện ma khí chúng ta luôn chú ý ở khắp nơi lúc trước không phải đã trợ giúp đạo hữu tìm được một kiện rồi sao về phần những kiện còn lại thì để tới tay cũng có chút phiền phức nên cần bỏ chút thời gian. Ô quan lão giả mặt không đổi sắc giải thích nói, ta mặc kệ các ngươi làm thế nào để tìm được ma khí. Ta chỉ dốc sức 20 năm, 20 năm sau những kiện ma khí đó phải ở trong tay hàn mố. Hàn trưởng lão nhếch môi, trong mắt hàn quang chợt lóe nói. Tất nhiên, nghiệp gia chúng ta nếu đáp ứng hàn trưởng lão, sẽ tuyệt đối không nuốt lời. Hàn trưởng lão cứ nghỉ ngơi, nếu có tin tức chuẩn xác của người nọ, ta cũng sẽ lập tức báo cho đạo hữu. Ô quan lão giả cười một tiếng rồi ôm quyền, cáo từ rời khỏi. Thanh niên nhân nhìn lão thân ảnh từ chỗ cửa hoa viên đến khi biến mất, trên mặt cười lạnh một tiếng. Theo đó nhớ tới cái gì, tay áo bảo nhẹ nhàng vừa lật, một thanh kim quang lòe lòe tiểu kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay. Toàn thân kiếm bị mấy hắc tia quấn ở trong đó, thanh kiếm này rất có linh tính, nó không ngừng dẫy ruộng như muốn thoát ra ngoài. Còn hắc tia kia cũng không biết là vật gì biến thành, mặc cho kim kiếm có dẫy ruộ thế nào đi nữa nhưng những tia đó vẫn vững vàng bám vào trên thân kiếm, chó chặt thanh kiếm lại. Thanh niên nhíu mày, đột nhiên há miệng, một ngụm máu đen phun ra, vẩy khắp toàn thân thanh kim kiếm. Kim kiếm nhất thời ngân vang một tiếng, rồi lập tức linh quang của kiếm chợt trở nên ảm đạm thêm vài phần, nhưng mà nó vẫn không phục mà ngân nga không ngừng. Thật sự là phiền toái, một thanh phi kiếm của nhân giới không ngờ lại khó xóa linh tính đến như vậy. Nếu không phải do kiếm này được luyện bằng kim lôi trúc thì ta cần gì phải tốn hao tâm tư lớn như vậy." Thanh niên thì thào nói nhỏ hai câu, trên mặt lộ ra vài phần vẻ không kiên nhẫn. Bất quá, nếu hắn cũng đã tới tấn kinh rồi thì đây quả đúng là một cơ hội khó tìm. Chỉ cần tiêu diệt hắn, chẳng những có thể báo đại cửu diệt sát chủ hồn khiến cho ta không thể khôi phục toàn bộ tu vi, và phi kiếm này cũng lập tức thành vật vô chủ, thu phục tự nhiên dễ như trở bàn tay." Thanh niên vừa nói, sát khí trên nét mặt cũng chợt lóe lên ở sâu trong đồng tử còn mơ hồ hiện ra quang mang hai màu đen tím kỳ lạ, cả người bỗng nhiên trở nên yêu mị, quỷ dị. Cùng lúc đó, trên một căn lầu gác tại một góc vắng vẻ khác trong phủ đệ có hai nam một nữ đang ngồi nói chuyện. Trong đó một người chính là ô quan lão giả vừa mới trở về tử chỗ người thanh niên kia. Một nam tử khác là một người trung niên có vẻ mặt uy nghiêm thắt lưng quấn đai ngọc. Nữ tử kia lại là một phụ nhân xinh đẹp, trước kia đã từng xuất hiện tại Hoàng Thanh Quán. Chỉ là lúc này thần sắc của nàng nghiêm nghị, đang nghe thuật lại cuộc nói chuyện của ô quan lão giả với người thanh niên kia. Nói như vậy, hàn lão đã đáp ứng. Người trung niên có khuôn mặt chữ điền nghe xong câu chuyện thì thoáng có chút đăm chiêu, nói. Không sai, hơn nữa hàn trưởng lão vừa nghe nói tin tức của người kia, mặc dù không có biểu hiện quá mức kích động, nhưng sát khí trong mắt tuyệt đối là thật. Xem ra hàn trưởng lão cùng người kia có thâm cừu, chắc không phải là giả đâu. Ô quan nói, nhưng mà hai người này chẳng những tên giống nhau, ngay cả tướng mạo cũng tương tự nhau mà vị hàn lập này không lâu trước vẫn lẩn vào hoàng tộc tu sĩ chúng ta nương thân trong hoàng thanh quán không biết có mục đích gì có phải tới nhằm vào nghiệp gia chúng ta hay không hiện giờ hắn lại bị tu sĩ si âm la tông trịnh trọng âm thầm điều tra như vậy ta đến cùng cũng có chút cảm giác mất đi sự tin tưởng phụ nhân xinh đẹp khẽ nhíu mày nói bên trong đó thì đương nhiên chúng ta không biết là chuyện gì nhưng mà chúng ta cần quản nhiều như vậy làm gì chỉ cần hàn trưởng lão không phải là phật đạo các tông môn phái tới nằm vùng mà toàn lực trợ giúp nghiệp ra hoàn thành đại sự thì chúng ta cũng không cần phân tâm nhiều chuyện tìm hiểu căn nguyên. Vị hàn trưởng lão này chẳng những tu vi không kém mà đối với một ít bí văn mật sự thượng cổ lại biết rất nhiều, hành trình của chúng ta mấy năm sau ắt không thể thiếu trợ lực của người này. Trước đó, nhất định phải toàn lực lung lạc người này. Mặt khác, đối cái với người cùng tên với hàn trưởng lão kia thì cần phải lưu tâm nhiều hơn một chút. Một tu sĩ có thể để cho âm la tông trịnh trọng như vậy, khẳng định có chỗ bất phàm nếu không thể khẳng định người này có phải đến nhằm vào nghiệp gia chúng ta hay không thì có cơ hội, cần phái người trợ giúp hàn trưởng lão nhanh chóng diệt trừ người này. Đó cũng là một chuyện tốt, lão già mặt chữ điền vỗ nhẹ một bên chiếc ghế, trầm giọng nói. Lời của nhị trưởng lão rất có lý, bất quá, vị hàn trưởng lão này cũng có chút tà môn, tựa hồ đối chúng ta che giấu chính thức thực lực, còn muốn chúng ta giúp hắn thu thập ma khí, cái loại này pháp khí hại người hại mình này. Hắn thật sự khiến cho người ta khó có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng ta cho rằng với người này cũng phải tăng thêm đề phòng. Ô quan lão giả nhưng lại đột nhiên mở miệng, nói. Điều này trong lòng vi huynh tất nhiên hiểu rõ. Trừ bỏ chúng ta trưởng lão trung tâm bổn tộc nghiệp ra thì ta sẽ không tin tưởng bất cứ ngoại nhân nào, lại càng không có chuyện tiết lộ kế hoạch chính thức của chúng ta cho bọn họ. Vân giật hiền đệ cứ việc yên tâm, hiện tại mấu chốt chính là, lần này đấu giá hội chúng ta muốn mua mấy đồ, nhất định không thể để cho các thế lực khác phát hiện là chúng ta ra giá mua. Nếu không, bọn họ hoặc là sẽ ra tay có chủ tâm tiến hành phá hư, hoặc là từ trên các tài liệu này nói không chừng sẽ suy đoán ra một hai phần kế hoạch của chúng ta. Tuyệt đối không thể để loại chuyện này xảy ra, cho nên lần này các ngươi nhất định phải an bài mọi việc thỏa đáng, quyết không để xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Bỏ lỡ đại hội đấu giá lần này và không thể thu thập toàn bộ tài liệu luyện chế ra mấy món pháp khí kia thì con đường đoạt bảo mấy năm sau của chúng ta sẽ không thể tiến hành thuận lợi. Lão già có khuôn mặt chữ điền ngưng trọng dặn dò nói: O không ô, chương 947, đấu giá đại hội. Nhị thúc yên tâm, lần này hội đấu giá đã được an bài không còn một kẽ hở rồi. Tất cả các tu sĩ tán tu chúng ta mua chuộc đều không có điểm gì nổi bật. Những tu sĩ này từ bên ngoài nhìn vào căn bản không có gì liên quan tới nghiệp gia chúng ta. Hơn nữa chờ sau khi đại hội đấu giá kết thúc, những người này ngay lập tức sẽ bị diệt khẩu, tuyệt không thể lộ nửa điểm phong thanh nào. Nhưng hoàng thượng bên kia sẽ ứng phó ra sao? thái nhất môn cùng thiên ma tông tại sao đột nhiên lại phái huyền thanh cùng thất diệu hai lão quái vật đó đột nhập vào cung hẳn sẽ không nghe được phong thanh gì chứ mỹ phụ nhân trần trừ nói ra ô quan lão giả nghe vậy cũng lộ vẻ lo lắng các ngươi cứ yên tâm đại ca đã dò xét qua ý đồ của bọn chúng chúng đến là vì bình sơn ấn của tam hoàng hiện giờ ấn này sắp luyện thành tam quan sẽ dùng hợp những bộ phận của nó để hoàn thành bước cuối cùng hai nhà này ngược lại tai mắt đông đảo vẻn vẹn từ một chút phong thanh mà chúng ta cố ý lộ ra đã mơ hồ biết chúng ta luyện chế kiện bảo vật gì cho nên lần này họ gây sức ép với nghiệp gia chúng ta yêu cầu bán bảo vật này cho hai nhà bọn chúng như vậy cũng tốt có con mồi này ở chỗ sáng kế hoạch chính thức của chúng ta sẽ không bị bọn họ chú ý chỉ có điều vì để ngừa vạn nhất tất cả các trưởng lão biết kế hoạch gần đây nếu xuất ngoại đều phải đi cùng nhau và cũng nên cẩn thận một chút để không gặp phải ám toán nguy hiểm của hai lão quái vật rồi lại bị mạnh mẽ ép dò xét thần thức thì không xong đặc biệt lần này thất diệu chân nhân của thiên ma tông tới là người rất am hiểu các loại bí thuật nên cho dù có là tu sĩ cấp nguyên anh nhưng không cẩn thận mà gặp phải ám toán của bọn họ cũng sẽ không thể tự chủ được mà thổ lộ ra hết thảy trung niên nhân mặt chữ điền nét mặt cơ nhục giật giật ngưng trọng dặn dò nói thì ra là thế điều này cứ tạm yên tâm đã nhưng bình sơn ấn cũng là chúng ta thiên tân vạn khổ mới luyện chế được cứ như vậy tiện nghi cấp cho hai nhà này sao ô quan lão giả vẻ mặt tiếc nuối nói ra tiện nghi bọn họ sao có thể chứ nếu chỉ có một nhà tìm tới cửa thì chúng ta có lẽ không gánh nổi áp lực rồi chỉ có thể tự biết mà nhăn mũi thôi nhưng hiện tại nếu là hai nhà cùng đến tự nhiên chúng ta sẽ được đục nước béo cỏ mà có một con đường sống đại ca đã có an bài bình sơn ấn dự tính không thể ở lại trong tay cũng tuyệt sẽ không dễ dàng như thế rơi vào trong tay hai nhà này trung niên nhân có khuôn mặt chữ điền lộ ra một tia trào phúng cười lạnh nói Ô quan lão giả, mỹ phụ nhân trao đổi một ánh mắt, trong đầu không khỏi mơ hồ, nhưng cũng thức thời không tiếp tục gạn hỏi. Vì vậy ba người tiếp tục hàn huyên trong chốc lát, rồi chia tay rời đi, mỗi người tự đi làm việc của mình. Thời gian một ngày trôi qua, trong nháy mắt đã tới thời điểm đại hội đấu giá được bắt đầu. Trong lúc này, âm la tông vẫn cứ tìm kiếm Hàn Lập ở khắp mọi nơi. Nhưng mà địa phương mà bọn họ tìm kiếm chỉ là các khu chợ, khách sạn cùng những địa phương phụ cận với Tấn Kinh mà có một ít tu sĩ tụ tập còn hàn lập một mình ở trong đạo quán tu luyện tuyết tinh châu căn bản không hề xuất ngoại một lần tự nhiên chúng sẽ không có chút thu hoạch gì sáng sớm ngày hôm đó hàn lập biến ảo dung mạo hóa thành một đại hán mặt đen biến ảo ống trúc sau lưng thành một thanh trường kiếm rồi lẳng lặng rời khỏi đạo quán đi thẳng tới khu chợ tây tấn một đường hắn luyện khí thu liếm hơi thở hạ tu vi xuống tới cảnh giới kết đan kỳ để tránh làm cho người khác quá mức chú ý kết quả đúng như dự đoán của hắn càng đến gần Tây Tấn Thị thì hắn cảm ứng được khí thức của cao giai tu sĩ cũng càng nhiều lên. Trong đó dĩ nhiên kết đan kỳ là chính, còn tu sĩ Nguyên Anh kỳ đến cũng không ít. Về phần tu sĩ bậc thấp, ngược lại đã ít lại càng ít. Xem ra tu sĩ hơi có chút thân phận đều không muốn bỏ qua đại hội đấu giá lần này. Chờ Hàn Lập xuyên qua cấm chế, vừa tiến vào trong khu chợ thì ngay lập tức hắn liền phát hiện khắp nơi, trên cả con đường đều là tu sĩ với đủ loại trang phục mọi màu sắc. Trong đó không thiếu những kẻ ăn mặc quái dị. Bất quá khi ánh mắt hắn đảo qua thì ngay tại lối vào lại phát hiện mấy tên tu sĩ mặc hắc bào với nét mặt âm trầm và bọn họ không ngừng quét nhìn về phía những người tiến vào khu chợ. Bất ngờ rằng, trong số đó có một nam tử, hắn chính là các thiên hào, nhưng mà thiên lan thánh nữ cũng không biết vì sao, vẫn chưa thấy xuất hiện ở đây. Hàn lập nhướng mày, nhưng mặt ngoài ra vẻ hướng về phía đại điện đi đến, căn bản không thèm để ý tới các tu sĩ âm la tông này. Nhưng hắn vừa nhấc chân đi được hai bước thì một đạo thần thức như có như không lập tức quét tới dạo qua một vòng rồi sau đó khi không hề có thu hoạch gì liền rời đi chuyển hướng tới một người tu sĩ kết gian kỳ khác mới xuất hiện âm la tông dùng loại thần thức này quét quan sát cử động của các tu sĩ tiến vào khu chợ thật ra cũng không phải mỗi tu sĩ tiến vào khu chợ đều có đãi ngộ này chỉ là các tu sĩ có khuôn mặt xa lạ vừa nhìn biết là tu sĩ tán tu hoặc có thân phận khả nghi mới được tiếp đón như thế các cao giai tu sĩ của tông phái phân chức khác nhau những người này thì căn bản không thèm để ý tới loại thần thức này của bọn họ bí mật quét qua, quan sát cử động của mọi người. Đối với tu sĩ kết đan kỳ thì hoàn hảo, đối phương không thể phát hiện cử động này, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì phản ứng. Nhưng mấy tên tán tu cấp bậc Nguyên Anh, vừa vào khu chợ liền gặp phải việc này, tự nhiên trong lòng giận dữ, lạnh lùng chừng mắt nhìn các tu sĩ âm la tông này vài lần. Cũng may âm la tông những người này cũng không vô ý khơi màu chuyện gì, thần thức sau khi đảo qua, vẫn không có cử động kế tiếp khác. Điều này làm cho các cao giai tán tu này ngay cả trong lòng bất mãn, nhưng họ cũng sẽ không vì thế mà thật sự trêu chọc vào bậc đại tông của ma đạo, âm la tông này và cũng chỉ có thể không hài lòng giống như hàn lập rời đi. Các trưởng lão, nghe nói người nọ nó tinh thông dịch dung huyến hóa chi thuật, chúng ta cứ như vậy thủ tại chỗ này, sợ rằng căn bản là vô dụng. Một lão nhân có đôi mắt hình tam giác đầu vẻ âm lệ xuất hiện. Mắt thấy vẫn không hề có thu hoạch, trong lòng không khỏi bất mãn. Ta gọi là mấy vị sư huynh làm như vậy, vốn là muốn đả thảo kinh xa, căn bản không muốn dùng phương pháp này lập tức tìm ra người ấy. người đó thần thông không nhỏ mà chúng ta không có biện pháp gì tốt để có thể hiểu rõ chân thân hắn. nhưng cứ lấy khí thế ồn ào này tìm hắn, nói không chừng trong lòng hắn hoảng hốt vẫn có thể lộ ra sơ sót gì đó. cho dù người này có thể trầm tính, không để lộ chút nào sơ hở thì các ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. đột một nhân cùng thiên ma tông cũng có chút giao tình. Lâm Đờ Sao O Hiếu đã đi mượn rượu âm bảo kính của thiên ma tông thất rượu đạo Hiếu, hiện tại hắn đang ở chỗ nào đó chuyên tâm luyện chế và chỉ cần 2-3 ngày sau là có thể sử dụng tuần phục. Ta hiện tại đi truy tìm người này, mà dù có không phát hiện được gì thì cũng khiến cho người này mất đi cảnh giác. Một khi đến một hai ngày cuối cùng của đại hội đấu giá, dưới uy lực phá hình của kính này thì người đó sẽ không còn có chỗ nào để ẩn nấp nữa. Và chúng ta có thể lấy thế xét đánh không kịp bưng tay bắt lấy người này. Các thiên hào nhìn lão nhân có đôi mắt âm lệ một cái, thản nhiên nói ra. Thì ra là thế, ta thấy với bản lãnh các trưởng lão ở trong tông mà tính toán thì hẳn không có bỏ sót, nhưng sao lại có thể làm chuyện vô dụng kiểu này. Nếu nói như vậy, căn bản không cần tông chủ bọn họ chạy tới đây mà chỉ cần mấy người chúng ta là có thể bắt giữ người này, vì tông nội lập đại công. Lão nhân có đôi mắt hình tàm giác có chút hưng phấn nói ra. Hy vọng như thế đi, các thiên hào cười khan một tiếng, nhìn về phía bảo quang điện. Lần này cần đối phó với gia hỏa này, một nhân vật tàn nhẫn mà ngay cả Nguyên Anh Trung Kỳ, tứ trưởng lão trong tông đều có thể bỏ mạng trong tay hắn thì nào có thể dễ đắc thủ như vậy. Mà dù có chuyện gì ngoài ý muốn xuất hiện, cũng không ngạc nhiên. Nên mình vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Các thiên hào lặng lẽ thầm nghĩ như vậy, sắc mặt trong lúc vô ý thức đã dần trở nên âm trầm. Lúc này, Hàn Lập đã đứng ở trước thạch điện thật lớn mà ngày đó mình đã xem qua. Giờ phút này tòa bảo quang điện này hoàn toàn bị một tầng quầng sáng ngũ sắc bao phủ ở bên trong, có vẻ thần bí dị thường. Điều khiến Hàn Lập ngạc nhiên chính là, trên không trung của tòa bảo quang điện lại có thêm một tòa đại điện một tầng khác dùng đá màu trắng xây thành. Mặc dù diện tích nhỏ hơn chút, chỉ bằng một phần ba so với thạch điện nhưng nó vẫn rộng mấy trăm trượng, tồn tại trôi nổi giữa không trung tuyệt đối như một con đại quái vật. Mà ở trước mặt Hàn Lập, một hoàng sam nam tử trúc cơ kỳ, cung kính cấp Hàn Lập giải thích điều gì lúc này hàn lập đã không còn che giấu hơi thở nguyên anh kỳ tu sĩ phụ trách chiêu đãi của đại hội đấu giá này mặc dù nhìn hàn lập có chút không để ý nhưng lại không chút nào dám lộ ra vẻ không kiên nhẫn ở trước điện còn một ít tu sĩ có trang phục giống nhau đồng dạng đang chiêu đãi một ít cao dài tu sĩ cấp nguyên anh về phần tu sĩ kết đan kỳ thì chỉ có thể thành thật bước đến trên một tấm bia đá trước cửa đại điện đọc những dòng chữ viết trên đó đại hội đấu giá cấp nguyên anh ở phía trên cửa tiêu điện Kết đan kỳ thì vẫn cử hành ở bảo quang điện, mặt khác mỗi một người dự đại hội đấu giá cấp nguyên anh phải giao 1.000 linh thạch. Mỗi một người tham gia đấu giá hội của kết đan kỳ phải giao 100 linh thạch mới có thể tiến vào. Ta không có nói sai chứ. Sau một lúc lâu, Hàn Lập thu ánh mắt lại, quét nhìn tiểu bối trước mắt một cái, thản nhiên nói ra. Tiền bối minh giám, quả đúng là như thế. Lần này tu sĩ tham gia đại hội đấu giá, so với năm ngoái còn nhiều hơn 3 phần cho nên không thể không từ thiên cơ các khẩn cấp mượn đến tòa cửu tiêu điện này tạm thời dùng một chút. Mặt khác dân nộp linh thạch cũng giống như quy định của năm ngoái. Chủ yếu là vì phòng ngừa đại hội đấu giá quá mức chật trội, nên không thể không ra chút thủ đoạn này khống chế nhân số đấu giá đại hội. Bất quá với thân phận cao nhân của tiền bối, tự nhiên sẽ không để trong mắt số linh thạch đó. Nếu như mà người nào cũng có thể tùy ý tiến vào trong điện thì dù sân chính có to lớn gấp 10 lần đi chăng nữa căn bản vẫn không đủ chỗ chứa tên tu sĩ Hoàng Sam này cười nịnh nói ra, một ngàn linh thạch, các ngươi cũng kiếm một khoản linh thạch lớn nha, bất quá theo như lời ngươi nói, chỉ cần có thể cầm được vật mà ta hài lòng thì chút linh thạch này tự nhiên sẽ không để ý. Đại hội đấu giá kết đan kỳ ta rất nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú, ta muốn tham gia đại hội đấu giá của cấp Nguyên Anh. Hàn lập khoát tay, 10 khối linh thạch trung dai ném vào trong tay tu sĩ mặc Hoàng Sam. Tiền bối mời vào, đại hội đấu giá cấp Nguyên Anh buổi sáng sẽ bắt đầu. Đây là thẻ bài của đại hội đấu giá, mấy ngày đại hội đấu giá của cấp Nguyên Anh, tiền bối cầm lệnh bài này vẫn có thể tham gia. Hoàng Sam tu sĩ vừa cầm linh thạch tay thì lại càng vui vẻ, rồi từ trong tay áo rút ra một cái ngọc bài có mã số, đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập đưa tay cầm lấy ngọc bài rồi không nói tới lời thứ hai thì thanh quang trên người chợt lóe lên. Cả người hóa thành một đạo kinh hồng bay thẳng vào đại điện trên không trung. Lúc này, sớm đã có các tu sĩ khác trước khống chế độn quang bay về phía không trung. Chờ khi Hàn Lập bay vào đại môn cửu tiêu điện, chỉ thấy nơi cửa ngoại trừ một tầng quầng sáng màu trắng nhạt ra thì không có một bóng người. Chân mày hắn khẽ giật rồi rót chút linh lực vào ngọc bài trong tay rồi hướng quầng sáng trắng kia lay động vài cái. Ngay lập tức, từ trên ngọc bài bắn ra một đạo hồng quang, nơi hồng quang đi qua là quầng sáng tự động tách ra. Hàn Lập không chút nghĩ ngợi, thân hình nhoáng lên, một lần nữa hóa thành một đạo thanh hồng bay vụt vào. Sau đó quầng sáng lập tức khép lại như lúc ban đầu. Như thế hai canh giờ sau, trước sau chừng mấy trăm danh tu sĩ cấp nguyên anh lục tục phi vào cửu tiêu điện ở giữa không trung. Mà sau ba tiếng chuông ngân thật lớn, đại hội đấu giá lúc đó đã được bắt đầu. chương 948, Mạc Kim, Hàn Lập ngồi tại một góc đại điện hẻo lánh, bàng quan nhìn một người trung niên mặc áo bảo màu đen ở ngoài trăm trượt, tay cầm một khối tinh thạch màu vàng nhạt đang đơn giản giới thiệu. Khương Hoàng Tinh Sao, xuất xứ từ Tây Bộ Nam Cương Đại Sa Mạc, chỉ có ở dưới một ngàn thước sa mạc mới có thể tìm được, chất liệu cứng rắn vô cùng, có thể chứa đựng đại lượng thổ thuộc tính linh khí, là tài kiệu cao nhất để luyện chế pháp bảo phòng ngự thổ hệ. Vật này khởi giá 8.000 linh thạch, mỗi lần tăng ghế không thấp hơn 1.000 linh thạch. Phụ trách chủ trì đấu giá hội là một nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thanh âm không nhanh không chậm cũng không khoa trương nói. Sao Khương Hoàng là màu vàng giống như màu củ gừng ấy? Bất quá như vậy cũng rất bình thường, nếu là một tu sĩ cấp thấp bị mấy trăm tu sĩ cấp nguyên anh cùng lúc nhìn chằm chằm vào thì áp lực cực lớn cũng đủ khiến cho hắn mất hồn mất vía, căn bản không thể mở miệng nói chuyện. Mà Hàn Lập cẩn thận cảm ứng một chút vị này có tu vi nguyên anh trung kỳ đỉnh phong, khi chưa xuất hiện nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thì người này có thể nói là tu vi cao nhất trong điện. Cho nên khi chủ trì đấu giá hội này cũng không có ai dám tùy ý đảo loạn. Mà khối khương hoàng tinh mặc dù là tài liệu không tồi để luyện chế pháp bảo thổ thuộc tính nhưng giá cả cũng không có gì đặc biệt, chỉ có ba bốn người mấy lần xuất giá liền bị một vô danh tu sĩ đoạt được với giá hai vạn hai ngàn linh thạch. Tiếp theo đấu giá hội tiếp tục tiến hành bình thường, Hàn Lập ngồi trên ghế thần sắc bình tĩnh dị thường không có chút kỳ quái. Lần này đấu giá hội là liên tục mấy ngày, đồ vật ngày đầu đưa ra hiển nhiên không có thể là bảo vật gì. Thứ tài liệu mặc dù đối với Nguyên Anh tu sĩ cũng xem như là hiếm có nhưng nếu nguyện tốn chút thời gian ở ngoài đấu giá hội cũng có thể tìm được cho nên trong biện đại bộ phận tu sĩ ngoại trừ những người cần gấp cũng không có ai tranh đoạt vật này. Chẳng qua đến cuối cùng, hôm nay vẫn đưa ra vài đồ vật tốt, để khơi lên hứng thú của mọi người tiếp tục tham gia ngày đấu giá thứ hai. Lòng nghĩ như vậy Hàn Lập hiển nhiên sẽ không đặt tâm tư ở đấu giá hội, chỉ là lười biếng lưu ý đến những nguyên anh tu sĩ trong đại điện. Những người này mặc dù chỉ là một phần nhỏ đỉnh cấp tu sĩ của Đại Tấn nhưng lại đại biểu cho những thế lực lớn nhỏ bất đồng của Đại Tấn, bất kể chính ma đều có khiến hắn chú ý nhất là ba gã đại hòa thượng đầu sáng bóng ở giữa đại điện ba gã tăng nhân này một vị gầy như củi một vị béo như heo cuối cùng một vị thì mặt mũi hiền lành lông mày trắng như tuyết ba người đều mặc tăng y màu xám bộ dáng cúi đầu nhắm mắt như đắc đạo cao tăng đây là lần đầu tiên hàn lập nhìn thấy phật tông cao giai tu sĩ hiển nhiên nhìn lâu một chút kết quả là vị lão tăng nhìn lớn tuổi nhất ngồi chính giữa hơi cảm ứng được hướng về phía hàn lập nhìn lại mặc dù ánh mắt bình tĩnh ấm áp Hàn lập vẫn như cũ không khỏi trong lòng lạnh lẽo. Vị hòa thượng này thần thức linh mẫn như thế, Phật tông tại đại tấn có thể cùng đạo nhau ngang hàng quả nhiên có chút quỷ môn đạo. Hàn lập không muốn vô ý hấp dẫn định ý lập tức thu hồi thần thức, bộ dáng trên mặt như không có việc gì, mà ánh mắt lão tăng sau khi tại Hàn lập thân thể lướt qua một lần, thần sắc không thay đổi, lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Trong đại điện ngoại trừ vị hòa thượng này, những người bộ dáng kỳ hình dị trạng đều có hàn lập âm thầm so sánh ấn chứng với tình báo về đại tấn tận lực nhớ kỹ những người này nói không chừng sẽ có tác dụng về sau theo từng kiện bảo vật bị bán đi thời gian đấu giá cũng từng chút trôi qua quả như hàn lập dự đoán tại tới gần cuối cùng rút cuộc bắt đầu xuất hiện một vài bảo vật hiếm thấy các tu sĩ vốn bình tĩnh lập tức sôi nổi dần lên sau khi liên tiếp mấy kiện bảo vật được cạnh tranh quyết liệt nâng lên đến giá trên trời không khí thoáng chốc trở nên nồng nhiệt hẳn lên dù sao vì vật mình muốn tu sĩ cấp nguyên anh cũng sẽ không tiếc rẻ một chút linh thạch. Nếu không đánh mất cơ hội lần này dựa vào chính mình siêu tầm còn không biết là năm nào tháng nào mới có được. Mạc Kim một khối nặng 3 cân 4 lạng là tài liệu luyện khí hy hữu, khởi giá 3 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 2 ngàn. Càng là bảo vật quý hiếm tu sĩ chủ trì đấu giá lại càng giải thích đơn giản dị thường. Giờ phút này tay hắn nâng lên một cái ngọc bàn, trên đặt một khối kim loại cổ quái đen như mực nhưng ẩn hiện kim quang chấp động đang mỉm cười Hàn Lập nghe nói đến đây thân thể trượt căng thẳng, trong mắt chợt hiện lên vui mừng. Nhanh như vậy xuất hiện tài liệu mình cần, thật là ngoài dữ liệu của hắn. Mặc kim hắn đã tìm kiếm rất lâu nhưng đến giờ vẫn không thể mua được. Một vạn sáu, bốn vạn, bốn vạn năm nghìn linh thạch, chấm, mặc kim danh tiếng thật không nhỏ, người biết hàng lại càng nhiều. Hàn Lập còn chưa ra giá trên bàn đấu giá chấp mắt đã có người báo ra mấy cái giá tới. Hàn Lập nghe vậy nhíu mày, cũng không vội vàng ra giá, nếu vật ấy đã quyết trí phải đạt được thì chờ đến giá cả cao nhất hãy tranh đoạt. Khi khối mặc kim bị một tu sĩ không biết tên hồ đến 6 vạn linh thạch, mấy người vốn vẫn theo sát đột nhiên dừng lại. 6 vạn 5 ngàn, hàn lập hướng ngọc bài phía trước điểm một cái trên mặt linh quang chấp động sau khi miệng báo ra giá cả. 6 vạn 7 nghìn linh thạch, người nọ tựa hồ cũng thật sự cần vật này, do dự một chút vẫn đưa ra giá vượt qua hàn lập. 7 vạn, hàn lập thanh âm không có chút cảm tình vang lên lần này vị kia tu sĩ im lặng mặc kim mặc dù quý hiếm nhưng linh thạch thật sự có hơi cao hắn quyết đoán buông tay hàn lập thấy vậy liền mỉm cười trung niên tu sĩ chủ trì đấu giá phía trước thấy vật ấy bán ra giá tiền cao như vậy trong lòng cũng rất hài lòng nhưng vẫn dựa theo thủ tục báo suốt hai lần giá cả đang muốn hỏi xong làn thứ ba rồi xác nhận đấu giá thành công thì đột nhiên một tiếng lạnh như băng chuyển đến bảy vạn năm nghìn hàn lập cùng trung niên tu sĩ chủ trì đấu giá giật mình mặt khác các tu sĩ trong phòng đấu giá cũng đều kinh ngạc. 8 vạn, Hàn Lập sắc mặt bình tĩnh, không cần suy nghĩ mở miệng báo giá. 8 vạn hai vị này lão giả mặt không đổi sắc lại báo giá. Người này cùng Hàn Lập tựa hồ đối với vật ấy nhất định phải đạt được. Giá lại tăng khiến Hàn Lập sắc mặt khẽ biến, mặt khác tu sĩ cùng nhịn không được đem ánh mắt đảo qua. Mọi người chỉ thấy ở góc đại điện, một vị tu sĩ toàn thân bị sương mù màu đen nhạt bao phủ lặng lặng ngồi tại nơi đó, không thể nhìn rõ nửa phần gương mặt thật nhưng mơ hồ từ quần áo có thể nhìn thấy là một vị lão giả. Hàn lập trong lòng buồn bực nhưng không muốn cùng đối phương dây dưa tiếp, sắc mặt trầm xuống bỗng nhiên báo ra giá khiến cho tu sĩ toàn trường trong lòng chấn động. 12 vạn linh thạch, vừa báo ra giá khiến tu sĩ trong điện mặt đều lộ vẻ cổ quái. Ghế này có thể mua được một kiện cổ bảo không tồi, căn bản vượt quá giá trị của mặc kim. Sau một trận tao động có số ít tu sĩ không nhịn được hướng phía Hàn Lập nhìn lại nhưng sau khi biến ảo dung mạo hàn lập tựa như là một người tu sĩ mặt vàng mang vẻ ấm ức hiển nhiên không có ai nhận ra. Hàn lập dối với những người khác cũng coi như không thấy, Thủy Trung lưu ý đến động tính của lão giả bị hắc khí che phủ. Lão giả kia nghe đến ghía cả cũng cả kinh, nếu có thể hắn tuyệt đối sẽ xuất ra giá cao hơn cùng hàn lập tranh đoạt. Nhưng theo hắn tin tức nhận được phía sau còn có một dạng tài liệu trọng yếu khác phải mua, nếu là tiêu phí nhiều linh thạch như vậy có thể không nắm chắc đoạt được tài liệu kia đến khi đó tổn thất còn lớn hơn nữa mặt khác nhìn đối phương một lần liền đem giá đề cao như vậy rõ ràng không dễ dàng bỏ cuộc trong lòng tính toán một chút sau đó lão giả cũng không tiếp tục báo giá cuối cùng tài liệu cũng rơi vào trong tay hàn lập nhưng như vậy lão giả cùng hàn lập liền bị hú tâm nhân chú ý hàn lập hoàn hảo tiếp theo chỉ ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần tư hồ ngoài mặc kim đối với mặt khác tài liệu không có hứng thú bộ đán lão giả kia tiếp theo cùng các tu sĩ tranh đoạt một thứ tài liệu càng quý hiếm gọi là cách hỏa xa sau đó lấy giá cao là hơn 20 vạn linh thạch mua được. Lão giả xuất thủ hào phóng như thế hiển nhiên khiến cho mọi người chú ý. Lần đấu giá hội này lão giả là tu sĩ tiêu phí linh thạch nhiều nhất. Cuối cùng đấu giá là cao dài cổ bảo, đan dược tăng tiến tu vi hầu như mỗi kiện đều giá khoảng 2-30 vạn linh thạch. Nhưng dùng hơn 20 vạn linh thạch mua sắm một loại tài liệu thì không phải tu sĩ bình thường có thể làm được sau khi ngày đấu giá đầu tiên kết thúc hàn lập cùng chúng tu sĩ rời đi phòng đấu giá nhưng vừa ra khỏi phường thị vài tên âm la tông tu sĩ đã sớm không thấy hình bóng tựa như đã hết hy vọng mà từ bỏ hàn lập thản nhiên cười không chút hoang mang rời đi phường thị hướng chỗ ở đi tới hàn lập không biết vị kia lão giả che kín bởi hắc khí kia lại lặng yên xuất hiện tại một khu nhà dân của tấn kinh mà tên nghiệp gia ô trưởng lão kia cũng ở trong phòng nhìn thấy ô quan lão giả không nói hai lời đem túi cách hỏa xa đấu giá được qua Chuyện Mạc Kim, ta đã biết, phiền cao đạo hữu thông cảm. Ta cũng không nghĩ tới cũng có người ra giá cao như vậy đấu giá vật ấy nếu không sẽ đưa cho đạo hữu mang thêm một ít linh thạch. Theo ta được biết Mạc Kim tại mấy ngày sau phòng giao dịch ngầm cũng có trao đổi, muốn có được thật là có chút phiền phức. Tài liệu trao đổi ta đã hỏi thăm rõ ràng cũng đã chuẩn bị tốt cho đạo hữu. Đến lúc đó lại phải phiền đạo hữu lại đi một lần nữa. Ô Quan lão giả vừa tiếp nhận tài liệu vừa nói, hắc hắc. Phân giật huynh một lần thật cấp cho tại hạ rất nhiều linh thạch, cao mỗ sợ rằng nắm không được. Lần này chỉ là ngoài ý muốn, theo lý thuyết trước đó chuẩn bị linh thạch là dư giả. Giao dịch ngầm mấy ngày sau tại hạ nhất định sẽ qua. Họ cao lão giả cười khan hai tiếng trả lời. Cao đạo hiếu làm việc tại hạ tự nhiên yên tâm. Đây là linh đan tại hạ chuẩn bị cho đạo hiếu. Sau khi việc này kết thúc linh đan còn có thể tăng thêm. Ô quan lão giả hài lòng gật đầu, từ trong chữ vật túi móc ra một cái hộp ngọc đưa cho đối phương. Tốt, Đạo hữu giữ lời như vậy, mấy ngày sau tại hạ tự nhiên hết sức. Họ cao lão giả vẻ mặt vui mừng kiểm tra trong linh đan trong hộp ngọc hài lòng liên tiếp gật đầu. Sau đó nhận từ ô quan lão giả một cái túi chữ vật đựng linh thạch cùng một tấm ngọc giản tình báo về đấu giá hội ngày mai liền cáo từ rời đi. chương 949, Diệu âm bảo kính, ô quan lão giả thấy đối phương vừa biến mất, nét tươi cười, cười trên mặt chợt trầm xuống. Hồi lâu sau, ngay trong phòng lão giả lại gặp hai kết đan kỳ tán tu khác hai người này cũng giao cho lão giả một ít tài liệu sau đó vui mừng rời đi. Mà Hàn Lập liên tiếp mấy ngày đều tham gia đấu giá hội tại cửu tiêu điện. Bởi vì ngày đầu tiên có chút thu hoạch cho nên Hàn Lập hiển nhiên đối với đấu giá hội mấy ngày sau cũng ôm ấp rất lớn hy vọng. Nhưng liên tiếp mấy ngày đều không có thu hoạch, giống như vị lão giả họ phú kia nói qua, ngoại trừ 10 loại đồ vật được đưa ra cuối mỗi ngày, mấy loại tài liệu quý hiếm mà Hàn Lập cần chỉ hãn hữu mới xuất hiện. Đồ vật đấu giá cuối cùng đều là một chút pháp bảo thành phẩm ngày đầu tiên có thể đấu giá được mặc kim thật là đúng may mắn. Bất quá tại thời gian này Hàn Lập cũng không có nhàn rỗi, về các phương pháp thông qua đấu giá giao dịch ngầm cũng đã hiểu rõ. Theo tình hình thực tế thì giao dịch ngầm mấy ngày phía trước đều là tương tự đấu giá hội, ngoại trừ xuất hiện chủ yếu là đồ vật dùng cho người trong ma đạo cũng không có đồ vật đặc biệt quý hiếm. Nhưng đến ngày cuối cùng thì lại là ngày chuyên để cho Nguyên Anh tu sĩ tiến hành giao dịch lấy vật đổi vật, mỗi năm đều có xuất hiện vài loại tài liệu chân quý, Đích thực rất nhiều tài liệu có thể đạt được tại giao dịch hội này. Nhưng giao dịch hội này không phải ai cũng có thể tham gia. Chỉ có tu sĩ có liên quan tới mà đạo tu sĩ hoặc có người giới thiệu mới có thể gia nhập. Hiểu được điều đó, Hàn Lập trong lòng yên tâm, tạm thời đem việc này vứt ra sau khỏi đầu, chỉ là mỗi ngày tham gia đấu giá hội tại cử tiêu điện. Vài ngày sau, cuối cùng một ngày Hàn Lập phát hiện một loại tài liệu mình cần, tinh thần hưng phấn sau liền hao phí hơn 10 vạn linh thạch mua được. Không lâu sau cái giao dịch hội này rốt cuộc kết thúc, các tu sĩ từ phòng đấu giá đồng loạt đi ra, Hàn Lập xen lẫn trong đó đi ra, nhưng vẫn chưa trực tiếp đi ra phường thị mà đi thẳng đến thiên cơ các. Hàn Lập cũng không biết hắn lần này đi ra trùng hợp tránh qua một kiếp. Bởi vì vài tên âm la tông trưởng lão vốn biến mất mấy ngày trước đây tại phường thị lại xuất hiện ở lối vào. Hơn nữa trong đó lại có thêm thiên lan thánh nữ vẫn như trước che mặt bằng lụa mỏng. Hiện tại nữ nhân này đang dùng ngọc thủ nghịch một cái kính nhỏ màu bạc, nhìn về phía các tu sĩ đang ra vào phường thị, chốc chốc hướng tiểu kính nhìn vài lần trong mắt quang mang lưu chuyển lông mày nhíu lại theo thời gian trôi qua tiểu kính màu bạc phát ra quang mang ngày càng lợi hại nhưng nàng một lời cũng không nói mà bên cạnh các thiên hào mấy người khuôn mặt cũng là dần dần âm trầm xuống sắc mặt không được tốt không phát hiện người nọ tu sĩ ra vào phường thị phía trước mặc dù có vài người cũng sử dụng ảo thuật che giấu bộ dáng nhưng cũng phải hắn hắn thật sự không tham gia đấu giá hội sao nếu là như vậy mấy ngày nay chúng ta đúng là phí công sau một lúc lâu Lâm Ngân Bình thở dài trần chờ mà nói. Không có khả năng gần đây tấn kinh cao giai tu sĩ không có đấu giá hội nào vượt qua lần này. Hơn nữa ngày đó Lâm Đờ Sao O Hiếu cũng chính mắt chứng kiến người nọ tại trước bảo quang điện đợi một khoảng thời gian mới rời khỏi, chứng tỏ đối với lần này đấu giá hội rất là coi trọng. Cát Thiên Hào chậm rãi nói, Lâm Ngân Bình nghe đến lời này mặc dù lơ đãng gật đầu nhưng trên mặt nét trầm ngâm cũng chưa hết. Có thể hay không rượu âm kính cũng không thần rượu như nghe đồn, hoặc là thời gian tế luyện quá ngắn khiến Lâm Đờ Sao O hữu chưa chính thức phát huy uy lực của bảo kính." Tên âm La tông trưởng lão mắt tam giác kia đột nhiên nói, "Không có khả năng, Diệu âm bảo kính là một trong thất diệu chân bảo của thất diệu chân nhân, là bảo vật sớm thành danh thu tiên giới từ lâu. Về phần tế luyện thời gian, bảo vật nguyên bản không cần phải tế luyện, chỉ là kính này có chút đặc thù nếu không gia tăng một chút tế luyện thì không thể phát huy hết toàn bộ uy lực thần thông phá pháp. Cho nên tế luyện mấy ngày nay thế là đủ rồi." nếu không mấy tên tu sĩ đồng dạng thi triển bí thuật cũng không bị ta dùng bảo kính phá giải ra hình dáng lâm ngân bình lắc lắc đầu môi anh đào khẽ nhé giải thích nói như vậy người nọ thần thông nguyễn nhàn bí thuật vẫn là trên cả diệu âm bảo kính cho nên không thể bị nhìn thấu hoặc là người này vẫn còn nán lại trong phường thị hoặc dùng thủ đoạn khác từ nơi khác đi ra cát thiên hào ánh mắt chấp động vài cái vừa tự đánh giá nói Danh tiếng của diệu âm kính lớn như vậy mặc dù trong thiên hạ có thể có ảo thuật nó không thể phá được nhưng tuyệt đối chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Khó có khả năng trùng hợp như vậy người này lại có loại đại thần thông này. Thứ hai, phường thị bố trí là do đạo môn danh tiếng lừng lẫy bát cực phân quang trận, người nọ cũng không thể không tiếng động phá trận rời khỏi, 10 phần có 9 vẫn còn ở lại bên trong phường thị chưa đi ra ngoài. Lâm Ngân Bình khẳng định nói, ý của Lâm Đờ Sao O Hiếu là, lão giả mắt tam giác trần trừ hỏi lại, tiếp tục thủ tại nơi này, người nọ nếu muốn rời khỏi phường thị nhất định phải đi qua nơi này. Mặt khác tiếp tục phái thêm vài tên đệ tử thông minh đi các nơi trong phường thị thăm dò, xem xem có thể tìm được tung tích người nọ hay không. Lâm Ngân Bình đề nghị, ân, Lâm Đờ Sao O hữu nói có lý, vậy y theo lời Lâm Đờ Sao O Hiếu làm đi. Nếu người nọ thật vẫn tại phường thị trong, cũng có thể ở lại một thời gian. Các thiên hào tự đánh giá một chút cảm thấy không có vấn đề liền đáp ứng sau đó hắn đưa tay phóng ra vài đạo truyền âm phù một lát sau liền có mấy tu sĩ thấp giai âm la tông tiến đến sau khi phân phó xong mấy người này cung kính nhận lệnh rời đi hướng phía sâu trong phường thị đi tới cùng lúc mấy người này tìm không thấy hàn lập mà có chút nghi hoặc thì hàn lập cũng tại thiên cơ các gặp lại vị kia vương trưởng lão lúc này hắn tự nhiên là khôi phục khuôn mặt chân thật vương trưởng lão đối với hàn lập cùng lão giả họ phú ước hẹn cũng biết một chút cho nên không có chút ngạc nhiên ngược lại phi thường nhiệt tình đối đãi Đưa Hàn Lập vào phòng khách quý, còn tự mình tiếp đãi. Hàn Lập cùng vị này Vương trưởng lão nói chuyện một lúc tự nhiên cùng hắn trao đổi một chút tu luyện kinh nghiệm cùng thể ngộ, không lâu sau đều có chút thu hoạch. Trong lúc hai người trao đổi cùng ấn chứng thì họ Phú lão giả cũng đến Thiên Cơ Các, vừa thấy cảnh này cũng không khách khí lập tức ngồi xuống gia nhập thảo luận. Ba người trao đổi tiến hành gần nửa ngày, thẳng đến lúc sắc trời tối đen ba người mới nhìn nhau cười chấm dứt cuộc nói trao đổi mà đều có thu hoạch không nhỏ lão giả họ phú và hàn lập cũng không ở lại lâu nữa lập tức cáo từ rời đi thiên cơ các vừa đi ra khỏi thiên cơ các hàn lập nháy mắt biến ảo khuôn mặt thành một vị tu sĩ mặt vàng xa lạ lão giả họ phú lần đầu tiên thấy vậy liền giật mình sau đó lập tức hiểu ý tỏ vẻ không có gì bất quá tiếp theo hàn lập ngược lại kinh ngạc chứng kiến họ phú lão giả không ngờ không đi ra lối ra phường thị mà dẫn hắn thẳng đến phụ cận thiên cơ các nhắm xấu linh trai một khu tiểu lầu đi tới phú đạo hữu nơi này là Mắt nhìn thấy phải đi vào lầu các Hàn Lập không nhịn được liền hỏi: "Nhà này là của hãng buôn sấu linh trai, chủ nhân với ta là quan hệ hảo hữu nhiều năm, trong lầu các có bố trí một loại truyền tống trận tạm thời, có thể truyền tống trực tiếp đến giao dịch hội dưới đất không xa. Ta đã tiếp xúc qua, có thể trực tiếp truyền tống qua." Lão giả họ Phú Thành thực nói: "Truyền tống trận, nếu ta nhớ không lầm thì phường thị cấm bố trí truyền tống trận cơ mà." Hàn Lập nghe vậy cũng không có chút nghi hoặc ngược lại trên mặt hiện lên vẻ giật mình hắc hắc, đạo hiếu cứ việc yên tâm, vị bằng hiếu này của ta mặt mũi không nhỏ, bởi vì nguyên nhân đặc thù trước đó đã hướng thế lực chủ nhân phía sau phường thị thỉnh qua đã được cho phép. Cái truyền tống trận này chỉ có thể tồn tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian mà thôi, người biết cũng không có mấy. Họ phú lão giả lơ đánh giải thích, thì ra là thế hàn lập có chút hiểu ra, chủ nhân xấu linh trai là một lão giả trắng trẻo gương mặt phổ thông, ăn nói cử chỉ đều bất phàm làm cho người ta cảm thấy như gió xuân thổi qua càng làm cho Hàn Lập giật mình là vị này vốn là một vị trận pháp đại sư danh tiếng không nhỏ. Điều này làm cho Hàn Lập rất có ý kết giao, nhưng hiện tại, bởi vì cấp bách tham gia giao dịch hội dưới đất cho nên Hàn Lập đúng là không có thời gian cùng người này trò chuyện lâu hơn, liền từ truyền tống trận tại trong phòng truyền tống rời đi phường thị. Một khắc sau, hai người trực tiếp xuất hiện trong một sơn động bí mật. Hai người liền đi ra khỏi sơn động bay lên không trung, Hàn Lập lúc này mới phát hiện bọn họ trực tiếp xuất hiện tại phía Nam Tấn Kinh gần một ngọn núi vô danh trên. Mà cách núi nhỏ không xa có thể mơ hồ chứng kiến tường thành Tấn Kinh ẩn hiện. Cùng lúc Hàn Lập rời khỏi phường thị, các thiên hào vẫn canh giữ tại lối vào phường thị đồng thời nhìn sắc trời, sau một chút trầm ngâm đột nhiên nói với Lâm Ngân Bình bên cạnh. Lâm đờ sao o hiếu, giao dịch hội dưới đất sắp phải bắt đầu. Hôm nay giao dịch hội có mấy món đồ vật xuất hiện đối với tu luyện sau này của các mẫu rất nhiều tác dụng, tại hạ không thể bỏ qua. Mà hiện tại đã muộn người nó cũng chưa xuất hiện, mặt khác đệ tử cũng không phát hiện tung tích của người đó trong phường thị. Xem ra chúng ta lúc trước không biết là xuất hiện sai lầm chỗ nào. Người này xảo trá như hồ ly có thể đã sớm rời đi nơi này. Không bằng đạo hiếu cùng các mẫu tham gia giao dịch hội, người nọ cũng có thể xuất hiện tại nơi đó, nếu như không có tại giao dịch hội cũng sẽ có thu hoạch. Theo tình hình này cứ tiếp tục ôm cây đợi thỏ cũng sợ là không có kết quả. Vậy cũng tốt, ta liền cùng đạo hiếu đi xem một chuyến vậy nói không chừng thật có thể tại nơi đó có chút thu hoạch đây lâm ngân bình cắn cắn môi nhìn về phía chỗ sâu trong phường thị có chút không cam lòng đáp ứng nói sau đó các thiên hào cùng những người khác thương lượng ban đầu cùng với đi theo hắn một nam một nữ vẫn tiếp tục canh giữ nơi này còn lại trưởng lão có một người theo hắn cùng lâm ngân bình đồng thời tham gia giao dịch hội lão giả mắt tam giác cùng một người khác thì tự xưng còn có công việc phải làm cũng cáo từ rời đi Nhất thời các trưởng lão Âm La tông cấp nguyên anh chưa cùng Hàn Lập tiếp xúc liền tự động giải tán, đều tự động rời đi. Chương 950, Cửu U tông. Đám tu sĩ Âm La tông vừa rời đi không lâu, từ một trong các tòa lầu gần đó trần động, liền xuất hiện hai gã tu sĩ đi tới. Hai người này nhìn lối vào không một bóng người, sắc mặt trầm trọng truyền âm nhau nhỏ vài câu, rồi cũng lập tức đi theo ra ngoài. Vừa đi ra khỏi khu chợ, hai người lập tức phân công hành sự, trong đó một người cầm trong tay một chiếc quạt nhỏ nhẹ nhàng phất lên, thân hình liền bị một đám mây tía bao phủ rồi lập tức biến mất, sau đó theo phương hướng bọn người các thiên hào đã rời đi, lén lút theo dõi. Mặt khác, người còn lại thì tách ra, biến thành một đạo độn quang nhằm thẳng hướng hoàng thành mà bay tới. Chấm, lúc này, tại một ngọn núi hoang vô danh gần tấn kinh, lão giả họ phú với vẻ mặt đầy thâm sâu nhìn hàn lập nói. Đã truyền tống tới đây rồi, đạo hữu không muốn hỏi ta cái gì sao? Hà tất phải làm vậy, Ta đối với chuyện Phú huynh dùng truyền tống trận truyền ra ngoài khu chợ dù có chút khó hiểu, nhưng chắc đạo hữu cũng có đạo lý của mình. Tại khoảnh khắc ra khỏi truyền tống trận, Hàn Lập cũng đã đem tình hình xung quanh ngó qua một lần, xung quanh vẫn chưa có gì khác thường, cho nên hiện tại bình tĩnh trả lời như vậy. Cử động nhỏ này của Hàn Lập cũng không thoát khỏi hai mắt của lão giả họ Phú. Nhưng hắn chẳng những không tức giận mà còn lấy làm hài lòng. Thật ra cũng không có gì, là lão phu lúc trước tìm được tin tức tại lối ra của khu chợ có vài tên tu sĩ âm la tông đang tìm người nào đó lão phu phỏng chừng hàn đạo hữu khẳng định không muốn gặp mấy người này cho nên mới mượn truyền tống trận tránh khỏi mấy cái tên này đạo hữu sẽ không nghĩ ta làm điều thừa chứ lão giả họ phú ánh mắt chấp động tựa cười mà không cười nói ra âm la tông đạo hữu nói những lời này là có ý gì hàn lập trong lòng thoáng dùng mình nhưng vẻ mặt không đổi hỏi ngược lại hắc đạo hữu không cần lo lắng nếu ta thật muốn nói ra lời bất lợi đối với đạo hữu thì đã sớm ở xung quanh bố trí mấy cái hậu thủ rồi. Hàn đạo hữu có lẽ chính là tu sĩ ngày đó phát sinh xung đột cùng các thiên hào trước bảo quang biện sao. Lão họ phú cười thần bí chậm rãi nói ra, không nghĩ tới, phú huynh ngay mấy cái này cũng đều biết, nhưng vì sao lại ra tay giúp đỡ ta, chẳng lẽ đạo hữu chỉ vì giao ước ngày đó nên cũng không sợ đắc tội âm la tông là ma đạo đại tông sao. Hàn mỗ có chút khó tin là như vậy, hàn lập trầm mặc trong chốc lát, thản nhiên thừa nhận nói. Âm la tông tính là cái gì? Hàn huynh xem ra còn chưa biết xuất thân của ta. Ta tuy bất tài nhưng cũng là chấp pháp trưởng lão của cửu U Tông. Bản tông vốn cùng âm la tông có chút xích mích, có thể khiến tên gia hỏa các thiên hào kia kinh ngạc. Phú ta còn cầu mà không được, tất nhiên, ta trợ giúp đạo hữu chủ yếu là có một chuyện muốn nhờ. Lão giả họ phú không thèm để ý thản nhiên nói, cửu U Tông, thật sự là thất kính, đại danh của quý tông ta nghe thấy đã lâu, chẳng qua, lấy thực lực của quý tông còn cần ta hỗ trợ cái gì sao? Hàn Lập vừa nghe thấy đối phương không ngờ cũng là trưởng lão của thập đại ma đạo tông. Trong lòng nhất thời giật mình, lòng cảnh giác trỗi dậy, chuyện này việc riêng của bản thân, phú mỗ không tiện mượn nhân thủ trong tông trợ giúp. Chẳng qua việc này cũng không vội, chờ hai người chúng ta tham gia xong giao dịch hội, ta sẽ cùng đạo hữu nói tỉ mỉ về việc này sau. Hàn Huynh cứ yên tâm, việc này đối với đạo hữu cũng có chút chỗ tốt. Nếu là thấy không thích hợp, phú mỗ cũng sẽ không miễn cưỡng." Lão giả họ Phú cười nói, "Một khi đã như vậy, mối nhân tình này, ta trước hết xin nhận." Hàn Lập suy nghĩ một chút, rồi nhếch miệng cười, hắn đã đắc tội một cái Âm La tông, tự nhiên không hy vọng tiếp tục đắc tội một cái Ma đạo đại tông nữa, trước tiên không quản về sau có thực sự nhận lời giúp đỡ đối phương hay không, cứ tạm ứng phó trước rồi hãy nói sau. "Ta biết Hàn huynh là người sảng khoái mà, chúng ta đi thôi, địa điểm giao dịch hội cách nơi này không xa." trên mặt lão giả họ phú chợt lóe ra vẻ vui mừng tựa hồ đối phản ứng của hàn lập rất hài lòng sau đó hai người liền hóa thành hai đạo kinh hồng hướng xa xa bay đi thẳng đường bay tới không bao lâu tại một ngọn núi hoang đen kịt cách tấn kinh ba dặm lão giả đột nhiên dẫn hàn lập hạ xuống đi quanh một vòng trước một vách đá nhìn như bình thường rồi dừng lại vách đá hơi xam xám hơn một nửa có bám bùn đất và rêu xanh nhìn qua thật không có chỗ nào đặc biệt hàn lập cũng không nhìn vách đá ngược lại ánh mắt hít lại đánh giá xung quanh lúc này mới phát hiện nơi đây là chỗ sâu trong một khe núi hoang dã giữa hai ngọn núi cỏ dại bụi cây mọc khắp nơi nếu không phải lão giả họ phú tự mình mang hắn đến đây tuyệt không cách nào phát hiện địa điểm này lại có tu sĩ qua lại lão giả họ phú hiển nhiên tới đây không chỉ một lần hắn thuần thục từ tay áo bảo run lên một khối vòng tròn nhỏ lớn bằng bàn tay bắn ra trên bề mặt bạch quang trượt lóe trực tiếp nhập vào vách đá không còn thấy bóng dáng một lát sau trên vách đá bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng màu vàng Hàn Lập thấy hoa mắt, vách đá đã hư không biến mất, thay vào đó lại là một cái cửa hang lớn, đường kính khoảng hơn 10 trượng. Mà trước cửa hang có hai gã trung niên tu sĩ mặc áo màu tía đang thẳng tắp đứng sẵn ở đó. Hai người này tu vi đều là kết đan hậu kỳ, trong đó một người trong tay còn nâng vòng tròn pháp khí của lão giả học Phú. Thì ra là Phú tiền bối đã tới, vị tiền bối này gương mặt có chút lạ lắm, chẳng biết có thể cho tiểu bối thỉnh giáo tôn tính đại danh không. Tu sĩ nâng vòng tròn pháp khí, trước tiên hướng hai người thi lễ, sau đó ánh mắt tại trên người Hàn Lập đảo qua, bình tĩnh hỏi. Vị này chính là hải ngoại Hàn Đạo Hiếu, Lão Phu là người tiến cử hắn, không cần phải kiểm tra. Cho Đạo Hiếu một thân phận pháp khí đi, hai người chúng ta đang vội tham gia giao dịch hội. Lão giả họ phú chừng hai mắt, không khách khí nói. Ha ha, một khi đã là phú tiền bối tiến cử tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Đây là một khối thân phận pháp khí nguyên anh cấp bậc. Bằng vật này, chẳng những tiền bối có thể tham gia giao dịch hội lần này, mà còn có thể tham gia tam giới giao dịch hội ngầm lần sau sẽ là miễn phí. Tất nhiên chuyện quan trọng là nếu tiền bối vi phạm quy củ của giao dịch hội, pháp khí này sẽ bị thu hồi hoặc phế bỏ. Hơn nữa dựa theo quy củ, để có được pháp bàn này cần nộp một vạn linh thạch. Tên tu sĩ áo tía cầm trong tay vòng tròn pháp khí, sau khi khách khí trả lại cho lão giả họ phú, lại xuất ra một cái pháp khí không khác lắm đưa cho Hàn Lập và giải thích. Được, đây là linh thạch, nghe thấy số linh thạch nhiều như vậy, Hàn Lập có chút đau xót, nhưng vẻ mặt lại vui vẻ dị thường. Lấy một gói linh thạch to trực tiếp ném tới, tu sĩ áo tía kiểm tra số lượng linh thạch xong, cười cười, hai tay dâng lên pháp khí trên mặt có khắc chữ 347. Hàn Lập liếc mắt, đuôi lông mày hơi nhướng lên, có chút hoài nghi hỏi. 347, lần giao dịch này có nhiều người tham gia như vậy sao? Đương nhiên là không, Hàn tiền bối không biết đó thôi, một bộ phận tiền bối trong đó bởi vì một số nguyên nhân, sẽ không tới tham gia lần giao dịch này. Dựa theo kinh nghiệm năm ngoái, đại khái chỉ có hơn 200 người tham gia. Một tu sĩ áo tía khác giải thích, người cũng coi như không ít, Hàn Lập gật gật đầu, có chút giật mình, thời gian không còn xa nữa, hai người chúng ta nên vào tham gia giao dịch hội thôi. Thay ta chuyển lời hỏi thăm sư phu của các ngươi, lão giả họ phú vừa thấy Hàn Lập đã có pháp khí, lập tức nói một câu, rồi quay đầu hướng phía bên trong thông đạo bước tới. Hai người này tu vi cũng không kém, nghe lời của đạo hữu chẳng lẽ bọn họ có cùng một vị sư phụ không biết là vị đạo hữu nào hàn lập đi theo sau đó thuận miệng hỏi sư phụ bọn họ cũng là người khó lường đại tấn tứ đại tán tu ngươi biết không lão giả họ phú cười hắc hắc hỏi ngược lại a hát tự nhiên có nghe nói qua chẳng lẽ là một trong số đó hàn lập tò mò hỏi không sai sư phụ hai người đó là người thần bí nhất trong tứ đại tán tu đạo hữu dịch tẩy thiên sớm đã tiến giai nguyên anh hậu kỳ nhiều năm rồi ta có cơ duyên gặp mặt người này một lần, lúc ấy ta chính mắt thấy người này thi triển thần thông thông thiên, dễ dàng chém giết một yêu thú cấp 8, tu vi thật sự sâu không lường được. Nghe nói người này là một trong hai người có khả năng tấn giai lên hóa thần kỳ nhất của đại tấn trong nghìn năm qua. Lần này giao dịch hội tổ chức nhờ hai người này làm gác cổng, phỏng trừng cũng có ý mượn uy danh của sư phụ họ. Lão giả họ phú một mặt giải thích cho Hàn Lập, một mặt cảm thán không thôi, quả nhiên đối với vị dịch tẩy thiên này rất là hâm mộ. Ta thấy Phú huynh tu vi thâm hậu dị thường, một khi đột phá bình cảnh, Nguyên Anh hậu kỳ hẳn cũng nắm chắc, cần gì phải quá hâm mộ. Ngoài ra còn một người khác có khả năng tiến giai hóa thần kỳ, là vị đạo hữu nào? Hàn Lập trong lòng vừa động, mở miệng hỏi thăm, một người khác là Phật môn Tịnh Tông Bích Nguyệt Thiền sư. Vị này chỉ tốn có 400 năm là tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ, được giới tu tiên công nhận là kỳ tài vạn năm có một. Cho nên tại hạ, dù tự coi là có chút tư chất hơn người, nhưng cũng chỉ là so với tu sĩ bình thường mà thôi, căn bản không thể so cùng hai vị kia. Mà ta bị vây ở cảnh giới này đã hơn hai ba trăm năm, ý muốn tiến giai đã sớm biến mất. Nhưng xem ra đạo hữu tựa hồ vừa mới đột phá trung kỳ không lâu, nói không chừng có thể dễ dàng đột phá bình cảnh. Lão giả họ phú cười khổ nói, phú huynh nói đùa rồi, trong thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy. Hàn lập cười gượng vài tiếng, rồi đã phá lên cười ha ha, tự nhiên sẽ không nói lời thật cùng đối phương. Lúc này theo lão giả họ phú dẫn dắt, Hàn Lập đã thấy phía trước bạch quang chấp động, mở ảo hiện ra một cái cửa vào đại sảnh ở phía trước, tiếng động náo nhiệt ở bên trong truyền ra, tinh thần hắn không khỏi khẩn trương lên. Ở một nơi khác, cách địa điểm giao dịch hội ngầm hơn trăm dặm giữa không trung gương mặt các thiên hào dữ tợn cả người hắc khí quay cuồng nắm tay gắt gao nắm lấy đầu lâu một gã tu sĩ lạ lẫm hiện tại thi triển siêu hồn bí thuật cướp lấy trí nhớ của đối phương đang tới chỗ mấu chốt người tu sĩ này gương mặt vặn vẹo hai mắt trắng dã cả người run rẩy không ngừng, thống khổ cực kỳ. Ở một bên là Lâm Ngân Bình cùng một vị tu sĩ áo đen 50 tuổi, nhìn thấy tất cả cảnh này sắc mặt vẫn không chút thay đổi. Một lát sau, tu sĩ bị siêu hồn thân mình đột nhiên rung mạch, tai mũi đồng thời chảy ra một dòng máu đen, hoàn toàn chết hẳn. Các thiên hào nhướng mày, giữa năm ngón tay đột nhiên toát ra ngọn lửa âm âm u u, khoảnh khắc người nọ biến thành cho tàn, sau đó hắn hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, kiểm tra lại những gì đã siêu hồn được. Thế nào, tra được thân phận kẻ này chưa? Kẻ này vì sao lén lút theo sau chúng ta? Lâm Ngân Bình Dương đôi mắt nhì các thiên hào, hơi thở mùi đàn hương toát ra từ miệng khẽ nhếch hỏi. mươi 951, lá bùa và trận pháp. Là tu sĩ Diệp Gia, các thiên hào chậm rãi nói. Diệp Gia, hoàng tộc Diệp Gia, Lâm Ngân Bình lộ vẻ ngoài ý muốn. Lâm đờ sao o hiếu biết là ai phái hắn tới không? Là một gã trưởng lão họ hàn của Diệp Gia, mà vị hàn trưởng lão này tướng mạo cùng người chúng ta đang truy đuổi có bảy tám phần tương tự mặt các thiên hào lộ ra vẻ cổ quái có chuyện như vậy sao vậy hai người cùng là một người à người nọ như thế nào có quan hệ cùng diệp ra lâm ngân bình dùng mình hỏi cái này còn không rõ lắm ta siêu hồn người này chính là tán tu được diệp ra chào mời nhưng nếu hai người kia không phải là một thì nhất định cũng có quan hệ nếu không như thế nào vô duyên vô cớ phái người truy tung chúng ta nếu người kia là trưởng lão Diệp gia, việc này thật có chút khó giải quyết. Cát Thiên Hào sắc mặt có chút ngưng trọng lại, như thế nào, thế lực hoàng tộc lớn thế sao? Ta nhớ rõ Diệp gia không phải chính là một cái thế gia được các ngươi các đại tông phái dựng lên sao? Cát huynh như thế nào kiêng kỵ như vậy? Lâm Ngân bình cười khẽ hỏi, Diệp gia cũng không phải là tu tiên gia bình thường, không chỉ nói hắn thân là đại tấn hoàng tộc, có danh xưng đệ nhất thế gia, chỉ riêng trưởng lão nguyên anh cấp trong tộc có tới 6 7 người chứ đừng nói đến bọn họ âm thầm mượn hơi, sức rất nhiều tán tu và bồi dưỡng một chút thế lực không người nào biết. Thực lực chân chính cũng không thua gì một tu tiên đại phái. Vậy nói về tu sĩ theo dõi chúng ta đi, tuy rằng tu vi không cao, nhưng sử dụng cái cờ kia thần diệu phi thường, nếu không phải lâm đờ sao o hữu có diệu âm bảo kính, chúng ta thật đúng là không phát hiện người này lén lút theo sau chúng ta. Các thiên hào thở dài nói, không có gì, pháp thuật của ta tu luyện chú trọng cảm ứng thần giác, lúc từ khu chợ đi ra ta luôn có một loại cảm giác không ổn tự nhiên muốn dùng bảo kính coi thử một lần người này vận may cũng không tốt đụng phải ta có rượu âm bảo kính trong tay cát huynh tính xử lý việc này ra sao quý tông còn định giữ ước định đi cùng bản điện hay không vị thiên lan thánh nữ này nhìn chằm chằm cát thiên hào bình tĩnh hỏi hắc hắc thế lực diệp ra quả nhiên không tệ nhưng bản tông cũng sẽ không sợ hãi bất cứ kẻ nào cả Huống hồ bên trong còn liên lụy tới chấn tông pháp bảo của bản tông và tánh mạng một vị chấp pháp trưởng lão, cho dù người này thật sự là diệp gia trưởng lão, bản tông cũng sẽ làm diệp gia giao người này ra. Lâm đờ sao o hữu cứ việc yên tâm là được, hiện tại thời điểm không còn sớm, chúng ta trước nên đi tham gia giao dịch hội đi. Cát thiên hào ngẩng đầu nhìn phương xa, lạnh lùng nói. Cát huynh đã nói thế, tiểu nữ cũng an tâm rồi, Lâm Ngân Bình vừa lòng gật gật đầu, lập tức ba người hóa thành ba đạo độn quang nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng ba người lại không biết, bọn họ mới vừa rời đi không bao lâu, đột nhiên tại một chỗ không gian gần đó hắc quang chấp động, tiếp theo một bóng người lóe lên, một gã thanh niên mặc áo xanh quỷ dị hiện ra tại nơi đây, nhìn theo hướng ba người biến mất khất tiếng cười lạnh không thôi. Thì ra âm La Tông và Thiên Lan Thánh Điện hợp tác với nhau. Cũng tốt, tạm thời tha cho các ngươi một con đường sống, cho các ngươi giúp ta tìm ra tên tiểu tử họ Hàn đã rồi nói sau thù bị đuổi giết năm đó, bản tôn và ngươi phải có một người chết, thì thào nói xong lời này, thanh niên thân hình lại lóe lên, biến mất không thấy bóng dáng. Chấm, bản thân Hàn Lập bây giờ ở trong một vùng ánh sáng màu xanh, nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng nhất thời cười khổ. Hôm nay, hắn ở trong một gian phòng lớn có chút tối tối, bên trong có bốn, năm trăm chỗ ngồi, vây quanh một khoanh đất trống hình tròn ở giữa. Khiến hắn cảm thấy ngoại ý muốn chính là khi tiến vào nơi này, bị một gã tu sĩ thủ vệ che mặt áp thêm một cái lá bùa đặc chế trên người, kết quả hai người trải qua một cái truyền tống trận đơn giản chuyển thẳng tới nơi đây, lập tức bị một quầng sáng xanh biếc che phủ, cả thân hình trở nên như ẩn như hiện. Hàn lập tự nhiên kinh hãi, dò xét xung quanh một lần, phát hiện bên trong đã có mười mấy tên tu sĩ phân bố thưa thất tại bốn phía, hoặc đứng, hoặc ngồi, những người này đồng dạng bị quầng sáng màu sắc khác nhau bao vây, không thể nhìn ra được hình dáng. Hàn lập nổi lòng hiếu kỳ, sau khi tùy ý ngồi xuống ở một góc, nhắm ngay một người ở gần đó lén lút đem thần thức thả ra, nhìn xem có nhìn thấu người khác trong quần sáng hay không. Kết quả khiến cho hắn hoảng sợ, mấy cái quần sáng này giống như có hình dạng bình thường, bất luận thần thức mạnh cỡ nào ép tới, tất cả đều dễ dàng bị ngăn cản bên ngoài. Tuy rằng hắn không thả ra thần thức với cường độ mạnh nhất, nhưng phỏng trừng cũng không có nhiều hiệu quả. Tâm niệm hàn lập vừa chuyển, thần thức như thủy triều đem cả gian phòng quét qua một lần, kết quả phát hiện cả gian phòng tựa hồ cũng ở trong ảnh hưởng của một cái trận pháp cổ quái. Trận pháp này cũng không có cấm chế lợi hại xuất hiện, nhưng cả tòa pháp trận phát ra linh khí cùng quầng sáng trên người mọi người có chút liên quan. Hàn Lập cũng là người tinh thông bùa chú và trận pháp, suy nghĩ một chút cũng hiểu được bí ẩn trong đó, trong lòng không khỏi thấy kỳ diệu. Hiển nhiên mấy cái lá bùa này là chuyên môn phối hợp cùng trận pháp cổ quái này mới có tác dụng, có mấy lá bùa này trong người, chỉ cần vừa tiến vào phạm vi của trận pháp này, công hiệu che lấp của lá bùa tự động kích hoạt kể từ đó một gã tu sĩ có thần thức cường đại cũng không có khả năng đối kháng cả tòa pháp trận cái này có thể khiến cho người tham gia giao dịch hội bị mấy lão quái vật nghi ngờ đi vào cả gan trao đổi vật phẩm mà không sợ tại giao dịch hội gặp kẻ thù hoặc là vì trao đổi vật phẩm bị người nào theo dõi hàn lập đồng dạng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi một ít băn khoăn lo lắng tu sĩ âm la tông cũng tham gia giao dịch hội ban đầu đã biến mất đặt bàn tay trên bàn ở phía trước thân yên ổn trên ghế nhắm mắt dưỡng thần thời gian trôi qua tu sĩ truyền tống vào phòng dần dần nhiều hơn. Khi Hàn Lập mở đôi mắt ra, chẳng những cả gian đại sảnh tu sĩ gần 200 người, mà khoanh đất hình tròn ở bên trong kia, không biết khi nào đặt mấy cái bàn bạch ngọc rộng mấy trượng. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, nhìn về phía trước không nói. Không bao lâu, bên cạnh bàn bạch ngọc linh quang chợt lóe, thân ảnh một người bị quần sáng màu trắng bao phủ hiện ra phía sau bàn. Thời gian đã tới, các đạo hữu cũng đều đến rồi, giao dịch hội hiện tại bắt đầu. Người trong ánh sáng màu trắng nhìn lướt qua mọi nơi, lạnh lùng nói. Sau đó hắn phất một cái tay áo, ba bốn túi chữ vật xuất hiện trên mặt bàn. Ánh mắt tu sĩ trong phòng lập tức đều bị hấp dẫn, trong mắt hiện ra vẻ nhiệt liệt. Giao dịch hội lần này vẫn giống như trước đây, chủ yếu lấy các loại vật liệu quý hiếm làm chủ, cổ bảo pháp khí các thứ, nếu là thật sự hi hữu quý hiếm, cũng giao dịch tại bổn hội. Dựa theo lệ thường, đầu tiên chúng ta cung cấp một ít vật liệu có thể trực tiếp dùng linh thạch đấu giá, giá cao thì được nó sau đó chính là các vị đạo hữu tự mình lấy vật đổi vật. Chẳng qua có một chút bất đồng so với năm ngoái, chính là lúc này, giao dịch hội chúng ta đã nhận ủy thác của một vị khách hàng lớn, đem một trọng bảo xếp cuối ra đổi lại. Kiện trọng bảo này chỉ có đổi lấy vài loại vật mà ở thế gian khó tìm, nếu là thật sự không ai có mấy cái vật liệu này, mới có thể dụng linh thạch trao đổi, các vị đạo hữu có hay không cơ duyên có được trọng bảo mà về, đều nhìn may mắn của chính mình đi. Người trong ánh sáng trắng từ từ nói, trọng bảo, rốt cuộc là cái gì vậy hay là đan dược pháp bảo đạo hữu có thể nói ra một chút không nếu không vạn nhất đó là vật mình cần mà trước đó đã đổi hết đồ chẳng phải là hối hận sao chẳng biết là ai đột nhiên mở miệng hỏi hắc hắc vật ấy ta chỉ có nói là thế gian hiếm có để hình dung cụ thể ra sao cuối cùng các vị tự nhiên cũng biết với lo lắng của vị đạo hữu này không cần phải như vậy vật mà trọng bảo này đổi bình thường tu sĩ nếu tìm được cũng chỉ giữ ở trên người tuyệt đối không đem ra ngoài để đổi. Bóng người hời hợt cười nói, mấy câu nói với khẩu khí to lớn như thế, tự nhiên khiến cho chúng tu sĩ trong phòng xôn xao một trận, trong lòng không tự chủ được đích đều bị nổi lên lòng tò mò, nhưng không có người tiếp tục hỏi cái gì nữa. Lúc này bóng người sau bàn ngọc, tùy ý đưa tay hướng phía trước người có một túi đồ vật quắp lấy, sau đó trên tay hắc quang chấp động, một viên hình dạng giống như quả táo, nhưng âm u tỏa sáng hiện ra trên lòng bàn tay. U minh táo, Năm âm tháng âm ngày âm mọc ngẫu nhiên trên phần mộ của người, 300 năm mới thành quả, lại dùng oan hồn oán khí sử dụng bí thuật luyện chế 7749 ngày mà thành, táo này có thể dùng trực tiếp, cũng có thể làm vật liệu luyện đan làm thuốc. Giá quy định 10 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá 5.000. Lời vừa ra khỏi miệng người đó, hàn lập trong lòng cả kinh. 12 vạn, 14 vạn, 14 vạn 5.000 linh thạch, chấm, trong nháy mắt lúc này, hàn lập cũng chưa có nghe qua u minh táo, mà vừa xuất ra đã có giá cao khiến người ta phát sợ. Người ra giá cơ hồ trên người chấp động quầng sáng hai màu đen xám, xem ra tựa hồ người tu ma đều coi trọng vật này. Cuối cùng trái u minh táo này lấy giá 19 vạn linh thạch, bị người lấy đi. Huyết dương thiết, xích nhật thiết, sử dụng ba gã tu sĩ kết đan kỳ trở lên, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, dung hợp nguyên thần tế luyện mà thành, là vật liệu luyện chế âm hỏa pháp bảo hiếm thấy, giá quy định 15 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá một vạn, Người trong ánh sáng trắng chờ người lấy đi U Minh Táo thanh toán linh thạch xong, sau đó cầm đi vật đấu giá, trong tay lại xuất hiện một khối hình chữ nhật lớn nửa thước, toàn thân màu đỏ, phát tán ra một cỗ khí tức nóng bỏng. 18 vạn linh thạch, 20 vạn. Vật liệu quý hiếm này Hàn Lập lờ mờ có nghe nói qua, tuy rằng không nhiều người ra giá lắm, nhưng là mấy người cạnh tranh tựa hồ mỗi người tài lực hùng hậu cũng không muốn dễ dàng bỏ qua nó, cuối cùng lấy giá 25 vạn linh thạch bị người lấy đi. Quỷ lệ thảo, hết vật phẩm này đến vật phẩm khác, tên mỗi vật đều tràn ngập tà khí, mới vừa xuất hiện đều bị người dùng một lượng lớn linh thạch lấy đi, cùng với đấu giá đại hội so sánh thì không thể nào so sánh nổi. Hàn lập sờ sờ túi đỏ vật bên hông, trong lòng không khỏi cười khổ. Hắn đầu tiên có chút lo lắng, linh thạch trong túi của mình có phải là đổi lấy vật có chút thiếu. Tuy rằng hắn cũng biết tại trước khi lấy vật đổi vật, sẽ có một đám người dùng linh thạch mua vật liệu, nhưng không nghĩ tới xuất hiện những vật chân quý dị thường như thế, giá cả linh thạch một cái cũng nâng lên rất cao, tùy tiện xuất ra một cái bán đấu giá, chỉ sợ vượt xa vật phẩm xếp cuối ở đấu giá đại hội. Ngọc tượng giao, thiên địa linh mục ngọc tượng thụ ngàn năm sinh ra một lần, tài liệu dùng chế tạo pháp bảo, cơ quan khôi lỗi. Giá quy định 12 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5.000. 15 vạn, khi người trong ánh sáng trắng xuất ra vật phẩm là một khối keo màu trắng, vốn đang lo lắng, tinh thần hàn lập tự nhiên rung động, không chút do dự ra giá cả. chương 952, xôn xao Đối với tu sĩ sau khi tu vi tới Nguyên Anh Kỳ, luyện chế khôi lối cùng kỳ môn pháp bảo còn cảm thấy hứng thú cũng không quá nhiều. Vẹn vẹn chỉ có ba bốn người cùng Hàn Lập ra giá tranh chấp, cuối cùng Hàn Lập dùng 17 vạn linh thạch mới dễ dàng đoạt vật phẩm vào tay, điều này làm cho hắn trong lòng vui vẻ. Bóng người bạch quang sau đó gõ phách tiếp tục mang vật phẩm khác ra đấu giá. Lại có hai kiện vật phẩm được Hàn Lập nhìn chúng, hắn lần lượt tiêu phí 90 vạn linh thạch cùng 31 vạn linh thạch mới đoạt được, sau đó đấu giá tiếp tục đưa ra mấy loại tài liệu luyện khí phi thường nổi danh, Hàn Lập không thể không cùng phần đông tu sĩ một trận điên cuồng trả giá, dưới sự kiên trì bỏ ra một số lượng lớn linh thạch mới có thể đoạt được vào tay. Mấy thứ tài liệu này làm cho linh thạch trong chữ vật túi của Hàn Lập 10 phần đã hết 78. Hoàn hảo phía sau cũng không có xuất hiện thêm những tài liệu khác cần dùng cho chế tạo khôi lỗi, điều này làm cho Hàn Lập kìm lòng không được thở dài một hơi. Sau khi vật phẩm cuối cùng được bán đi, tại thời điểm trên bàn đấu giá vài cái chữ vật túi được triệt để thu lại bạch hà trung nhân tựa hồ đối với phiên đấu giá này có chút hài lòng sau khi một thoáng ngừng lại khẽ cười một cái rồi nói phiên đấu giá hôm nay cũng đã hoàn tất chư vị đạo hữu nếu có bảo vật muốn trao đổi sau đây có thể tiếp tục mở ra một cuộc giao dịch tại đây ta cũng có lời cảnh cáo trước bởi vì đây là tự mình giao dịch nếu là giả bộ giao dịch vật phẩm hoặc nhìn thấy vật phẩm của mình cùng chúng ta không có quan hệ chúng ta chỉ có cung cấp nơi giao dịch kết thảy kết quả thành công hay không phải dựa vào chính mình. Mặt khác dựa theo quy củ trước đây, vô luận muốn trao đổi loại đồ vật nào, dù giao dịch nhiều hay ít đồ vật, chỉ cần mỗi lần giao dịch thành công, chúng ta đều lấy mỗi người một vạn linh linh thạch làm thủ tục phí, sau đây chư vị đạo có thể tự nhiên đi, chỉ cần không vi phạm quy củ, lão phu chính là như người đứng xem thôi. Vị này cũng thật là sảng khoái, sau khi nói xong mấy câu đơn giản, thân hình lập tức nhoáng lên, người bỗng hiện ra tại một chỗ đất trống ở ngoài, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bộ dáng như muốn trực tiếp ngồi xuống nhập định. Sau màn này, đại bộ phận tu sĩ bốn phía xung quanh đều không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại bóng người chớp lên, đồng thời đều hóa thành một đạo hồng quang rời khỏi chỗ, kết quả trong đó có một người nhanh hơn so với người khác một bước chạy tới ngọc bàn đấu giá. Sau khi quang hoa chợt tắt, một người bao bọc bởi hồng sắc hà quang, tiếp theo hai tay liền ôm quyền, trong miệng mỉm cười nói: "Đa tạ, lão phu tới trước một bước, mong các vị đạo hữu chờ trong chốc lát đi." lúc này vài đạo quang hoa đang bay tới thấy vậy chỉ có thể dừng lại sau đó xoay đầu quay về chỗ ngồi của mình hà lập nhìn thấy vậy chỉ mỉm cười muốn đổi lấy tài liệu có thể nói ra tay sớm trước một bước tự nhiên có thể chiếm được một chút tiện nghi như vậy có thể tránh cho những thứ mình cần bị người khác giao dịch trước mà mất đi chẳng qua sử dụng phương pháp này cũng không có nhiều lắm hơn nữa đối với tài liệu càng quý hiếm thì khả năng cùng người khác coi trọng càng lớn cho nên đại bộ phận tu sĩ đều kiên định không có cùng mấy người vừa rồi tranh đoạt cái gì. Hàn Lập còn thiếu mấy thứ tài liệu, đều là loại quý hiếm tài liệu, càng không có lo lắng cái gì. Mấy người này muốn tranh giành đứng ra đổi trước đại khái đều là muốn đổi các tài liệu thông thường, cho nên mới phải làm như vậy. Quả nhiên Hồng Sắc Hà Quang tu sĩ sau khi đưa ra vài loại quý hiếm tài liệu, điểm danh muốn đổi lấy vài loại tài liệu dùng cho luyện đan cũng không quá mức quý hiếm. Kết quả, sau một lát, thực sự có mấy người đi lên đổi lấy trong đó đa số tài liệu đó Điều này làm cho hồng sắc hà quang tu sĩ cảm thấy hài lòng, rồi đi xuống. Sau đó liên tục mấy người đi lên bàn đấu giá, đồng dạng giao dịch tương đối thuận lợi, ít nhiều cũng có thu hoạch. Chẳng qua, sau khi một gã hoàng sắc nhân ảnh trong tay đặt lên một khối kim trúc màu lam nhạt, sau đó người này điểm danh trao đổi một loại tài liệu mang thủy thuộc tính mà Hàn Lập chưa nghe thấy bao giờ. Không ngừng hỏi đến ba lần, cũng không có người nào đi lên giao dịch. Vị này chỉ có thể thất vọng đi xuống. Từ đấy về sau, Số tu sĩ đi lên giao dịch tay không mà về cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, liên tục hơn 3 40 người qua đi, thậm chí số người tay không mà về lại chiếm đa số, số người đổi được tài liệu mình muốn ngày càng ít. Đương nhiên điều này không phải đại biểu cho những tu sĩ này không có vật muốn đổi đó, mà thật sự có thể nằm trong tay những người đang ngồi ở đây. Chẳng qua những người đưa ra vật giao dịch muốn đổi, một là những thứ đó không đáng để trao đổi, hai là tài liệu giao dịch không phải tài liệu đối phương muốn. Cho nên họ thờ ơ không có tiến hành giao dịch cho nên để giao dịch thành công thì phải lấy ra những thứ càng chân quý thì việc giao dịch càng dễ dàng thành công đương nhiên cũng có những tu sĩ nhìn chúng tài liệu của những tu sĩ khác nhưng trong tay lại không có tài liệu mà đối phương muốn mà bí mật trao đổi dùng những tài liệu thay thế khác giao dịch cũng có nhưng giao dịch thành công cũng rất ít ỏi đại bộ phận đều bị lạnh nhạt cự tuyệt nhưng trong mấy người bí mật giao dịch thành công chính là hàn lập đã một lần thành công hàn lập hành động cũng rất đơn giản trực tiếp dùng vài cọng quý hiếm ngàn năm linh thảo cùng với một vài cao gia yêu đan để trao đổi tài liệu mình muốn. Nay hai loại vật liệu này đối với các tu sĩ cũng có ý nghĩa sử dụng rất lớn. Tuy rằng một trong hai loại vật liệu đó có thể tìm được một chút ở các phường thì có thể ngẫu nhiên mua được, nhưng mà một lần mua được số lượng nhiều như thế cũng là rất khó khăn. Cho nên tên tu sĩ kia chính là sau một hồi do dự, cũng không quá kiên trì như lúc ban đầu, gật đầu đồng ý. Trừ lần đó ra, còn có hai loại tài liệu dùng cho khôi lỗi cũng được Hàn Lập dùng tài liệu chứa trong chữ vật túi đoạt vào trong tay. Đến giờ cũng chỉ còn thiếu hai loại tài liệu rất quý hiếm nữa là siêu tầm hoàn toàn đầy đủ tài liệu chế tạo khôi lỗi. Hai dạng tài liệu này thực sự là quá mức quý hiếm, phỏng chừng để đoạt vào tay không thể dùng những loại tài liệu bình thường giao dịch mà được. Hàn tiểu tử, người định dùng cái gì để giao dịch tài liệu? nếu mà bảo vật bình thường chỉ sợ những người khác cho dù có tài liệu cũng sẽ không dễ dàng lấy ra giao dịch đại diễn thần quân đột nhiên tại thần thức hàn lập truyền âm nói. Vật ta đã sớm chuẩn bị tốt lắm, trong này tu sĩ đa số là người trong ma đạo, trong tay ta đang cầm chính là một loại tài liệu mà đối với ma đạo là vật trí bảo hàn lập nhàn nhạt, nhạt nói. Nghe người nói, chẳng lẽ đối với tài liệu như thế, người không có một chút luyến tiếc nào. Đại diễn thần quân có chút giật mình, luyến tiếc thì cũng chẳng còn có cách nào khác, tài liệu chế tạo khôi lỗi siêu tầm đến bây giờ cũng chỉ thiếu có hai loại tài liệu cuối cùng này thôi, nên nhất định phải lấy được. Nếu không việc tìm kiếm trước đây cũng chỉ là toi công hay sao? Chỉ cần khôi lỗi, nếu thật sự như tiền bối nói như thế lợi hại, vẫn là đáng giá phải làm hàn lập tự nhiên truyền âm cười nói. Sau đó hắn nhìn lên phía trên ngọc bàn đấu giá, cảm giác tựa hồ không sai biệt lắm. Tại một vị tu sĩ có chút huệ hoài tay không mà xuống, hắn rốt cục cũng từ chỗ ngồi đứng lên, ung dung đi lên phía trước, rồi đi vào phía sau ngọc bàn đấu giá. Các tu sĩ đang ngồi theo bản năng hướng mắt nhìn lên, muốn xem hắn xuất ra loại tài liệu quý hiếm nào. Hàn lập hai tay vừa lật, khéo léo lấy ra một cái hộp ngọc, hắn cũng chẳng có sốt ruột mà mở ngay lắp hộp, mà dùng ánh mắt nhìn ra bốn phía xung quanh, rồi thoáng đổi âm thanh dùng một giọng khàn khàn nói. Ma bảo luyện chế tài liệu, ma tùy toàn hai quả. Muốn đổi lấy ngũ hành ngọc cùng huyễn quang tinh hai loại tài liệu. Chư vị đạo hữu nếu ai có cùng đem ra trao đổi đi Hàn Lập một lời ngắn dọn nói xong, lập tức hai tay nhấc lên, nhất thời nắp hộp đồng thời mở ra, từ trong hộp hiện ra hai quả màu đen tinh oánh to khoảng mấy tấc, tản ra nhàn nhạt hắc khí, chính là tại Vạn Trượng Ma Uyên Hàn Lập tìm được hai quả Ma Tủy Toản. Ma Tủy Toản, tài liệu luyện chế Long Nhận, ta không có nghe nhầm chứ? Không có khả năng, như thế nào lại thực sự có đồ vật này trên thế gian? Thật hay giả đây? Lời Hàn Lập vừa mới nói xong, nhất thời cả phòng một trận xôn xao không ít người khiếp sợ, nhiều người trực tiếp giật mình kêu lên một tiếng. Vốn đang ngồi thẳng lưng nhắm mắt ở khoảng đất trống ở ngoài, Bạch Hà Trung Nhân cũng vô cùng kinh ngạc, đôi mắt dương lên, nhìn chằm chặp hai quả ma tùy toàn trước người mắt không chớp lấy một lần. Nói thật nếu không phải tại hạ không tu luyện ma đạo công pháp, loại này quý hiếm tài liệu như thế nào cũng sẽ không lấy ra làm vật trao đổi, cho nên thiệt giả. Chỉ cần người nào có khả năng xuất ra thứ tại hạ cần, thì bản thân sẽ mời đối phương cẩn thận kiểm tra hàn lập thần như thường nói nghe được hàn lập khẳng định tự tin như vậy nói vốn các tu sĩ đang xôn xao nhất thời đều im lặng tất cả mọi người thần sắc khác nhau đều nhìn về phía ma tủy toàn không nói gì ngũ hành ngọc cùng nguyễn quang tinh cố nhiên là thế gian khó tìm nhưng cùng ma tủy toàn chỉ có nghe nói trong truyền thuyết có thể xuất hiện ma đạo trí bảo loại này so sánh tự nhiên kém hơn một bậc làm cho tất cả mọi người đều động tâm nguyễn quang tinh ta nhớ rõ trong thương khố của ta còn có một cái chính là bởi vật ấy quá mức quý giá cho nên ta cũng không có lấy ra mang đi đấu giá. Ta có thể lập tức sai người đi lấy lại đây, trước tiên mời các hạ có thể cho ta kiểm tra trước ma tủy toàn được không vượt ra mọi người suy đoán, làm giao dịch địa hội chủ bạch hà trung nhân, xa xa nhìn ma tủy toàn, đột nhiên nói. Một khi các hạ đã mở miệng, đương nhiên ta cũng không có khả năng hư ngôn, trước tiên đạo hữu có thể kiểm tra một lần hàn lập trên mặt trật hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng không chút do so dự nói. Bạch hà trung nhân gật đầu một cái, sau đó dương tay lên, một đạo hỏa quang bắn ra, trực tiếp bắn lên trên đỉnh, chợt lóe lên một cái sau đó biến mất không thấy. Sau đó hắn mới chậm rãi đúng dậy, hướng về phía Hàn Lập đi tới. Những tu sĩ khác nghe được Hàn Lập cùng hắn nói chuyện với nhau, lại một trận xôn xao lên, nhưng lần này ai cũng không có nói gì thêm nữa. Bạch Hà Trung nhân tu sĩ một khi đã có thể đứng ra chủ trì giao dịch địa hội, tự nhiên kiến thức rộng rãi, sự lịch duyệt cũng không phải người thường có thể làm được. Cho nên mỗi người đôi mắt đều mở to, yên lặng xem kết quả phân biệt của vị này. Bạch Hà Trung Nhân đối với ma tùy toàn đúng thật là có chút hiểu biết cũng không ít. Thân thủ linh xảo đem một quả tinh tủy cầm vào trong tay, trước sau hé miệng phun ra một đạo bạch sắc hỏa diễm trực tiếp đốt lên bề mặt ma tủy, kết quả tại bạch sắc hỏa diễm vừa tiếp xúc tầng hắc khí nhàn nhạt, nhạt của ma tủy toàn, không ngờ, giống như gặp phải khắc tinh, lập tức từ hai bên chia ra mà qua, căn bản là không thể đến gần ma tủy toàn mà đốt. Bạch Hà Trung Nhân trên mặt hiện ra một tia hưng phấn, tiếp theo hai tay bắt quyết niệm thần chú, đem hỏa diễm thu vào trong miệng, không ngờ sau đó lại phun ra một đoàn lam sắc hàn khí, nay hàn khí đem tinh tủy bao vào bên trong đó nhưng không làm cách nào đóng băng được nó. Ánh mắt chớp động vài cái, một tay của hắn nhấc lên, sau đó nhô ra một cái ngón tay nhắm ngay tinh tủy nhẹ nhàng điểm tới, nhất thời một cỗ hắc sắc ma khí trực tiếp quán nhập vào trong đó, kết quả giống như châu đất xuống biển chui vào trong ma tủy một chút cũng không có phản ứng. Đúng vậy, chính xác là ma tủy toàn, phần này ta muốn vừa mới khẳng định, nhất thời cách đó khoảng 3-4 trượng xa, linh quang chấp động, một gã áo bảo cho che mặt tu sĩ quỷ dị hiện ra tại nơi đây. Hắn hướng Bạch Hà Trung Nhân thi lễ một cái, sau đó ngẩng đầu lên đưa qua một chiếc hộp ngọc, sau đó một lần nữa biến mất không thấy. chương 953, thu hoạch ngoài ý muốn. Một khối huyễn quan tinh, đạo hữu nhìn xem có phải hay không thích hợp với yêu cầu của đạo hữu Bạch Hà Trung Nhân tu sĩ mở hộp ngọc ra, trực tiếp đưa tay đem toàn bộ cả hộp ngọc đưa qua cho Hàn Lập. Hàn Lập cũng không khách khí, một tay duỗi ra, tiếp lấy hộp ngọc, lập tức mở nắp nhìn vào. Lọt vào trong tầm mắt chính là một khối thạch nhũ tinh khiết màu vàng trên mặt tản ra một tầng hào quang màu tím nhàn nhạt, nhạt, nếu hơi nhìn kỹ một chút, sẽ xuất hiện một trận đầu váng mắt hoa. Hàn Lập thấy vậy trong lòng nhất thời vui mừng, trong mắt lam quang trượt lóe, nhất thời cảm giác hiện tượng đầu váng mắt hoa biến mất, sau đó hắn đem khối hoàng sắc tinh thạch dùng hai tay kẹp lấy rồi đưa lên mắt tinh tế xem xét. Bên cạnh Bạch Hà trung nhân tu sĩ thấy Hàn Lập nhìn chăm chú Huyễn Quang Tinh chính là khẽ dùng mình một cái sau đó ổn định như không có việc gì xảy ra trong lòng lại thầm giật mình nay Huyễn Quang Tinh chính là vật chỉ cần nhìn thoáng qua trong một thời gian ngắn thôi cũng không dám nhìn thêm lần thứ hai nhưng trước mắt không biết tên tu sĩ này là ai không ngờ có thể trực tiếp nhìn thẳng vào mà dường như không có việc gì thật sự khiến hắn cảm thấy giật mình không tôi chính xác là Huyễn Quang Tinh Đạo Hiếu có thể đem tấm ma tùy toàn này cầm đi Hàn Lập lộ ra vẻ mặt vừa lòng đem tinh thạch thả vào trong hộp ngọc, sau đó vung tay thu vào trong chữ vật túi. Hắc hắc, lão phu cũng không khách khí, bây giờ cũng không có ai khác đổi lấy một quả còn lại, xem ra ở đây cũng chẳng có ai có tài liệu đạo hữu cần. Đạo hữu có hay không nguyện ý đem quả còn lại bán cho lão phu, đạo hữu có thể đưa ra giá cả hoặc là dùng những tài liệu quý hiếm khác trao đổi cũng được, vô luận là loại phương thức nào, tại hạ cũng có thể làm cho đạo hữu tuyệt đối vừa long bạch hà trung nhân tu sĩ cẩn thận đem một quả tinh tùy toàn thu vào trong tay ánh mắt xoay chuyển, có chút tham lam nhìn quả ma tùy toàn còn lại nói: Ai nói không có tài liệu, ta ở đây có một khối ngũ hành ngọc. Chậm đã, đồ vật này không ai được cùng lão phu tranh đoạt, vật này lão phu nhất định muốn lấy. Bạch Hà trung nhân tu sĩ lời nói vừa mới vang lên tại các tu sĩ xung quanh bốn phía. Sớm đã có người kiềm chế không được, sau đó đồng thời vang lên thanh âm của một nam một nữ. Nam thanh âm ồm ồm, nữ thì âm thanh huyền chuyển dễ nghe đồng thời vang lên sau đó một đoàn hắc sắc hà quang cùng một đoàn ngân sắc hà quang trói mắt từ hai chỗ ngồi từ hai phía khác nhau cùng bắn ra, một trước một sau rơi xuống trước người Hàn Lập. Nay một màn xuất hiện, làm cho chúng tu sĩ một trận thì thầm trao đổi với nhau. Đối với huyễn quang tinh tài liệu còn có ít người biết, bất đồng ngũ hành ngọc nhưng lại là đỉnh đỉnh đại danh tại tu tiên giới ai cũng đền biết, đây chính là ngọc chất luyện chế pháp bảo đỉnh giai tài liệu, chính là ngọc này thực sự là rất thưa thớt, lần xuất hiện gần nhất tại tu tiên giới cũng cách đây khoảng 5-600 năm trước hôm nay lại có người mang ra, tự nhiên làm không ít người giật mình ghen tị. Xem ra những tu sĩ đang ngồi đây, trong tay không phải là không có chân chính kỳ chân dị bảo, mà phần lớn đều muốn giữ ở trong người không dễ dàng mang ra cho người thấy. Bạch Hà Trung Nhân ngay khi vừa nghe thanh âm của nam tử kia, sắc mặt đại biến, gương mặt đang bao phủ bởi quang hà thoáng cái trở lên âm trầm bất định. Như thế nào lão nhị, chẳng nhẽ người muốn phá hoại quy củ của trao đổi hội, tưởng muốn độc chiếm mà tùy toàn sao hắc sắc quang hà tu sĩ căn bản không thèm để ý tới sau một một bước ngân sắc quang hà nhân ảnh ngược lại nhìn chằm chặp bạch hà trung nhân không khách khí nói người này mặc dù đang ở hắc sắc quang hà khuôn mặt tựa hồ không nhìn rõ lắm nhưng dáng người mơ hồ cao lớn thanh âm băng hàn dị thường khôn huynh thật sự quá lo lắng rồi diệp mỗ như thế nào lại dám làm ra sự tình như vậy tại hạ chính là đối với vị đạo hữu này chỉ là một lần đề nghị mà thôi còn có đáp ứng hay không tự nhiên vẫn phụ thuộc vào vị đạo hữu này. Một khi hai vị đạo hữu ra mặt, tại hạ tự nhiên sẽ không xen vào việc này nữa chủ trì giao dịch hội vị quang hà nhân ảnh rõ ràng nhận thức được hắc sắc quang hà ma tu, nên chỉ cười khổ một cái rồi ôm quyền thi lễ nói. Sau đó thân hình nhoáng lên người lui trở lại, làm ra một tư thế nhường đường. Tính ngươi thức thời, ma tu hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, tùy tiện nói. Bên cạnh tên kia nữ tu, tại trong ngân sắc hà quang, yểu điệu đứng thẳng, tựa hồ có chút giật mình. Bốn phía liên tiếp truyền ra những âm thanh kinh ngạc, họ khôn, chẳng lẽ là trưởng lão của huyết thêm môn, khôn vô cực. Nhìn hình đoán tiếng, thật sự là có bộ dáng rất giống. Ngoại trừ nguyên anh hậu kỳ ra, những người khác làm sao có thể lớn lối như vậy. Hàn lập nghe xong những lời này, sắc mặt khẽ biến. Vị này ma tu dĩ nhiên là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Một trong chính ma thập đại tông môn tiếng tăm lừng lẫy huyết thêm môn. Nguyên lai là huyết thêm môn đại trưởng lão, tiểu nữ thật là thất kính. Không biết đạo hữu có hay không tài liệu mà vị đạo hữu này cần, nếu đạo hữu nói là có, tiểu nữ sẽ lập tức quay đi, nhưng đạo hữu mang vật ấy đi nữ tu im lặng một lát, nhẹ thở một hơi rồi nói. Xem ra nữ tu này cũng không bởi vì thân phận và tu vi khinh người của lão khôn mà buông tha cho ma tùy toàn. Hắc hắc, khôn mỗ tuy rằng không có ngũ hành ngọc cùng huyễn quang tinh, nhưng cũng có một vài tài liệu không khác biệt lắm. Người nên thức thời một chút, ngoan ngoãn quay trở về đi khôn vô cực sắc mặt trầm xuống âm trầm nói trong lời rõ ràng có một chút đe dọa việc này thật có một chút khó làm quả ma tùy toàn này cũng là tiểu nữ một lòng muốn lấy nếu không thì như vậy đi nếu vị đạo hữu này thật sự nguyện ý chọn vật liệu của đạo hữu mà không cần ngũ hành ngọc vãn bối tuyệt đối không làm khó dễ đem vật ấy mời khôn huynh lấy nữ tu khẽ cười một tiếng nói hảo lão phu cũng không phải là người không biết lý lẽ một lời đã định ngoài dự kiến của đại đa số tu sĩ Khôn vô cực tựa hồ đối với tài liệu của mình 10 phần tin tưởng, không có lưỡng lự, liền đáp ứng ngay. Hàn lập thấy hai người trước mắt không đem vị chủ nhân như mình ra gì, tự động thương thảo biện pháp sở hữu ma tủy toàn, trong lòng tự nhiên muốn nhanh chóng thấy loại tài liệu siêu tầm cuối cùng ngũ hành ngọc xuất hiện. Trong lòng đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm, bất đông thanh sắc, hắn lạnh lùng nhìn một nam một nữ trao đổi, một lời không nói. Lúc này tên nữ tu kia nhấc tay lên, một cái cái hộp gỗ màu xanh biếc từ trong ngân sắc hà quang bắn ra, vững vàng dừng ở trên bàn đấu giá, trên hộp còn dán một đạo phù màu bạc. Đạo hữu trước tiên có thể xem xét ngũ hành ngọc của tiểu nữ xem thật giả thế nào nữ tử hướng hàn lập tự nhiên nói. Khôn mẫu cũng xuất đồ ra, người hãy xem cho rõ ràng, trong đó có chút tài liệu giá trị so với ngũ hành ngọc chỉ có hơn chứ không kém khôn vô cực cười lạnh một tiếng, tay áo cũng phất lên một cái, bảy cái hộp ngọc màu sắc khác nhau trước sau bay tới, cùng đồng dạng rừng ở trên bàn đấu giá. Hàn lập cũng không nói lời nào, hướng về phía hộp gỗ hư không một chảo, một âm thanh vang lên, hộp gỗ bị trực tiếp hút vào trong tay rồi vung lên một cái, một đạo thanh sắc linh quang hiện lên, phía trên hộp gỗ đạo phù tự động bay xuống, nắp hộp dễ dàng mở ra. Một khối ngũ sắc ôn ngọc hình tròn, lẳng lặng nằm trong hộp gỗ, tuy rằng không có bất kỳ một tia sáng hào quang nào phát ra, nhưng một cỗ linh khí nhàn nhạt tỏa ra phả vào mặt hắn. Hàn Lập cầm khối ngọc trên tay, rồi đưa mắt kiểm tra một chút, lập tức mạnh mẽ kiềm chế một tia hưng phấn ở trong lòng, chậm rãi hướng nữ tu gật gơ đầu. Đúng vậy, chính xác là ngũ hành ngọc không giả. Nói xong lời này, hắn đem khối ngọc này thả vào trong hộp gỗ, xoay chuyển ánh mắt, nhìn sang bên cạnh vài cái hộp ngọc ở đó. Theo bản tâm của hắn, cũng muốn trực tiếp đổi ngay lấy ngũ hành ngọc, nhưng có điều, hắn cũng không nguyện ý dễ dàng đắc tội một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, huống hồ vị này khôn vô cực như thế nào khẩu khí lại lớn như vậy, vì vậy hắn đối với mấy thứ trong mấy chiếc hộp ngọc cũng có chút tò mò. Khôn vô cực vươn ra một cái ngón tay, mặt biểu lộ tình cảm Hướng mấy cái hộp ngọc hư không điểm ra vài cái, ngay sau đó tất cả hộp ngọc đều tự động mở nắp ra, lộ ra những thứ bên trong. Lạc Ngưng hồn thạch, Vạn Luân hoa, Hàn Lập còn chưa nhận biết hết các vật trong đó, ngồi xung quanh các tu sĩ, có vài người ánh mắt sắc bén, đều giật mình hô lên, nhất thời đọc tên của mấy cái này vật phẩm trong đó. Đại bộ phận mọi người không khỏi giật mình kinh hãi, hít một ngụm lương khí. Bên cạnh, nữ tu sau khi hai mắt nhìn thấy mấy thứ này trong lòng đồng dạng cũng rất kinh hãi. Mấy cái vật phẩm này chính xác giống như khôn vô cực nói, luận về trình độ quý hiếm, không một cái nào dưới ngũ hành ngọc, đặc biệt là vạn luân hoa đối với tu sĩ mà nói, giá trị của nó còn không dưới ma tủy toàn, nhiều đồ quý hiếm như vậy, khó trách khôn vô cực tự tin như vậy. Nữ tu trong lòng cảm thấy bất an, nhịn không được quay đầu nhìn lại, mắt thoáng nhìn qua thanh sắc hà quang trong đó mơ hồn bóng dáng hàn lập, kết quả càng giật mình. Lúc này hàn lập ánh mắt không có để mắt tới vật có giá trị rõ ràng cao nhất vạn luân hoa, mà là nhìn chầm chặp vào vào chiếc hộp ngọc trong đó chứa một khối to khoáng thạch màu vàng nhạt, bộ dạng trầm tư không nói gì. nữ tu trong lòng không khỏi trầm xuống. cả nhiên hàn lập khoát tay lên, khối khoáng thạch màu vàng nhạt lập tức bị hút vào trong tay, cúi đầu xem xét nó trên tay. khôn vô cực thấy vậy đồng dạng sửng sốt, nhưng lập tức ha ha cười rộ lên, rồi ngạo nghễ nói như thế nào đạo hữu coi trọng khối canh tinh này của khôn mỗ. đạo hữu thật đúng là nhãn lực tốt, nếu nói đạo hữu là kiếm tu này khối canh tinh này có thể làm cho thần thông của các hạ lập tức tăng lên rất nhiều. Mà một khối canh tinh lớn như vậy, phỏng chừng cả tu tiên giới cũng chỉ có khôn mẫu có khả năng mang ra. Khối canh tinh này ta muốn đổi hàn lập nhàn nhạt nói. Chậm đã, thế còn ngũ hành ngọc này đạo hữu không? Im miệng, người thật muốn làm cho lão phu tức giận phải không? Khôn vô cực vừa nghe hàn lập nói như vậy đang rất vui vẻ, sau đó thốt nhiên biến sắc, trên người bỗng nhiên phát ra khí thế kinh người một cỗ linh áp vô hình trực tiếp hướng nữ tu áp chế hàn lập ở cạnh đó thì bình yên vô sự còn nữ tu lại mồ hôi đầm đìa rơi xuống lập tức lùi lại mấy bước sau đó mới ổn định cước bộ mà khôn vô cực lúc này đồng thời hướng trước người hàn lập cua tay lên mang ma tủy toản cầm vào trong tay mừng rỡ như điên xem xét quả nhiên là ma tủy toản không tồi lão phu lần này đến đây đúng thật là sáng suốt cổ lão ma bọn ngươi nếu mà biết tại giao dịch hội xuất hiện thứ này không biết sẽ hối hận tức giận thành ra cái dạng gì lão ma đem ma tùy toản vừa thu lại, tức ngửa mặt lên trời cười rộ lên điên cuồng, sau đó tay áo bảo vung lên, đem trên bàn còn thừa các hộp ngọc thu lại, thân hình nhoáng lên, không có ý định lưu lại, thẳng hướng cửa ra khỏi đại sảnh bay đi. Khôn huynh, cuối cùng còn có một trọng bảo xuất hiện, đạo hữu không nghĩ lưu lại xem xét một chút hay sao chủ trì giao đích hội, bạch hà trung nhân đội nhiên lên tiếng nói. Cái gì trọng bảo, đối với lão phu mà nói thì thấy cũng không ít loại hiếm lạ, hôm nay ta có được ma tùy toản, ta phải nhanh chóng trở về luyện hóa ma khí trong đó, làm gì còn có tâm tình ở lại nhìn cái gì trọng bảo một tiếng cười quái dị vang lên, nhân ảnh của khôn vô cực linh quang chợt lóe tại lối ra, sau khi tiếp xúc cấm chế, cả người lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Luyện hóa ma khí, Hàn Lập nghe xong lời này có điểm ngoài ý muốn, lập tức hồi tưởng lại có chút giật mình, nhớ lại ma tùy toàn tại vạn trượng ma uyên, được ngưng luyện bởi ma khí mà thành, tự nhiên trong đó ẩn chứ ma khí tinh ví không phải là nhỏ nếu là ma đạo tu sĩ có khả năng luyện hóa ma khí trong đó thì chỗ tốt đạt được không phải là nhỏ trách không được khôn vô cực sau khi được trí bảo này lập tức rời đi ngay đến ngay cả trọng bảo cuối cùng đem ra đấu giá cũng không có hứng thú lúc này ngân sắc quang hà nữ tu thấy khôn vô cực mang theo ma tùy toàn vừa đi trong lòng buồn bực dị thường không nói một lời hướng hộp gỗ chứ ngũ hành ngọc vẫy tay một cái định đem hút tới tay nhưng lúc này lại truyền tới một âm thanh nhàn nhạt, nhạt nói chậm đã thứ này ta cũng muốn hàn lập vì tay nhấc lên, bỗng nhiên một bàn tay hiện ra trên hộp gỗ, nhưng lại ngăn trở nữ tu thu hồi hộp gỗ. chương 954, Bình Sơn Ấn, Đạo Hữu đây là ý tứ gì? Nữ tử trong quầng sáng bạc nhíu mày, thanh âm lạnh lẽo. Đám tu sĩ còn lại thấy một màn này cũng không khỏi ngạc nhiên. Hàn lập mỉm cười, một tay giữ chặt nắp mộc hạp, tay kia vỗ lên túi chư xê vật, một chiếc hộp ngọc hiện ra bay về phía đối phương. Ta chỉ trao đổi ma tủy toản, đối với mấy thứ khác không có hứng thú. Nữ tử nọ duỗi tay tiếp nhận hộp ngọc, chậm chậm nói. Đạo hữu trước tiên nhìn xem trong hộp có gì, sau đó hãy nói cũng không muộn. Trên mặt nữ tử hiện lên một tia nghi hoặc, vội mở nắp hộp ra, nhìn thoáng qua. Lập tức một tiếng thét kinh hãi vang lên, thanh âm vui sướng tột cùng. Được, ngũ hành ngọc này đã là của đạo hữu Nữ tử vui sướng cười khẽ, lập tức đem nắp hộp vừa hé mở khép lại, nhanh chóng đem hộp ngọc thu lại, thản nhiên như không có gì xảy ra tu sĩ bốn phía cũng chẳng ai hiểu gì. Bọn họ cũng không biết trong hộp ngọc thứ ba Hàn Lập đem ra có cái gì, tự nhiên quay qua nhìn nữ tử nọ nhưng cũng không hiểu nổi tại sao lại đồng ý giao dịch ngũ hành ngọc, trong lòng buồn bực không thôi. Một vài người trong đó cũng không khỏi hiện lên ý nghĩ có phải thứ Hàn Lập xuất ra chính là khối ma tùy toàn thứ ba. Nhưng là một người có thể xuất ra hai khỏa cũng đủ làm cho người ta chấn kinh rồi, còn đến khối thứ ba thì thật sự là kinh hãi thế tục rồi. Đa số mọi người đều không cho là như vậy, chỉ nghĩ tới thứ bảo vật mà Hàn lập đưa ra có thể đả động được nữ tử này, chẳng qua cứ như vậy, đủ loại ánh mắt khác thường đều hướng tới trên người Hàn lập, hâm mộ, đố kỵ ghen ghét, cũng có một vài ánh mắt bất hảo chiếu tới. Hàn lập đối với hết thảy coi như không thấy, mà là xem xét thân hình ảnh hiện mập mờ của nữ tử tại trong quần sáng bạc, lơ đãng nhíu mày, vừa rồi không có chú ý tới, hiện tại vừa thấy bóng dáng mơ hồ của nàng đột nhiên mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ là nàng? Hàn Lập trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm quỷ dị, giật nảy mình. Tuy rằng nghe thanh âm căn bản không giống nhưng là đối với người tu tiên mà nói, thay đổi tiếng nói quả thực so với ăn cơm còn dễ dàng hơn nhiều. Tâm niệm chợt lóe, Hàn Lập cũng nhịn không được, làm mang trong mắt chấp động, thần thông minh thanh linh mục tuy rừng không thể xuyên thấu hà quang nhưng cũng có thể nhìn thân ảnh nọ rõ ràng hơn trước rất nhiều. Trên mặt Hàn Lập lộ ra một tia cổ quái, tuy không thể nhìn rõ ràng nhưng người nữ tử này dường như chính là vị thiên lan thánh nữ kia nhưng nàng cũng không có linh mục thần thông, lại thêm việc Hàn Lập thay đổi giọng nói nên cũng không có phát hiện được thân phận cậu Hàn Lập, giờ phút này đang vui vẻ cầm lấy miếng ma tủy toản thứ ba quay trở về chỗ ngồi. Hàn Lập cười khổ, cảm giác buồn bực trong lòng, mình thiên tân vạn khổ đi siêu tầm tài liệu, không ngờ cuối cùng lại tìm được từ trong tay cửu ra, chuyện này có chút trào phúng. Một loại cảm giác quái dị không nói lên lời nhưng Hàn Lập cũng nhanh chóng thu hồi ngũ hành ngọc cùng canh tinh mà lợi rồi quay trở lại chỗ ngồi hắn cũng không quản mấy cái tài liệu này là ở trong tay ai, mục tiêu cũng cùng cũng hoàn thành, còn đổi được một khối canh tinh lớn, thật ngoài ý muốn nhưng cũng đem đến không ít phiền toái sau này. Chỗ canh tinh này có thể luyện chế được phân nửa bộ kiếm trận rồi, chỉ cần về sau để ý thu thập thêm một chút nữa là có thể luyện ra 36 thanh phong vân kiếm, nghĩ đến cũng khiến cho Hàn Lập cảm thấy hài lòng. Sau khi trao đổi xong, lại có thêm 3-40 tu sĩ tiếp tục trao đổi bảo vật, nhưng hiển nhiên bởi vì ma tùy toàn, ngũ hành ngọc hai loại vật liệu chân quý cùng xuất hiện, Tất cả tu sĩ cũng chẳng còn hứng thú gì, trên cơ bản đều là qua loa cho xong việc, những thứ có thể trao đổi thành công lại càng ít. Lúc sau tuy là có xuất hiện vài món bảo vật tốt nhưng cũng vô pháp khơi dậy hứng thú cho những tu sĩ khác. Gã tu sĩ cuối cùng cũng đã quay trở lại chỗ ngồi, rốt cuộc không ai tiến lên phía trước giáo dịch nữa. Người chủ trì giao hoán hội trong quần sáng màu trắng thấy tình cảnh này cũng không chút hoang mang, quay trở lại đằng sau bàn ngọc. Một khi chư vị đạo hữu đã trao đổi xong, hiện tại liền bắt đầu bán đấu giá nhất kiện bảo vật cuối cùng trong giao hoán hội này, cũng là nhất kiện trọng bảo quý giá nhất trong giao hoán hội hôm nay. Lời vừa dứt, đột nhiên hai tiếng vỗ nhẹ ba ba vang lên, từ lối vào chấp động linh quang xuất hiện hai gã tu sĩ. Càng ngoài dự đoán của mọi người chính là hai gã tu sĩ này cũng không có sử dụng phù chú mà trực tiếp hiển lộ hình dáng hướng trung tâm đi tới. Trong giao hoán hội cũng không khỏi xôn xao một trận, hai người này đại bộ phận tu sĩ đều nhận biết chính là ô quan lão giả cũng với trung niên nhân mặt chữ điền kia từng xuất hiện ở phủ đệ nào đó tại hoàng thành hai người một gã nguyên anh sơ kỳ một gã trung kỳ đều là trưởng lão trong hoàng tộc diệp gia thường xuyên ra mặt cùng ngoại nhân giao tiếp đại bộ phận tu sĩ tuy trong lòng buồn bực nhưng đã có vài phần hiểu rõ cũng không cảm thấy kỳ quái bọn họ trước đó đều có người tiết lộ chút tin tức vốn những vật trong giao hoán hội này đều từ trong bảo khố mà ra tự nhiên tinh thần đại chấn lúc này ô quan lão giả đã bước vài tới trước bàn hướng bóng người trong ngân hà gật gật đầu, rồi quay người lại hướng chúng tu sĩ chậm rãi nói. Không cần phái giới thiệu nhiều, những người ngồi đây đều có thể nhận biết hai người chúng ta, tại hạ sẽ nói ngắn gọn. Trọng bảo này, kỳ thực là diệp ra chúng ta tiêu phí vô số nhận lực vật lực, thời gian mới có thể luyện chế ra một kiện bảo vật này. Chẳng qua, gần đấy đã có mấy tông môn giao hảo cùng nghiệp ra đều hướng đến cầu vật ấy. Mấy tông môn này dù là nhà nào thì diệp ra chúng ta cũng không tiện từ chối, cuối cùng qua sự thương lượng của trưởng lão hội đành quyết định đem vật ấy đi giáo hoán hội để đấu giá, nhìn xem vị đạo hữu nào có cơ duyên có thể lấy được vật trong bảo khố. Trung niên nhân mặt chữ điền vừa nói xong lời này liền quay đầu hướng ô quan lão giả nháy mắt ra dấu, ô quan lão giả lúc này mới chậm chậm lấy từ trong tay áo một cái hạp tử vuông vắn dài khoảng một thước, ánh mắt có chút không nỡ, bất đắc dĩ đành đưa cho người bên trong ngân hà. Hắc hắc, một khi đã nói như vậy rồi, lão phu cũng không nói thêm mấy lời vô nghĩa, để cho mọi người trước tiên nhìn chân diện mục của vật lấy ra từ trong bảo khố một lần đi nhân ảnh trong bạch quang cười khẽ một tiếng lập tức hộp ngọc trong tay rung lên nắp hộp nhất thời bật mở tiếp theo một đoàn hoàng mang trói mắt từ trong hộp chậm rãi phát ra phảng phất như có linh tính tới lui không ngừng một trận thanh âm ông ông trầm thấp vang lên thấy tình cảnh này người trong ngân hà sắc mặt ngưng trọng hai tay khắp quyết thực hiện liên tiếp mấy đạo pháp quyết điểm lên hoàng mang trong miệng khẽ quát một tiếng quang mang thoáng hiện rồi tan biến đột nhiên linh quang xoay chuyển vụt tắt, hiện ra nguyên hình, đúng là một tiểu ấn màu vàng đất chừng một tấc. Tiểu ấn này bốn mặt bằng phẳng, toàn thân ôn nhuận như ngọc, nhưng trên thân ẩn hiện tầng tầng pháp trận nhỏ bé màu kim ngân. Quỷ dị hơn nữa chính là mỗi lần linh quang chấp động, mấy cái ký hiệu pháp trận này không ngờ lại hoàn toàn bất đồng, càng nhìn kỹ càng làm cho người ta cảm thấy thâm ảo diệu kỳ. Trừ việc đó ra, linh khí trên tiểu ấn lại tản mát ra, tuy bình hòa ổn định nhưng linh khí khổng lồ chứa trong đó mọi người khẽ cảm ứng cũng không khỏi biến sắc. Kiện bảo vật này gọi là bình sơn ấn, được luyện chế phòng tạo theo thông thiên linh bảo từ thời thượng cổ trưởng thiên ấn. Theo diệp gia tu sĩ tự mình thí nghiệm qua, uy năng của kiện thử bảo này chỉ được một hai phần 10 so với trưởng thiên ấn, nhưng là bình sơn khai biệt tuyệt đối không có vấn đề. Thậm chí tu sĩ chỉ cần có đủ tu vi, liền có thể đem nó phát huy uy lực vượt xa người thường, đạt tới ba phần mười uy năng của trưởng thiên ấn cũng không phải là không có khả năng. Nhưng là các làm này sẽ khiến cho kiện bảo vật này tổn thương lớn nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ thì cũng không nên dùng tới. Nhân ảnh trong bạch quang vừa chậm rãi nói, vừa thao túng bình sơn ấn phía trước, hóa lớn nhỏ biến ảo không ngừng, hoàng linh quang phát ra uy năng kinh người, khiến tất cả tu sĩ trong đại sảnh không khỏi chấn động. Huống hồ cho dù không có màn biểu diễn này, chỉ nghĩ tới đây là phỏng chế phẩm của thông thiên linh bảo cũng đã đủ nói lên giá trị của kiện thử bảo này. Không quản là tu sĩ đã biết trước hay không kiện bảo vật này, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm vào khỏa tiểu ấn. Hàn Lập nghe được đây là phỏng chế phẩm của thông thiên linh bảo cũng không khỏi giật mình. Hắn mất bao nhiêu thời gian thu thập tài liệu khắp nơi, còn chưa đem luyện chế nổi tam diễm phiến, thật không nghĩ tới, tại giao hoán hội này, không ngờ đã có phỏng chế phẩm của thông thiên linh bảo. Điều này khiến cho Hàn Lập rất buồn bực, đáng tiếc hắn đối với tình huống trong thông thiên linh bảo không biết nhiều lắm, đối với cái gọi là trưởng thiên ấn thì một chút cũng không biết, tam diễm phiến kia thực sự luyện chế thành công đi nữa liệu có so được với thử bảo kia không. Tựa hồ đoán được trong lòng Hàn Lập đang suy nghĩ gì, đại diễn thần quân đột nhiên mở miệng. Không cần qua mức lo lắng, bình sơn ấn này chỉ có thể có được một hai thành uy lực so với bản thể, ta nghiên cứu ra tam diễn phiến, uy lực lớn nhất phát huy ra cũng được chừng bốn thành so với thất diễm phiến, nếu như là người nọ nói có thể phát huy uy lực vượt xa người thường thì nó cũng có thể làm được. Tuy là phiến tử này của người cùng với bình sơn ấn đều là pháp bảo loại công kích nhưng luận về uy lực mà nói, ấn này còn kém tam diễn phiến của người một bậc. Ừ, cái này so với dự đoán của ta cũng không sai biệt lắm thật hy vọng sớm có thể luyện chế được tam diễn phiến nếu có thử bảo này trong tay thì dù có gặp phải tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng không cần e ngại gì nữa hàn lập gật gật đầu thì thảo nói hừ ngươi không nghĩ đến đại tấn cùng thiên nam như nhau loại phỏng chế phẩm này đâu chỉ có một kiện đại diễn đột nhiên cười lạnh ý của tiền bối là hàn lập trong lòng cả kinh hỏi lại năm đó khi ta du lịch đại tấn các môn phái khác thì ta không rõ ràng lắm nhưng là thái nhất môn thiên ma tông cùng với vạn yêu cốc, tuyệt đối đều có một kiện thông thiên linh bảo phỏng chế phẩm. Trong đó nổi danh chính là vạn yêu cốc, hàng năm đều cắm vạn yêu phiên phỏng chế trong cốc, nghe nói bởi vì phiên này đã hút rất nhiều hồn phách của tu sĩ, uy lực rất có thể không kém thiên phiên yêu trong thông thiên linh bảo. Cho nên những đại phái khác nếu cũng xuất hiện một hai kiện thông thiên linh bảo phỏng chế như vậy thì cũng không có gì là lạ. Nếu không mấy đại phái này không không có đứng sừng sững như hiện nay. O không ô, chương 955, tái ngộ cổ ma. Điều này cũng đúng, Diệp gia là một thế gia tu tiên liền có đủ tài liệu luyện chế ra một kiện thông phẩm, còn những đại phái khác tồn tại lâu dài như vậy, có một kiện phỏng chế phẩm cũng không có gì lạ. Hàn Lập nghĩ lại, chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận điểm này. Người cũng không cần quá mức nản lòng, cho dù là phỏng chế phẩm, vật liệu luyện chế cũng không phải là vật bình thường, phỏng chừng phần lớn đã tuyệt tích trên thế giới này rồi. Những thứ còn lại chẳng biết là đã trải qua bao nhiêu năm tích góp từng tí một, mới có đủ được một loại tài liệu Huống chi trong tay người không phải còn có một hư thiên đỉnh hay sao, nếu có thể nắm hoàn toàn thử bảo này, trong toàn giới này phỏng chừng ai cũng phải kiêng kỵ ngươi. Đại diễn thần quân cuối cũng cũng nói lên mấy lời, hoàn toàn nắm giữ hư thiên đỉnh, đây cũng chẳng phải việc dễ dàng, không có tu vi hóa thần kỳ, chỉ có thể mơ tưởng mà thôi. Chẳng qua nếu thực sự có hóa thần kỳ thần thông, cho dù không có hư thiên đỉnh cũng đủ để tung hoành nhân giới. Hàn lập nghe vậy, cười khổ một tiếng, đại diễn thần quân nghe hàn lập than thở xong, lại cười hắc hắc, cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, trong gian thính đường ngoại trừ Bạch Hà Trung nhân ảnh đang giới thiệu Bình Sơn Ấn, những chỗ còn còn lại đều lặng ngắt, mọi người đều lặng lẽ không nói, áp lực bắt đầu đè nặng. Người chủ trì giao hoán hội ẩn thân trong Bạch Hà, tự nhiên biết thanh thế tạo ra cũng không sai biệt lắm so với kế hoạch. Lập tức cũng không kéo dài thêm nữa, trong miệng ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc bắt đầu nói đến phương pháp đấu giá vật phẩm. Xem ra không cần lão phu nhiều lời, Mọi người cũng đã biết giá trị của thử bảo này. Khi bán đấu giá, Diệp gia đã chuẩn bị thật tốt một phần danh sách, trên này là những tài liệu đã dùng để luyện chế ra kiện thử bảo này. Đương nhiên đều là những tài liệu cao cấp, nếu giá trị thấp quá, tự nhiên là không có hiệu quả. Cuối cùng lần đấu giá này sử dụng linh thạch làm đơn vị, lấy 300 vạn làm giá khởi điểm, bắt đầu lượt đấu giá thứ nhất. Nghe được cái giá trên trời 300 vạn, phần lớn tu sĩ ở đây cho dù đã gặp qua mấy lần cũng không khỏi xôn xao một trận nhưng không ai đưa ra ý kiến phản đối. Ngay cả khi số linh thạch này cũng đã bằng hơn phân nửa số linh thạch dự trữ trong một tông môn tu tiên cỡ chung. Nhưng đối với thử bảo này mà nói giá trị cũng không tính là quá cao. Thực tế trong lúc đấu giá, giá cả thay đổi gấp vài lần cũng là có thể. Hàn Lập nghe thấy cái giá này, trong lòng cũng phát lạnh một trận, đồng thời một cái ý niệm cổ quái đột nhiên nảy ra. Nếu là hắn đem ma tùy toàn đi bán đấu giá, chẳng biết có thể bán được bao nhiêu linh thạch, chỉ sợ cũng không phải quá ít, chẳng qua hai người kia cũng không phải tốt lành gì, cái gọi là ma đạo chí bảo ma long nhận, đã xem qua tư liệu cũng biết được một chút, chính là từ thời thượng cổ có người luyện chế ra một thanh này, nghe nói chủ nhân của nó là ma tu đã từng dùng thử bảo này mà chảm sát hóa thần kỳ tu sĩ, với uy lực như vậy cũng không hề kém bất kỳ một kiện thử bảo nào trong thông thiên linh bảo. Chính là thanh ma long nhận này chỉ là pháp bảo nhưng tiềm lực của nó to lớn vô cùng nhưng là chỉ một hai khối ma tủy toản tự nhiên là không thể đem luyện chế ra thanh nhận này liền đem ma tủy toản trở thành linh đan diệu dược giúp tăng tiến tu vi đem hấp thu ma khí tinh ví trong đó giá trị cũng giảm bớt đi nhiều hàn lập đang tự mình cân nhắc mấy loại sự tình này lúc này vị ô quan lão giả kia đã xuất ra một khối ngọc giản bắt đầu đem thần niệm lướt qua danh sách tài liệu trong đó lão giả thanh âm không lớn nhưng toàn bộ tu sĩ trong phòng đều nghe thấy rất rõ ràng tất cả tu sĩ đều ngưng thần lắng nghe Hàn Lập cũng trận rãi nhìn tới nhưng cũng không có ý tứ tham gia tranh đoạt thử bảo này. Nếu nói hắn không động tâm với thử bảo này thì cũng không đúng, chỉ là phải tự mình tìm hiểu lấy mà thôi. Làm một tu sĩ ngoại lai, tài sản của hắn cũng không tính là giàu có gì, lại càng không so được với mấy tông môn đại phái này, thừa sức ảnh hưởng tới các thế lực lớn nhỏ giành lấy trọng bảo, vốn không phải là một người hay tiểu thế lực nào đó có thể qua mặt. Nếu không lấy địa vị của Diệp gia thiên hạ đệ nhất thế gia làm sao có thể cam tâm tình nguyện đem Bình Sơn Ấn ra bán đấu giá. Phòng chừng cũng là bị những thế lực khác uy hiếp mới đem ra để tránh tai họa. Lơ đã nghe xong mấy loại tài liệu, Hàn Lập đã có quyết định. Lão giả đưa ra không phải là như ngũ hành ngọc hay canh tinh mấy loại tiền liệu hiếm có này, tất cả tuy rằng chân quý nhưng trong các đại tôn môn cũng đều có tổn chữ một chút. Xem ra,